thôi, bởi vì là quan gia trái chủ sanh bệnh tật, mà nhờ quan gia trái chủ mình bệnh quá mình mới nhớ tới mẹ mình niệm Nam Mô Quán Nam Bồ Tát, mình đau khổ đi không nổi, mình ngồi xuống là mình lết bằng mo bò bằng mũ mới kêu mẹ năn nỉ mẹ cứu giúp mình, phải không? Ai cũng vậy, còn đi sững sững ở đâu ai cầu mẹ làm chi, phải không? Có bệnh mình đi kiếm mẹ chứ, còn mà đi sững sững có tiền rồi nhớ tới ai? Không nhớ tới ai đó, biết xài thôi, biết phá hoại phước bích vậy thôi chứ không biết tới ai hết trơn á, rõ không? Thì chúng ta phải biết tụng kinh ngồi xuống, ý thì mình đi chú đi giải trừ bệnh tật nghiệp chướng của chính bản thân mình, mà chỉ có mình mới giải trừ được thôi, còn nếu không á đừng có hòng. Bản thân thầy chứng minh nè, sáng ra lại 108 lạy, chiều 108 lạy để hưởng công đức cho mẹ, cái tội ngỗ nghịch bất hiếu với mẹ ngày nào cũng làm có 3 tuần, mà trước đó thầy lại thăm mẹ thầy, mẹ thầy là 90 tuổi, mặt bà nhăn hết rồi, cổ bà nhăn luôn rồi. 3 tuần sau thì hồi hướng công đức quay lại, huynh đệ có tưởng tượng chuyện gì xảy ra không? Mặt bà láng o, bóng đeo bóng, mắt sáng quắc, cổ không còn một nếp nhăn. Mà thầy lại có 3 tuần thôi, mà người con chí tâm lãnh lễ sám hối, tội ngỗ nghịch bất hiếu cha mẹ đó, mà mẹ hưởng hết luôn. Nhớ bà là môn nữ trong địa tạng không? Thì có cúng dường công đức ngồi cầu nguyện thôi đó, mà bà đã sanh lên cõi thiên, trong khi đó mà thiền ba la môn nữ còn không biết mẹ đã được siêu sanh đó. Huynh đệ thấy người con mà quỳ xuống lạy hồi hướng công đức cho mẹ mình sám hối nghiệp chướng á, mẹ mình hưởng hết. Mà thầy còn biết rằng là mẹ thầy năm nay 91 rồi nè, bà rất là khỏe, bà đứng lên bà còn múa tay múa chân được, còn mạnh dạn còn giỡn được, chứng tỏ là cái phước đức nhiều là do người con tu tập. Thầy còn biết rằng mẹ thầy ngủ giấc dậy sáng mai ngủm, thầy biết vậy luôn nữa. Thầy có nói với bà rồi, bà cứ ngủ ngon lành, bà chết đi là thầy đốt xác thầy dục xuống biển hết chuyện, khỏi cúng. Bà đi rồi mà cúng chi, thầy theo luật thầy làm á nè. Mà thầy không khóc luôn, thì mẹ đi vui vẻ mắc chứng gì mẹ khóc, luật mà, phải không? Thì đó, cứ yên tâm đi rồi ngủm cái là khỏi kèn trống nó ồn lối xóm, xong rồi đốt dục xuống con biển hết, khỏi cúng. Bà cũng thấy vui, thì nằm xuống ngủm mà đâu có đau khổ đâu, ngủ giấc sáng mai vậy rồi ngủm rồi, thấy chưa? Mà người con tu là mẹ cha hưởng hết luôn, thì tại sao mình không tu chứ? Thầy không muốn huynh đệ tu phải giống thầy, thầy thiện chí, thì cái lý tưởng phụng sự nó lớn lắm, tu để phụng sự, còn tụi con không có đủ định lực, nghị lực, tâm huyết hay tình thương, con không đủ lớn để phụng sự ba thánh chúng sanh, thì con chỉ tu làm sao có đủ phước báo, âm đức dương đức cho tròn đủ, thì mình sẽ tiến hóa, bệnh tật tiêu trừ, nghiệp chướng tiêu trừ. Thì ra sư phụ trung đạo muốn chia sẻ với huynh đệ có mặt trong ngày hôm nay, tu tụng cho giỏi vô để giải trừ bệnh tật và nghiệp chướng của chính bản thân mình, thì trí tuệ mình mới phát triển được. Trung đạo hôm qua có ca cái bài á, nghiệp càng nặng trí thường u tối, trí lu mờ nghiệp nối nhau sanh, làm sao thoát khỏi lợi danh tiền tài lợi lộc bại thành khổ thân. Bài dễ thương quá ha. Hay nhất là khi chúng ta biết giúp đỡ người bên cạnh thì chư Phật sẽ ban phước báo, có vậy thôi. Lục quả báo rõ ràng lắm, không có mơ hồ. Thầy thấy chưa, quả báo rất tức thì, nếu chúng ta làm bằng cái tâm an lành, hạnh phúc, vui vẻ, rộng lượng, không tính toán, thì sự trở về là không tính toán. Nếu mình cho ra sự tính toán hạn hẹp, thì trở về là sự hạn hẹp tính toán của vũ trụ. Suy nghĩ đi rồi tự làm. À, làm vui vẻ, có gì đâu, trời ơi. Con của ngài mà cứ thảy ra đi, chuyện gì còn lại, vô trở lại bình thường. Mà không cần phải tính, không cần phải cầu. Mọi cái có... Thầy có viết cái bài nhạc à, hạt giống của Như Lai, thầy biết con cố giữ tâm hồn cho tinh khiết, thấm nhuần sự minh triết thiên liên, Như Lai quyền lực vô biên tâm từ, ban rải không riêng một người. Tâm từ ban rải không riêng một người, là các ngài cho chúng ta không tính toán, không phân biệt một ai cả. Rõ ràng như vậy, làm việc thiện thì tâm này có cao sanh chứng giám, lòng đại từ tỏ đám mây hương, cầu xin chư Phật mười phương độ người, trần thế biết thương con người. Làm phước không cần phải cầu báo, làm phước cứ làm đi, chuyện còn lại chư Phật và lực nhân quả sẽ lo. Nhân huynh đệ muốn tiến hóa trong việc luyện đạo, học đạo, tụng kinh trì chú, nghĩ thiện làm lành bằng cả tâm tư trí tuệ đi, cứ làm đi, chuyện còn lại chư Phật và lực nhân quả sẽ lo, rõ không? Thì giải trừ bệnh tật và nghiệp chướng của mình, từng cá nhân chúng ta phải ngồi xuống để tự tụng trong một kinh, nhìn những ông già bà già bên cạnh
cầu xin đừng có già bệnh như vậy. Bởi vì các vị đó chính là ông thầy của mình. Thấy họ đi lụm khụm, đừng đi lụm khụm. Thấy họ vừa đi vừa rên, đừng bao giờ đi và rên. Cho nên mình phải giữ ngay từ lúc này, phải giữ cho thân khỏe, tâm an, trí tuệ sáng suốt, bồ đề tâm vững mạnh. Thân khỏe thì tâm mới an, thân bệnh thì tâm bất ổn. Rõ không? Bây giờ tụi con ngồi xuống tụng, đau đầu, nhức đầu, nhức tay, nhức chân nè, tụng được không? Đâu có được đâu. Lo âu, phải không? Khỏe mới tu được. Thế phải giữ thân khỏe, tâm mới an, thân bệnh, tâm bất ổn. Rõ chưa? Thế ra mình muốn giải trừ bệnh tật và nghiệp chướng, nghĩ thiện làm lành tụng kinh trì chú, cho mình một cơ hội ngồi xuống để cầu nguyện cho bá tánh chúng sanh, cho dân tộc đất nước luôn luôn ban rải lòng từ bi trong người bằng cái tâm bình đẳng, vô hữu cao hạ, không cao không thấp. Rõ chưa? Rõ không? Hiểu ý thầy không? Bởi vì là Phật cho nó mình đến đây vậy, huynh đệ mình là anh em của mình, là con cái của Như Lai hết, tất cả là anh em hết, không ai. Bây giờ mình nhìn cái mặt mẹt nó khác nhau, mà cái ông trong này nè, cái mặt giống nhau y hệt. Ông này là không hình, không tướng, không tên, không tuổi, không cao, không thấp, không mập, không ốm, không dày, không mỏng, không khôn, không ngu. Ông đó mới là quan trọng. Còn cái ông này là bình thường, cái mặt mẹt cũng vậy thôi. Chúng ta có cái giống nhau cái chỗ là có hai cái lỗ tai, hai con mắt, cái lỗ mũi, cái miệng, cái mũi nằm giữa mặt. Đúng không? Chúng ta giống nhau là vậy. Nhưng mà cái ông bên trong này thật sự rất là giống, giống y hệt như nhau, là cái tánh thiêng liêng mà thế gian gọi là Phật tánh. Tánh thiêng liêng là ngự trị trong từng bản thể một, không khác biệt, không cao không thấp, không mập không ốm, không giàu không nghèo, không sang không hèn. Thấy không? Cái tánh này chúng ta cần phải biểu lộ cho ba tánh chúng sanh. Nếu biểu lộ được tánh này rồi, tự nhiên chúng ta thương mọi người giống nhau lắm, ai cũng dễ thương cả. Thì nhìn Phật tánh chứ không phải nhìn cái mặt. Bây giờ mình nhìn Phật tánh huynh đệ, Phật tánh ngự trị trong từng hình thể, trong từng sự vật. Một khi đứa bé chào đời thì Phật tánh ngự trị trong nó rồi. Thế chúng ta tập nhìn Phật tánh giống như thường bất kinh Bồ Tát vậy đó. Nhìn ai cũng thấy thành Phật hết. Con mắt trung đạo cũng vậy, huynh đệ đều thấy Phật. Bởi vì Phật ngự trị trong huynh đệ mà trung đạo nhìn thấy được. Huynh đệ không thấy chuyện đó của huynh đệ. Nhưng mà bây giờ mình tập nhìn để thấy, để chấp nhận sự thật là Phật tánh ngự trị trong từng bản thể. Và chúng ta đối xử với nhau bằng tánh thiêng liêng đó, đối xử bằng Phật tánh, dùng Phật tánh của mình để đối xử Phật tánh của huynh đệ thì không có chuyện gì xảy ra. Nếu dùng cái hình thể này mà đối xử với hình thể thì có sự phân biệt đẹp xấu, sang giàu. Rõ không? Rõ chưa? Bây giờ là Phật muốn tiến quá, muốn tiến quá trong việc tu học để giải trừ nghiệp chướng và bệnh tật của chính bản thân mình, chúng ta phải cho bản thân mình một cơ hội ngồi xuống để tụng kinh niệm Phật. Nếu làm việc thiện lành được thì đừng bao giờ từ chối như Thiện Ngọc này. Cứ làm được là cứ làm, chuyện còn lại chư Phật và lực nhân quả sẽ xử. Nếu hiểu lực rồi thì còn gì ngần ngại, phải không? Đúng không? Thầy viết cái bài nhạc thầy làm á, đã bao lâu rồi sống trong luân hồi, còn bao lâu nữa mới biết tu thân, pháp thân vẫn chờ chúng ta quay về về trong pháp giới để thôi luân hồi. Thấy chưa? Mình biết luật rồi sống thoải mái. Bây giờ huynh đệ có thể ngồi thiền, có thể tụng kinh, có thể niệm Phật, nhưng mà cố gắng làm sao để phát triển cái tâm từ bi mới là quan trọng. Tâm từ bi nhìn mọi người yêu thương giống như mẹ Quán Thâm Bồ Tát. Từ nhãn thị chúng sanh, nhìn huynh đệ bá tánh bằng con mắt từ bi bác ái, phước tụ hải vô lượng. Đó, phước tụ hải vô lượng là phước vô tận. Mà nếu mình nhìn cặp mắt mà gườm mà rình rập là thôi xong rồi, tu ngàn năm cũng thế thôi. Hiểu không? Tu 20 năm mà tâm từ bi vẫn còn nhỏ từng giọt thì sao, sống được với Phật? Phật chính là đại từ bi. Nếu mình có cái tâm đại từ bi thì mình ai chư Phật đã biết rồi. Mà ngộ lắm, khi có cái tâm từ bi rồi, cái lòng mà kiên nhẫn của mình chịu đựng kinh khủng lắm. Chúng nào chịu đựng rất nhiều mấy đứa này nè, chịu đựng nó ghê lắm, khỉ rồi nè. Một chút xíu nó nhăn nhăn mình cũng phải lo rồi, nó gây lộn mình cũng lo rồi, nó ganh tị mình cũng... Nói chung là mỗi thứ mỗi lo cho nó mà. Chứ Phật cũng vậy à. Mấy ông lo nó lọt vô dòng vô minh rồi, nó khó xử. Mà nó vô minh rồi nó cãi hoài, nó đâu có chịu ngừng đâu. À, cái đầu nó vô minh, cái miệng nó lải nhải, miệng lải nhải tay chân làm tầm bậy tầm bạ, lọt xuống địa ngục. Mà cho nó không hiểu nó sẽ lọt xuống địa ngục. Giờ quý đệ hiểu rồi, làm cách nào để giải trừ bệnh tật và hoán chuyển nghiệp lực rồi phải không? Ngồi xuống tụng kinh trì chú, nghĩ thiện làm lành,
tu cho thân khỏe tâm an, bệnh tật tiêu trừ, nghiệp chướng tiêu trừ, quan gia trái chủ tiêu trừ. Khi chúng ta gặp những chuyện xui, người này người kia nói xấu mình hay gì là liều là quan gia trái chủ cả, cho nên mình niệm vãng sanh cho nhiều vô để người đó không còn ghét mình nữa. Trung đạo hướng dẫn vấn đề cách làm, ví dụ mình đi vô cái chỗ làm đó người đó ghét mình quá, mình cứ gặp mặt họ mình những chuyện bình thường, nhưng mà niệm vãng sanh cho nhiều vô đi dạy sự ân oán trong tiền kiếp của mình với họ, tự nhiên họ không ghét mình nữa. Cứ làm thử trong vòng tháng sau sẽ biết được cái kết quả tốt như vậy. 100 người thầy gặp trung đạo chỉ có 1-2 đứa không ưa, là lý do là thì nó không bằng mình, nó không ưa thôi. Đúng là nó không xấu bằng mình cho nên nó tức. Thực sự không có gì ghét mình được, thì mình rất là dễ chịu, gặp ai cũng vui đó. Mình không có tị hiềm, không có ganh tị. Cần gì phải ganh tị, đời mình có đủ rồi, ganh tị gì. Thấy không? Tay chân mắt mũi đầy đủ là đầy đủ quá rồi, không muốn gì nữa. Ủa sinh đẻ ra một hoàn hảo dễ sao? Sự hoàn hảo sẵn có. Vì hoàn hảo sẵn có cho nên không bệnh tật. Chúng ta sống tầm bậy tầm bạ quá cho nên sanh bệnh tật là khiếm khuyết. Vì khiếm khuyết trong tâm linh cho nên thân thể bệnh tật. Muốn tâm linh tròn đủ khỏe mạnh thì sẽ không bệnh tật. Muốn thân thể không bệnh tật thì phải trau dồi đời sống tâm linh, đạo đức, đạo hạnh của mình, thì chắc chắn bệnh tật sẽ không có tồn tại trong đời sống của mình. Lúc đó mình mới có nhiều cơ hội học đạo tinh tấn và tiến hóa con đường trở về cha mẹ Như Lai của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Cái phần còn lại là tụi con hỏi nha. Hỏi đi con. Bồ Phật. Dạ hỏi đi con. Bồ Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch thượng tọa giảng sư. Con thiện chí thì đi tu hành có một nhiều vấn đề mà từ nhỏ tới lớn đi tu gặp nhiều chướng ngại, thì bước đường tu thì có khi mà bị té cũng đứng dậy mà tập tu, thì con có một câu hỏi nhỏ như như trong lời của Phật nói là khăn người là đất cát, gió lửa hợp hành là bốn đại, đó là khăn người chúng ta là giả không có thật. Nhưng mà đi tu thì có những người lại quan tâm tới hình sắc và khởi sắc. Nếu người nam đó là một thanh niên đẹp trai tuấn tú thì được Phật tử ái mộ, dù tu hành không bao nhiêu cũng được người ta quan tâm. Còn những người mà xấu trai lại là cái nghèo hèn, không có địa vị trong xã hội, không có những việc người mà nâng đỡ, thì lại bị coi thường và bị chê bai, thậm chí còn bị phá những cuộc đời tu của họ. Cho nên tâm bước đường tu thì con gặp rất là nhiều. Cho nên bây giờ con đã thật sự thì con cố gắng nỗ lực tu hành, con xa lánh tất cả, có thể là con trốn những vị đó, thì con chuyên tu, con không dám rằng rủi. Nhưng mà chúng ta thì là người Phật tử có thể mà mở rộng vòng tay nhìn những người nghèo trên xã hội, người ta có thể tu mà người ta không cần gì hết, thì Phật tử nên dòm ngó lại những người nghèo kém phước, người ta không đủ phương tiện, thì nên quan tâm tới người đó. Chứ có nhiều nơi thì đang dư giả các chùa tới mấy trăm tỷ, tới hàng ngàn tỷ, thì lại Phật tử lại quan tâm nhiều, mà còn lại là nâng đỡ, giúp đỡ cho những chỗ đó. Còn những nơi mà ở chầu tranh gách lá thì lại là chê bai, nó là kém phước tu hành. Nhưng thật sự những nơi mà con ở trên núi rừng, con chuyên tu á, thì mấy vị chuyên tu ở nhà tranh gách lá, nhưng người ta cũng không cần sự cúng dường quan tâm đó. Nhưng mà họ rất là vui. Nhưng mà Phật tử thì luôn nghĩ là những gì đó không có tu hành tinh tấn, cho nên kém phước, không cúng dường. Nhưng thật sự những vị đó người ta cúng dường, với Phật tử quỳ lại dài người ta cũng không nhận luôn á. Chứ đừng nói mà kém phước hay không kém phước. Cho nên Phật tử phải có một cái nhận định sâu sắc hơn, nhìn đâu ra đó có tuy lần cũng vừa vô ý khí, nhưng mà mình phải quan tâm chỗ nào cho đúng mục đích,
có mục tiêu rõ ràng, chứ mình làm việc mà mình làm mà không có suy nghĩ nghĩ thì có đôi lúc mình đem tiền mình dụng xuống bãi đá, không có đám ruộng nào phì nhiêu mà bỏ xuống hạt lúa lên. Cho nên con xin hỏi sư phụ và nâng đỡ trên đường tu của con. Thì con xin kể từ nhỏ luôn cho sư phụ nghe. Thì lúc nhỏ con 13, 14 tuổi, con đi tu hành bên Phật giáo là con bị bệnh. Thì xưa thì con đang học lớp 8 rất là giỏi, cho nên con ở nhà con thì cắt rất là cực, vừa chăn bò, vừa cắt cỏ, vừa làm tất cả việc nhà. Buổi sáng đi học xong buổi chiều sẽ làm hết. Xong con học quá con cũng bị coi phim tài hư, thì con mới quấn cái mền lên con làm Quan Âm Bồ Tát. Thì khi con làm Quan Âm Bồ Tát xong thì một đêm đó con cả giật cả tưng luôn. Con tụng kinh, con không biết tụng kinh như thế nào, nhưng mà trong đầu con lúc nào có Nam Mô Khiên Khổ Khiên Nhẹ Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ni Nam Mô Hết Ra Đấng Na Đa Đa Di Đà Nam Mô Di Đà Bà Lục Kỳ Đế Hết Đó Đa Di Đà. Con làm riết vậy á. Cái sáng con đi học bài đạo đức, thì đạo đức đó là bài đạo đức đó. Cô giáo kêu quỳnh quý phú lên tờ bài. Cho nên một con lên con đứng trên lớp Nam Mô Đại Bi Hữu Khẩn Phật Phật Tát Khiên Khổ Khiên Nhẹ Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ni Nam Mô Hết Ra Đấng Na Đa Đa Di Đà Nam Mô Di Đà Bà. Làm một dọc luôn. Cái bà cô giáo đó bà bắt phạt con, mới nói cái thằng quý phú đó nên là mình sống nó điên khùng quá. Nó đọc cái bài gì mà hắt ra đá vô, nó đá trong lớp chất văn ra ngoài hết. Cái cô giáo mới phạt con là quỳ gối. Lúc đó con học lớp 8 mà không có quỳ gối, nhưng mà đứng trên lớp. Mà sau khi cái đêm đó là sư phụ biết không? Con á, buổi sáng con đi học, mà đôi dép con hai đôi dép lào, một đôi dép màu đỏ, một đôi dép màu vàng. Mà khi mà con mang á, thì sáng con đã sắp hai đôi mang cho nó đúng rồi. Nhưng mà khi con mang á, thì nó để một chiếc đỏ, chiếc vàng bắt con mang. Mà con mang lên lớp á, lại nó không nhắm mắt, nó bịt mắt là không cho con thấy được. Đi lên lớp, tụi bạn con nó hờ cái thằng quý phú nó điên khùng quá trời, nó đi học coi. Em bắt đầu con xong rồi, con lên con thả bài xong, con xỉu lên lớp luôn, bạn con mới đưa con về. Đưa con về từ đó là con bệnh, cả tưng cả giật á. Thì lúc đó con á, con mới đi vô chùa mà ba con là cách mạng, không có tin ba cái vụ đó. Ba con mới đi vô bệnh viện tâm thần. Con nằm ghế nó chích con từ 4, 3 mấy ký mà chích ghế 50 kg. Con mập thù lù luôn. Mà ngộ lắm, con vô á, con nằm ở trong bệnh viện á, thì con biết ba má con hết. Mà nó không cho nói, mỗi lần con nói á, con vừa gặn lên tiếng ba cái mỏ con méo quá à. Vừa dặn đến mẹ cái mỏ con méo là mà con nói con 14 tuổi thì nó giật lại nó con 1 tuổi. Là con mới bệnh vậy rồi con nó không cho con nói luôn. Bắt đầu con cái Nam Mô Di Đà Phật trong bụng con vậy, cái mà bài học đó nó xóa mờ hết trí nhớ con không. Con đang học giỏi mà làm con quên hết, con không cho con là con không biết cái gì luôn. Thì lúc đó đầu óc con rảnh rang, con có niệm Phật mà đầu ban đêm là con sống như sống tinh mây vậy. Con đi chỗ này chỗ kia chơi mà con ở là con thấy thoải mái, mà là con không có nghĩ gì hết, vô tư lắm. Nhiều khi con ngồi trên xe Honda ba con chở, mà con tính là đi trên có trời vậy, nó nhẹ nhàng, nó bị lăn vậy, con không có nghĩ gì hết. Rồi bắt đầu thì sau khi ba con á mới đưa vô bệnh viện biết rồi, con mới nói thôi giờ ba đừng đưa con nữa, ba cho con đi chùa. Và đi chùa hồi bích lớp con mới đi chùa bên Linh Căn. Thì bên Linh Căn á thì họ mới tụng kinh bên đạo mẫu á sư phụ. Thì con tụng kinh bên đạo mẫu thì con học một thời gian con thuộc. Thì sau khi đi lúc đó 14 tuổi thì con mới làm vừa bệnh mà vừa đủ hết công việc nhà, cho nên con làm rồi con mới đi cũng không có, mới mở ra đi công việc buôn bán. Thì khi con đi bán á thì con không biết tính tiền con chỉ họ chỉ đưa nhiều đưa, cái con bán đổ bán lỗ bán tháo á, trong vòng một tuần lại con sạch vốn. Cái một tuần sau cái tự nhiên con bán con không minh lại, không minh cái không minh là đột xuất á, cái con mua đồ nhiều con bán từ từ con không lên, không lên cái từ từ cái bắt đầu con làm gì làm qua trời làm từ đó. Thì con mới tuổi 19 tuổi con cắt một cái nhà lớn là khai gì mấy cây vàng, lúc đó con mua đất, lúc đó
thì con mới giàu mà con không mua. Con cắt cái ăn nghe chỗ đây luôn. 19 tuổi con cắt. Sau khi 19 tuổi con cắt á, tới 20 tuổi con ta mắc nợ mấy cái vàng nữa, con ta nợ làm đầu óc mặt tối làm tới 2 giờ đêm không. Cái ông thầy mấy thầy kêu ông tu tại nhà không ai dạy á, thì không bao giờ hành Phật á. Dụ con ghét, dụ ghét là đi vô chùa tu. Vô chùa tu á, cái xong cái hồi xưa á, là con có cái nhân quả là sư phụ con á là khó tánh lắm. Con đi vô mua cầu cao ông đó, hai vị con mua 1,000 chục, ông bán tới 1,500 chục mà ông điếm đó, điếm là nhỏ lớn dùng bán sạch ghẻ hết. Thì con mới nói nên bố tôi có đi xuất gia, tôi không dám chùa vô chùa ông có xuất gia đâu. Mà sau khi mà con đi xuất gia lại con á bị nhân quả dính vô ông đó, là con đi xuất gia chùa Bửu Nghiêm. Nhưng mà Bửu Nghiêm thì chùa tu thiền không có xuất gia, tôi bắt con về chùa Tịnh Độ. Thì về Tịnh Độ thì gặp một vị đó xuất gia đỡ đầu cho con. Mà vì đó là hồi xưa là con nói con mà vô đây xuất gia thì con gặp ông này con đã chán rồi. Mua người ta có 1,000 chục, ông bán 1,500 mà ông bắt đến nhà thì nhỏ lớn bắt đến hết trơn, con dựng làm lỗ, con dám dùng chung vô. Mà khi con ghét nhớ nhân nào thì quả tao qua đó, trời tao qua đó, thì con vô ngày xuất gia con phải về đó xuất gia. Xuất gia xong thì sư phụ con nói là không nhận ở đây, cạo đầu sao đi tu về chùa Bửu Nghiêm tu. Nhưng mà về chùa Bửu Nghiêm á, thì chùa Bửu Nghiêm nói ở đây tu thiền không được đi học. Mà sau khi con đi học tường cơ bản á, thì ở trên Phật giáo Bình Dương á, bắt đi học là không được ở chùa Bửu Nghiêm, mà ở chùa Hội Thánh á, thì phải có người gửi gắm. Cho nên ở đó đi học con bị đủ khứ chuyện hết. Cái mới con mới bỏ về ở chùa Bửu Nghiêm, con về núi tu luôn. Về núi con mua một mẫu đất. Sau khi con ở một mẫu đất đó thì con tiền bạc con bị đứa bạn nó dụ lên, hai đứa là dụ lên mua một mẫu đất. Nhưng mà đứa bạn ở một tháng sau là hai đứa hùng nhau, đứa có 40,000 à, mà sống tới mấy tháng là sáng ăn cháo, trưa ăn cơm, chiều nhịn đói, mà đi xe đạp từ đây ra về núi Bồng Lai. Nhưng mà sống xong 2 tháng thì bạn con đã bỏ đi khất thực. À, bạn nói đưa thật, con mới nói bao nhiêu đồ đạc mà bạn mua, giờ tôi tính tiền hết. Thì sau tính tiền con mới về nhà, con mượn gia đình trả hết xong rồi con ở đó con tu. Thì bạn con đã hoàn tục. Thì sau khi con tu á, ở nhà lá, ở trên núi một mẫu đất mà gai gốc không, con mới phát gai hết, con cắt một mẫu chuối, trồng một mẫu chuối trên đó. Rồi cắt một cái nhà mà hồi đó nhà lá, con mới in gạch mà phi, 2 giờ phi là đất núi mà đá không à. Thì con mới lấy cái cúp ra con đào đất tới sáng á, thì đào được một đống đất lớn. Thì con cũng mới mở cái khung in gạch, người ta con in được mười mấy ngàn cục gạch. Thì mười mấy ngàn cục gạch đó con kêu thợ hồ xây, và cá thì con bơi lên từ dưới chân núi, con bơi lên con cắt cái nhà. Mới đầu thì con đi được con cao được 1,5 mét, sau khi con cắt nhà con còn có 1,2 mét. con không xuống, con đau lên, con không xuống tới 6 tháng trời, con không dám về nhà, tại con đi còn không đó. Con mới không dạ thôi, bây giờ thời gian xin cho phép nói nhiều chút, sẵn nói đó luôn dạ. À, sao mà con cũng không có tiền uống thuốc nữa, ở đó một tháng con sống có 10,000 mà con mới đi vô tiệm thuốc nam của chùa hốc thuốc. Hốt thuốc thì giờ con xin nhà chùa cho con hốt thuốc khí không có tiền. Thì con hốt cũng uống cái con hết xong mà con mới bò lỡ con về nhà. Dạ, nó cao lên thích gửi. Rồi con bò lỡ về nhà mà hồi đó có 10,000 đồng á, mà đi xe từ và giờ Vũng Tàu mà về đây có 10,000 mà con còn không có, con đi xe đạp về đây. Mà đi dịch, mỗi lần mà con về mấy năm trời đi xe đạp không á. Mà vừa qua con có một sự thử thách là con đi xe Honda ghép quang á, cái con đi lại chị con đi xe Honda lại chị con hết xăng, cái con mượn xe đạp lên đường con đổ hết xăng lên đường, con cầm cái bình mà lên đường từ ở đây mà dài xa lắm mấy có mấy cây số nó mới có cái chỗ bán xăng, con đậu nó bảo hiểm mà con đi xe đạp giống y mấy ông bệnh viện tâm thần thả ra. Mà con sao mà con đi xe đạp mà con sao con mệt mỏi, con ơn là con đi làm đó, mà hồi đó con đi cả 100 cây số con không mệt, mà giờ con đi lại thử thôi là con thấy vấn đề trẻ hồi đó con thiệt con điên khùng mà con làm nhiều cái phi phường á. Nhưng mà trước khi mà con đi về núi á thì có bên đạo Linh Căn á có một mẫu tám nó nói là con
con á, con bỏ mẹ con ra đi thì đời con không làm được cái gì hết. Con sẽ khổ, con sẽ bị đày. Người ta đi tu á thì người ta ở trong chùa, người ta có sự nâng đỡ, thì đủ thứ có mọi mặt bên quý thầy lo. Còn con bên Linh Căn không bao giờ ai đổ cho con, và con sẽ bị phạt. Bị phạt không bao giờ con ngóc đầu lên đâu. Mà con đi vô chùa thì quý thầy không cho con tụng kinh binh đạo mẫu. Cho nên mười mấy năm nay thì con tụng kinh binh Phật không, cho nên con bỏ mẫu luôn. Thì con làm việc gì cũng không thành công hết. Tất cả cái tiền mà con làm á thì nó khạc sử. Nó vô lai gai thôi. Chứ không phải mà vô cái ào ạt được. Cho nên chắc chiêu dữ lắm mới được. Ăn hà tiện dữ lắm mới được. Còn không ấy là nhiều khi nó bệnh đau, nó đổ ra còn hơn nữa. Và việc gì nữa, cho nên con nó khạc sử. Cái am để con làm đây, thì từ sáng con làm cái tới trưa, trưa làm cái tới chiều, chiều làm cái tới 2 giờ đêm. Con bỏ ra mười mấy năm không công phu như quý thầy được, cho nên đạo lực con có thể kém, mà về học vấn con cũng hơi kém. Cho nên cái phước của con nó thật sự khô khắc bạn bè nhiều. Cho nên bây giờ con nó thật sự muốn lập viện lớn, con cũng không muốn nữa. Con làm được cái gì hay nấy, chứ nếu mà con viện lớn con không có tiền thì con lo âu. Thôi thì phước duyên tới đâu con làm tới đó. Thì hôm nay thì sẵn cơ duyên đây á, con cũng không báo với Phật tử á. Thì sư phụ, nếu sư phụ thương á, thì tông chúc sư phụ nguyện cho đạo tràng chúng con. Thì đầu tháng sau vào ngày Chủ nhật, hàng Chủ nhật á, buổi chiều 1:30 thì con sẽ cho Phật tử lại tu buổi chiều, để mỗi chiều Chủ nhật nhóm lại Phật tử lập nguyện tu theo sư pháp của sư phụ á, để cho có cái đạo lực và có cái những cái phước á, mà Long Khánh Thánh Chúng gia hộ cho đạo tràng chúng con. Còn riêng ở đây thì con ban đêm thì đêm nào nhóm con cũng tụng kinh đều đặn, không có bỏ. Khởi công phu của con thì suốt thì lịch trình của con riêng, nhưng mà cho Phật tử là ngày Chủ nhật, mỗi buổi chiều Chủ nhật, ngày nào giảng pháp thì không có tụng kinh, còn ngày nào không có giảng pháp thì cho hai Phật tử đến đây tu theo pháp của thầy, là pháp tụng kinh Đại Bi Ngũ Chú và kinh Di Đà và niệm Phật ngồi thiền trong 2 tiếng. Thì sư phụ nhắc nhở giùm cho đạo tràng chúng con á, và sắp tấn cho đạo tràng chúng con tinh tấn tu hành để có đạo lực như sư phụ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm niệm công đức của thiện chí đã cho huynh đệ biết cái sự khó khăn trong việc tu học của thiện chí. Thực sự trung đạo nghe cũng rất là cảm khái cái con đường tu của thiện chí rất là gian nan. Thực sự sư phụ không có gian nan như thiện chí đâu. Sư phụ thiện chí đi chung sư phụ biết rồi đó. Sư phụ làm mấy cái đại lễ mà thiện chí phước đức được ngồi chung, được hầu đàn là cả cái phước, khiến cho thiện chí đi chung. Chứ thực sự muốn đi hầu đàn sư phụ là cả vấn đề. Không phải ngồi hầu đàn sư phụ là dễ, nhưng mà khiến cái phước cái thiện chí tụng đại bi nhiều rồi á, thì tự nhiên phước báo nó sẽ nảy nở. Những cái cơ cực của quá khứ sẽ biến mất. Đồng thời mình chí tâm chí cốt mình trì tụng đại bi đó, thì mình sẽ được chư thiên long phần long thần hộ pháp gia hộ cho mình. Muốn phát triển cái đạo tràng để cho huynh đệ về tu á, là cái người chủ trì hoặc là chủ sử á, là phải ngồi xuống tu tụng rất là nhiều để tạo âm đức, phước đức cao dày thì huynh đệ sẽ về tu tập trung. Đồng thời như thầy Thiện Chí cứ nói đó, người tu đã không đẹp trai rồi mà đã lùn nữa, lùn có thước rưỡi mà khiên riết còn thước hai là nó xấu cỡ nào. Làm sao mà huynh đệ dám tới tu chung, phải không? Ông tu riết ông lùn sủng à. Bởi vậy thì nó khổ, mà lại bệnh nữa chứ, đủ loại bệnh nữa, thì ông rất là gian nan. Chính vì cái chỗ mà chân thật của ông, cho nên trung đạo mới chấp nhận lên đây. Mỗi lần ông hỏi trung đạo lên liền, để cho huynh đệ này không cảm thấy bị bỏ rơi. Bây giờ hiểu không? Cỡ nào cũng chạy lên đó, bỏ chỗ khác chạy lên, để cho thầy Thiện Chí cũng có một người bạn. Rõ ràng huynh đệ biết rồi, trung đạo lại gần thầy Thiện Chí không phải mục đích gì khác ngoài để cho thầy Thiện Chí có cơ hội tiến hóa với mình, tu học chung với mình để chia sẻ phước báo. Trung đạo nói thẳng với Thiện đạo, phước báo rất là nhiều, nhiều vô cùng tận. Ở bên Mỹ cũng vậy, đi tới đâu đều được cung phụng, đều được giúp đỡ, đều được trang trải đầy đủ, không thiếu một thứ gì. Nhưng mà trung đạo từ chối rất là nhiều thứ, không có thích. Thậm chí cái gì làm được cho ta cứ làm, không chờ ta làm cho mình. Nói thẳng luôn, Thiện Chí mới đi dự cái buổi ca nhạc của thầy hôm qua đó,
thầy có hứa là thầy cúng dường Thiện Chí 20 triệu để khi bắt đầu khởi công xây cái thất cái gì đó, trong đầu cúng dường 20 triệu. Nếu mà khi mà thầy đi Mỹ về rồi mà mình có làm một chương trình nào nữa đó, thì chúng đạo sẽ cúng thêm cho thầy Thiện Chí để có đủ cái phương tiện để mà xây cái đạo tràng lớn hơn chút xíu để cho huynh đệ về tu tập. Huynh đệ như thầy Thiện Chí có nói á, thiếu phương tiện, nghèo nàn, không đẹp trai á, thì người ta sẽ bỏ rơi hoặc là kinh bỉ, là ít học. Đó là một cái điều mặc cảm lớn nhất của vị tu mà không có huynh đệ bên cạnh. Nên trung đạo sẽ đi bên cạnh thầy Thiện Chí đến khi nào ông đi được mình vững vàng và có huynh đệ đạo hữu rồi, là tự động trung đạo sẽ rút lui để cho ông tự lo tự xử. Trung đạo sẽ bên cạnh thầy Thiện Chí đến khi nào đã có đầy đủ phương tiện hết là trung đạo tự động biến mất, huynh đệ mình sẽ tự lo. Thầy cũng mong rằng huynh đệ có mặt trong ngày hôm nay á, đừng có bỏ thầy Thiện Chí, bởi Thiện Chí rất là cần bạn hữu, cần người bạn, người tu hành chung với mình. Huynh đệ mà kéo 5-7 lên cái chùa mà nó có sẵn phước đức rồi, chưa chắc cái chùa đó tu nhiều. Chẳng qua chúng ta vì thị hiếu, thấy đông quá chạy theo thôi, còn lên chưa chắc nó tu được đó, hiểu không? Thì là chúng ta mục đích chính là mình tu để tiến hóa. Nhưng trong nào khuyên huynh đệ nên về đây tu chung để chúng ta tiến hóa với nhau. Thầy Thiện Chí có tấm lòng thôi, huynh đệ nên cho tấm lòng. Thầy mới đạo trung đạo mới nói chúng ta cho nhau tấm lòng bằng sự bình đẳng, không phân biệt kỳ thị. Thật ra chúng ta đều có phước với nhau, nên giúp đỡ cái nơi nghèo nàn phát triển, nên như vậy để tạo cho huynh đệ có phương tiện tu học. Đừng vì cái chỗ nhỏ nhắn nghèo nàn chạy chỗ khác, chưa chắc mình đã tiến hóa. Đạo hành mình cũng có, nếu mình có cái tâm đó là đạo hành mình tự động mất à. Bởi vì mình bỏ nghèo lấy giàu, bỏ nhỏ lấy to, cái tâm phân biệt và kỳ thị của mình lớn quá thì đạo hành mình cũng chẳng có, rõ không? Nếu mà anh Thiện Chí này là đâu có gì cho sư phụ, phải không? Nếu mà nói về vật chất đi, dù tại sao phải đi theo ổng, theo cái tấm lòng chân thật của ổng. Ổng rất là chất phác, ổng có gì ổng nói cái đó. Ổng hay cái chỗ là 200 triệu ổng biến quá làm sao nó teo lại còn mấy chục triệu mới là hay. Ổng có phép mà, ổng làm cho tiền nó khô lại, nó ít đi. Ông rất là chất phát vì cái chỗ đó mà trung đạo bên cạnh để mà có thể tương trợ huynh đệ của mình. Mới gặp lần đầu tiên ông nói mấy câu là trung đạo đã biết đây là cái vị mà rất là khổ cực trong đạo pháp. Trung đạo thực sự đơn thân độc mã ở Mỹ nhiều năm nhưng mà không ai dám ăn hiếp. Nói thẳng, nhìn cái mặt thấy gớm rồi sao dám ăn hiếp, mà miệng nói là tay làm đó. Thì thứ nhất, sống ở Mỹ không để cho người Mỹ kỳ thị dân tộc Việt Nam. Nhỏ con chứ đụng vô là có chuyện lớn đó. Đụng vô là bự con ở nào cũng phải nằm giấy đạch đạch, dữ lắm luôn á. Thì đi để mình có cái tinh thần dân tộc lớn, thành ra nó không dám ăn hiếp mình. Còn mấy thầy khác mà tù 5 tù 7 gặp trung đạo là không dám mở mồm nó tầm bậy rồi. Mà biết cái tánh trung đạo là miệng nói là chân đá đó, không có sợ là cái người mà ý đông hiếp yếu đâu, không có. Còn thầy Thiện Chí thì bệnh tật rồi, không đủ trí tuệ để đối phó với những người xung quanh. Họ sừng sỏ quá cho nên họ làm cho ông này không ngóc đầu được. Trung đạo không bao giờ tha thứ được những người nào mà dám có cái tư tưởng đến gần trung đạo, để giết chết người đó phải chịu trách nhiệm về cái tội đó. Trung đạo không có gọi là huênh hoang tự đắc, nhưng mà những vị đó có tư tưởng đến trung đạo là ngay từ khi ngồi xuống gặp trung đạo là tư tưởng nó biến mất rồi, không bao giờ tồn tại, muốn mở miệng nó bậy cũng không dám luôn nữa. Bởi vì cặp mắt của trung đạo là các ngài đã cho để làm việc chứ không phải để mà vớ vẩn. Khi trung đạo chú tâm nhìn rồi á, nó phải cúi đầu thôi chứ không dám ngẩng đầu lên á, nó thẳng vậy luôn á. Rõ không? Và thầy Thiện Chí là ông quá ư là khổ, nghèo nàn mà không có học, thành ra người ta bu lại, người ta hiếp ổng thôi. Còn người ta nhìn mặt trung đạo đi, huynh đệ dám ăn hiếp không? Mà nó còn thấy gớm nó dừng nói. Cái mặt này đẻ ra, sanh ra để mà hù ma mà. Mà sống mà chết hù hết. Thật sự trong bụng nhát đấy bà cô nội. Mình học đạo, mình theo chư Phật, không có ai hà hiếp mình được. Nếu mà mình tu đúng, chư thiên chư Phật bên cạnh mình rất là đông. Một đứa nói bậy thôi, thằng đó về nhà chịu trách nhiệm đó. Một đứa nói hỗn thôi là đang là một tháng có 200-300 triệu vô đó, chứ nó bậy 2-3 lần thôi đó, một năm sau là từ căn nhà 9 tỷ á, đi vô nhà trọ ở luôn, mất luôn căn nhà, mất luôn một tháng 200-mấy chục triệu, bây giờ tan gia bại sản. Đó, cái tội hỗn láo với thầy đó, ghê chưa hả? Mình tu đúng rồi á, bên cạnh mình rất nhiều là Long Thiên hộ pháp. Trung đạo đi tới đâu các ngài để tới đó để giúp trung đạo hành pháp hoằng pháp. Cho nên nếu mà thầy Thiện Chí cố tâm mà tu giống như vậy đó, thì chắc chắn các ngài sẽ gia hộ cho thầy Thiện Chí. Một ngày nào đó cái này sẽ mở lớn hơn, huynh đệ tới đông hơn tu với ông. Ông phải biết như vậy cho nên ông phải ngồi xuống năng nổ nhiều hơn. Và coi cái ngày hôm qua của mình phải bỏ đi không được nhắc lại.
ông rất là buồn khổ nên ông nhắc những cái cũ hoài, thành ra ông không tiến hóa, bây giờ ông quên. Quên rằng khi mình nghĩ tới cái quá khứ quá nhiều thì mình sẽ lãng phí hiện tại, làm chậm trễ tương lai. Có rõ không? Khi chúng ta ôm ấp cái quá khứ quá nhiều thì mình sẽ làm lãng phí ở hiện tại và chậm trễ cái tương lai. Cho nên người tu ăn cơm buông đũa là ngày hôm qua biến mất. Hiện tại, tất cả là trước con mắt hết. Mình sẽ giải quyết sự việc. Trung đạo mở mắt ra là ngày hôm nay mới tin. Ngày 28 Tết, dọn cây cái là chuẩn bị ăn Tết. Tối hôm chính đệ tử nó bưng đồ ăn tới cho mình á. Ủa, bưng tới chi đây vậy con đấy? Mai sư phụ ăn Tết chứ lấy gì ăn đó. Ủa, mai Tết rồi hả? Mà mình mới dọn cây ngày hôm qua, nay quên cha nó rồi. Nó bưng đồ ăn tới mới biết là ngày mai ăn Tết. Trung đạo cũng nhắn nhủ huynh đệ cố gắng tu với nhau là tu bằng tâm linh thôi. Đến đây bỏ tấm lòng ra là đủ, nhớ không? Cái tấm lòng thôi. Thầy Thiên Chiến đâu có đòi hỏi với huynh đệ đâu, đúng không? Chúng ta tới đây để phụ một tay, cùng tu với nhau, để cho cái thanh điển, cái thanh khí, cái năng lượng của chư Phật tề tụ gì đâu rất là nhiều, mạnh mẽ thì chư Thiên Bồ Tát sẽ gia hộ cho huynh đệ tiến hóa. Mà nơi nào càng đông càng ồn á thì càng tệ, không bao giờ có thanh điển thanh khí, chỉ có tiền bạc vật chất và danh lợi hảo huyền thôi. Phải rõ như vậy. Đây là thời mạt pháp, cho nên thầy Thiện Chí cũng không có trách gì được. Đây là thời tận cùng của Phật pháp, cho nên ma quỷ rất là đông. Quỷ vương mượn hình tướng con cái của Như Lai để phá hủy chánh pháp của ngài, cho nên tất cả bây giờ đều là giả, giả tạm ăn mặc vô để giả tạm không có tu, cho nên hình tướng làm cho bá tánh chúng sanh mê muội mù quáng, lao đầu vào để cùng tạo tác nghiệp quả, nó gọi là cộng nghiệp. Hiểu biết như vậy cho nên trung đạo không hề mở miệng than quán quán trách, không bao giờ nói một câu nào, coi là chuyện bình thường, cứ lo phần sự mình là tu rồi hoằng hóa lợi sanh, có vậy thôi. Nên trung đạo mong rằng huynh đệ giúp cho thầy Thiện Chí có cơ hội phát triển tâm lực, đạo lực, hạnh lực và trí lực mà mạnh mẽ hơn, để đủ duyên, đủ phước, đủ đạo hạnh, đạo đức để dìu dắt huynh đệ Phật tử bá tánh ở vùng này. Không có thôi, bởi vì là quan gia trái chủ có sanh bệnh tật, mà nhờ quan gia trái chủ mình bệnh quá, mình mới nhớ tới mẹ mình niệm Nam Mô Quán Âm Bồ Tát. Mình đau khổ đi không nổi, mình ngồi xuống là mình lết bằng mo vào bằng mũ, mới kêu mẹ năn nỉ mẹ cứu giúp mình, phải không? Ai cũng vậy, còn đi sững sững ở đâu ai cầu mẹ làm chi, phải không? Có bệnh mới đi kiếm mẹ chứ, còn mà đi sững sững có tiền rồi nhớ tới ai? Không nhớ tới ai đó, biết xài thôi, biết phá hoại phước bích vậy thôi chứ không biết tới ai hết trơn á, rõ không? Là chúng ta phải biết tụng kinh ngồi xuống, ý thì là mình đi chú đi giải trừ bệnh tật nghiệp chướng của chính bản thân mình, mà chỉ có mình mới giải trừ được thôi, còn nếu không á đừng có hòng. Bản thân thầy chứng minh nè, sáng ra lại 108 lại, chiều 108 lại để hưởng công đức cho mẹ, cái tội ngỗ nghịch bất hiếu với mẹ, ngày nào cũng làm có 3 tuần, mà trước đó thầy lại thăm mẹ thầy, mẹ thầy là 90 tuổi, mặt bà nhăn hết rồi, cổ bà nhăn luôn rồi. 3 tuần sau thì hồi hướng công đức quay lại, huynh đệ có tưởng tượng chuyện gì xảy ra không? Mặt bà láng o, bóng đeo bóng, mắt sáng quắc, cổ không còn một nếp nhăn. Mà thầy lại có 3 tuần thôi, mà người con chí tâm lãnh lễ sám hối, tội ngỗ nghịch bất hiếu cha mẹ đó, mà mẹ hưởng hết luôn. Nhớ bà là môn nữ trong địa tạng không? Thì có cúng dường công đức ngồi cầu nguyện thôi đó, mà bà đã sanh lên cõi thiên, trong khi đó bà thiền ba la môn nữ còn không biết mẹ đã được siêu sanh đó. Huynh đệ thấy người con mà quỳ xuống lạy hồi hướng công đức cho mẹ mình sám hối nghiệp chướng á, mẹ mình hưởng hết. Mà thầy còn biết rằng là mẹ thầy năm nay 91 rồi nè, bà rất là khỏe, bà đứng lên bà còn múa tay múa chân được, còn mạnh dạn, còn giỡn được, chứng tỏ là cái phước đức nhiều là do người con tu tập. Thầy còn biết rằng mẹ thầy ngủ giấc dậy sáng mai ngủm, thầy biết vậy luôn nữa. Thầy có nói với bà rồi, bà cứ ngủ ngon lành, bà chết đi là thầy đốt xác thầy dục xuống biển, hết chuyện khỏi cúng. Bà đi rồi mà cúng chi, thầy theo luật thầy làm á nè. Mà thầy không khóc luôn, thì mẹ đi vui vẻ mắc chứng gì mẹ khóc, luật mà, phải không? Vậy đó, cứ yên tâm đi, rồi ngủm cái là khỏi kèn trống cái ồn lối xóm, xong rồi đốt dục xuống tròn biển hết khỏi cúng. Bà thấy vui, thì nằm xuống ngủm mà đâu có đau khổ đâu, ngủ giấc sáng mai dậy rồi ngủm rồi, thấy chưa? Mà người con tu là mẹ cha hưởng hết luôn, thì tại sao mình không tu chứ? Thầy không muốn huynh đệ tu phải giống thầy, thầy Thiện Chí thì cái lý tưởng phụng sự nó lớn lắm, tu để phụng sự, còn tụi con không có đủ định lực, nghị lực, tâm huyết hay tình thương, con không đủ lớn để phụng sự bá tánh chúng sanh, thì con chỉ tu làm sao có đủ phước báo, âm đức dương đức cho tròn đủ thì mình sẽ tiến hóa, bệnh tật tiêu trừ, nghiệp chướng tiêu trừ. Thì ra sư phụ trung đạo muốn
chia sẻ với huynh đệ có mặt trong ngày hôm nay, tu tụng cho giỏi vô để giải trừ bệnh tật và nghiệp chướng của chính bản thân mình thì trí tuệ mình mới phát triển được. Chúng ta hôm qua có ca cái bài á, nghiệp càng nặng trí thường u tối, trí lu mờ nghiệp nối nhau sanh, làm sao thoát khỏi lợi danh tiền tài lợi lộc bại thành khổ thân. Bài dễ thương quá ha. Hay nhất là khi chúng ta biết giúp đỡ người bên cạnh thì chư Phật sẽ ban phước báo, có vậy thôi. Lục quả báo rõ ràng lắm, không có mơ hồ. Thầy thấy chưa, quả báo rừng tức thì. Nếu chúng ta làm bằng cái tâm an lành, hạnh phúc, vui vẻ, rộng lượng, không tính toán, thì sự trở về là không tính toán. Nếu mình cho ra sự tính toán hạn hẹp thì trở về là sự hạn hẹp tính toán của vũ trụ. Suy nghĩ đi rồi tự làm à, làm vui vẻ, có gì đâu. Trời ơi, con của ngài mà cứ thảy ra đi, chuyện gì còn lại vô trở lại bình thường, mà không cần phải tính, không cần phải cầu, mọi cái có. Thầy có viết cái bài nhạc hạt giống của Như Lai, thầy viết: con cố giữ tâm hồn cho tinh khiết, thấm nhuần sự minh triết thiên liêng. Như Lai quyền lực vô biên, tâm từ ban rải không riêng một người. Tâm từ ban rải không riêng một người là các ngài cho chúng ta không tính toán, không phân biệt một ai cả. Rõ ràng như vậy. Làm việc thiện thì tâm này có cao sanh chứng giám, lòng đại từ tỏ đám mây hương, cầu xin chư Phật mười phương độ người, trần thế biết thương con người. Làm phước không cần phải cầu báo, làm phước cứ làm đi, chuyện còn lại chư Phật và lực nhân quả sẽ lo. Nhân huynh đệ muốn tiến hóa trong việc luyện đạo, học đạo, tụng kinh trì chú, nghĩ thiện làm lành bằng cả tâm tư trí tuệ đi, cứ làm đi, chuyện còn lại chư Phật và lực nhân quả sẽ lo. Rõ không? Thì giải trừ bệnh tật và nghiệp chướng của mình, từng cá nhân chúng ta phải ngồi xuống để tự tụng trong lòng vừa kinh, nhìn những ông già bà già bên cạnh, cầu xin đừng có già bệnh như vậy, bởi vì các vị đó chính là ông thầy của mình. Thế họ đi lụm khụm, đừng đi lụm khụm. Thế họ vừa đi vừa rên, đừng bao giờ đi và rên. Cho nên mình phải giữ ngay từ lúc này, phải giữ cho thân khỏe, tâm an, trí tuệ sáng suốt, bồ đề tâm vững mạnh. Thân khỏe thì tâm mới an, thân bệnh thì tâm bất ổn. Rõ không? Bây giờ thì con ngồi xuống tụng, đau đầu, nhức đầu, nhức tay, nhức chân nè, tụng được không? Đâu có được đâu, lo âu, phải không? Khỏe mới tu được. Thế phải giữ thân khỏe, tâm mới an, thân bệnh, tâm bất ổn. Rõ chưa? Tại ra mình muốn giải trừ bệnh tật và nghiệp chướng, nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú, cho mình một cơ hội ngồi xuống để cầu nguyện cho bá tánh chúng sanh, cho dân tộc đất nước, luôn luôn ban rải lòng từ bi trong người bằng cái tâm bình đẳng, vô hữu cao hạ, không cao không thấp. Rõ chưa? Rõ không? Hiểu ý thầy không? Bởi vì là Phật cho nó mình đến đây như vậy, huynh đệ mình là anh em của mình, là con cái của Như Lai hết, tất cả là anh em hết, không ai. Bây giờ mình nhìn cái mặt mẹt nó khác nhau, mà cái ông trong này nè, cái mặt giống nhau y hệt. Ông này là không hình, không tướng, không tên, không tuổi, không cao, không thấp, không mập, không ốm, không dày, không mỏng, không khôn, không ngu. Ông đó mới là quan trọng. Còn cái ông này là bình thường. Cái mặt mẹt cũng vậy thôi. Chúng ta có cái giống nhau cái chỗ là có hai cái lỗ tai, hai con mắt, cái lỗ mũi, cái miệng. Cái mũi nằm giữa mặt. Đúng không? Chúng ta giống nhau là vậy. Nhưng mà cái ông bên trong này thật sự rất là giống, giống y hệt như nhau, là cái tánh thiêng liêng mà thế gian gọi là Phật tánh. Tánh thiêng liêng là ngự trị trong từng bản thể một, không khác biệt, không cao không thấp, không mập không ốm, không giàu không nghèo, không sang không hèn. Thấy không? Cái tánh này chúng ta cần phải biểu lộ cho ba tánh chúng sanh. Nếu biểu lộ được tánh này rồi thì chúng ta thương mọi người giống nhau lắm, ai cũng dễ thương cả, thì nhìn Phật tánh chứ không phải nhìn cái mặt. Bây giờ mình nhìn Phật tánh huynh đệ, Phật tánh ngự trị trong từng hình thể, trong từng sự vật. Một khi đứa bé chào đời thì Phật tánh ngự trị trong nó rồi. Thì chúng ta tập nhìn Phật tánh giống như thường bất kinh Bồ Tát vậy đó. Nhìn ai cũng thấy thành Phật hết. Con mắt trung đạo cũng vậy, huynh đệ đều thấy Phật. Bởi vì Phật ngự trị trong huynh đệ mà trung đạo nhìn thấy được. Huynh đệ không thấy chuyện đó của huynh đệ. Nhưng mà bây giờ mình tập nhìn để thấy, để chấp nhận sự thật là Phật tánh ngự trị trong từng bản thể. Và chúng ta đối xử với nhau bằng tánh thiêng liêng đó, đối xử bằng Phật tánh, dùng Phật tánh của mình để đối xử Phật tánh của huynh đệ thì không có chuyện gì xảy ra. Nếu dùng cái hình thể này mà đối xử với hình thể thì có sự phân biệt,
đẹp xấu, sang giàu, rõ không? Rõ chưa? A Di Đà Phật, muốn tiến hóa, muốn tiến hóa trong việc tu học để giải trừ nghiệp chướng và bệnh tật của chính bản thân mình, chúng ta phải cho bản thân mình một cơ hội ngồi xuống để tụng kinh niệm Phật. Nếu làm việc thiện lành được thì đừng bao giờ từ chối như Thiền Ngọc này. Cứ làm được là cứ làm, chuyện còn lại chư Phật và lực nhân quả sẽ xử. Nếu hiểu lực rồi thì còn gì ngần ngại, phải không? Đúng không? Thầy viết cái bài nhạc này làm á, đã bao lâu rồi sống trong luân hồi, còn bao lâu nữa mới biết tu thân, pháp thân vẫn chờ chúng ta quay về về trong pháp giới để thôi luân hồi. Thấy chưa? Mình biết luật rồi sống thoải mái. Bây giờ huynh đệ có thể ngồi thiền, có thể tụng kinh, có thể niệm Phật, nhưng mà cố gắng làm sao để phát triển cái tâm từ bi mới là quan trọng. Tâm từ bi nhìn mọi người yêu thương giống như mẹ Quán Thâm Bồ Tát. Từ nhãn thị chúng sanh, nhìn huynh đệ bát tánh bằng con mắt từ bi bác ái, phước tụ hải vô lượng. Đó, phước tụ hải vô lượng là phước vô tận. Mà nếu mình nhìn cặp mắt mà gườm mà rình rập là thôi xong rồi, tu ngàn năm cũng thế thôi, hiểu không? Tu 20 năm mà tâm từ bi vẫn còn nhỏ từng giọt thì thôi sao sống được với Phật? Phật chính là đại từ bi. Nếu mình có cái tâm đại từ bi thì mình ai chư Phật đã biết rồi. Mà ngộ lắm, khi có tâm từ bi rồi, cái lòng mà kiên nhẫn của mình chịu đựng kinh khủng lắm. Lúc nào chịu đựng rất nhiều mấy đứa này nè, chịu đựng nó ghê lắm, khỉ rồi đó. Một chút xíu nó nhăn nhăn mình cũng phải lo rồi, nó gây lộn mình cũng lo rồi, nó ganh tị mình cũng... Nói chung là mỗi thứ mỗi lo cho nó mà. Chứ Phật cũng vậy à. Mấy ông lo nó lọt vô dòng vô minh rồi, nó khó xử. Mà nó vô minh rồi nó cãi hoài, nó đâu có chịu ngừng đâu. À, cái đầu nó vô minh, cái miệng nó lải nhải, miệng lải nhải tay chân làm tầm bậy tầm bạ, lọt xuống địa ngục. Mà tụi nó không hiểu nó sẽ lọt xuống địa ngục. Giờ quý đệ hiểu rồi, làm cách nào để giải trừ bệnh tật và hoán chuyển nghiệp lực rồi phải không? Ngồi xuống tụng kinh trì chú, nghĩ thiện làm lành, tu cho thân khỏe tâm an, bệnh tật tiêu trừ, nghiệp chướng tiêu trừ, quan gia trái chủ tiêu trừ. Khi chúng ta gặp những chuyện xui, người này người kia nói xấu mình hay gì là đều là quan gia trái chủ cả, cho nên mình niệm vãng sanh cho nhiều vô để người đó không còn ghét mình nữa. Trung đạo hướng dẫn vấn đề cách làm. Ví dụ mình đi vô cái chỗ làm đó, người đó ghét mình quá, mình cứ gặp mặt họ mình chuyện bình thường, nhưng mình niệm vãng sanh cho nhiều vô đi dạy sự ân oán trong tiền kiếp của mình với họ, tuy nhiên họ không ghét mình nữa. Cứ làm thử trong vòng tháng sau sẽ biết được cái kết quả tốt như vậy. 100 người thầy gặp trung đạo chỉ có 1-2 đứa không ưa, là lý do là thì nó không bằng mình, nó không ưa thôi. Đúng là nó không xấu bằng mình cho nên nó tức. Thực sự không có gì ghét mình được, thì mình rất là dễ chịu, gặp ai cũng vui đó. Mình không có tị hiềm, không có ganh tị. Cần gì phải ganh tị, đời mình có đủ rồi, ganh tị gì? Tay chân mắt mũi đầy đủ là đầy đủ quá rồi, còn muốn gì nữa? Bộ sinh đẻ ra một hoàn hảo dễ sao? Sự hoàn hảo sẵn có. Vì hoàn hảo sẵn có cho nên không bệnh tật. Chúng ta sống tầm bậy tầm bạ quá cho nên sanh bệnh tật là khiếm khuyết. Vì khiếm khuyết trong tâm linh cho nên thân thể bệnh tật. Muốn tâm linh tròn đủ khỏe mạnh thì sẽ không bệnh tật. Muốn thân thể không bệnh tật thì phải trau dồi đời sống tâm linh, đạo đức, đạo hạnh của mình, thì chắc chắn bệnh tật sẽ không có tồn tại trong đời sống của mình. Lúc đó mình có nhiều cơ hội học đạo tinh tấn và tiến hóa con đường trở về cha mẹ Như Lai của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Cái phần còn lại là tụi con hỏi nha. Hỏi đi con. Bố Phật. Dạ hỏi đi con. Bố Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Thượng Tọa Giảng Sư. Con Thiện Chí thì đi tu hành có một nhiều vấn đề mà từ nhỏ tới lớn đi tu gặp nhiều chướng ngại, thì bước đường tu thì có khi mà bị té cũng đứng dậy mà tập tu, thì con có một câu hỏi nhỏ như trong lời của Phật nói là khăn người là đất cát, gió lửa hợp thành là bốn đại, đó là khăn người chúng ta là giả không có thật. Nhưng mà đi tu thì có những người lại quan tâm tới hình sắc và thể xác. Nếu người nam đó là một thanh niên đẹp trai tuấn tú thì được Phật tử ái mộ, dù tu hành không bao nhiêu cũng được người ta quan tâm. Còn những người mà xấu trai lại là cái nghèo
nghèo hèn, không có địa vị trong xã hội, không có những việc người mà nâng đỡ thì lại bị coi thường và bị chê bai, thậm chí còn bị phá những cuộc đời tu của họ. Cho nên trong bước đường tu thì con gặp rất là nhiều. Cho nên bây giờ con đã thật sự thì con cố gắng nỗ lực tu hành, con xa lánh tất cả, có thể là con trốn những vị đó, thì con chuyên tu, con không dám rằng rủi. Nhưng mà chúng ta thì là người Phật tử, có thể mà mở rộng vòng tay nhìn những người nghèo trên xã hội, người ta có thể tu mà người ta không cần gì hết, thì Phật tử nên dòm ngó lại những người nghèo kém phước, người ta không đủ phương tiện, thì nên quan tâm tới người đó. Chứ có nhiều nơi thì đang dư giả, các chùa tới mấy trăm tỷ, tới hàng ngàn tỷ, thì lại Phật tử lại quan tâm nhiều, mà còn lại là nâng đỡ, giúp đỡ cho những chỗ đó. Còn những nơi mà ở chầu tranh gách lá thì lại là chê bai, nó là kém phước tu hành. Nhưng thật sự những nơi mà con ở trên núi rừng, con chuyên tu á, thì mấy vị chuyên tu ở nhà tranh gách lá, nhưng người ta cũng không cần sự cúng dường quan tâm đó, nhưng mà họ rất là vui. Nhưng mà Phật tử thì luôn nghĩ là những gì đó không có tu hành tinh tấn, cho nên á kém phước, không cúng dường. Nhưng thật sự những vị đó người ta cúng dường, với Phật tử quỳ lại dài người ta cũng không nhận luôn á. Chứ đừng nói mà kém phước hay không kém phước. Cho nên Phật tử phải có một cái nhận định sâu sắc hơn, nhìn đâu ra đó, có tuy lần cúng dường vô ý khí, nhưng mà mình phải quan tâm chỗ nào cho đúng mục đích, có mục tiêu rõ ràng, chứ mình làm việc mà mình làm hoặc không có suy nghĩ nghĩ thì có được đôi lúc mình đem tiền mình dụng xuống bãi đá, không có đám ruộng nào phì nhiêu mà bỏ xuống hạt lúa lên. Cho nên con xin hỏi sư phụ và nâng đỡ trên đường tu của con. Thì con xin kể từ nhỏ luôn cho sư phụ nghe. Thì lúc nhỏ con 13, 14 tuổi, con đi tu hành bên Phật giáo, là con bị bệnh. Thì xưa thì con đang học lớp 8 rất là giỏi, cho nên con ở nhà con thì cắt rất là cực, vừa chăn bò, vừa cắt cỏ, vừa làm tất cả việc nhà. Buổi sáng đi học xong buổi chiều sẽ làm hết. Xong con học quá, con cũng bị coi phim tài hư, thì con mới quấn cái mền lên, con làm Quan Âm Bồ Tát. Thì khi con làm Quan Âm Bồ Tát xong, một đêm đó con cả giật cả tưng luôn. Con tụng kinh, con không biết tụng kinh như thế nào, nhưng mà trong đầu con lúc nào có Nam mô khinh khủ khi nhảy vô ngại đệ bi tâm đại đi, Nam mô hết ra đứng nơi đây thì ra, Nam mô ghi ra vào lục cái đế hết tới đây ra, làm viết vậy á. Cái sáng con đi học bài đạo đức, thì đạo đức đó là bài đạo đức đó. Cô giáo kêu quỳnh quy phú lên ta bài, cái Nam mô con lên con đứng trên lớp, Nam mô đệ bi hữu khẩn phật tác khinh khủ khi nhảy vô ngại đệ bi tâm đại đi, Nam mô hết ra đứng nơi đây ra, Nam mô làm một dọc luôn. Cái bà cô giáo đó bà bắt phạt con, mới nói cái thằng quy phú đó nay nào mà sao nó điên khùng quá, nó đọc cái bài gì mà hắt ra đã vô, nó đã trong lớp chất văn ra ngoài hết. Cái cô giáo mới phạt con là quỳ gối trên, lúc đó con học lớp 8 mà không có quỳ gối, nhưng mà đứng trên lớp. Mà sau khi cái đêm đó là sư phụ biết không, con á buổi sáng con đi học mà đôi dép con hai đôi dép lào, một đôi dép màu đỏ, một đôi dép màu vàng. Mà khi mà con mang á thì sáng con đã sắp hai đôi mang cho nó đúng rồi, nhưng mà khi con mang á thì nó để một chiếc đỏ chiếc vàng bắt con mang, mà con mang lên lớp á lại nó không nhắm mắt, nó bịt mắt lại không cho con thấy được. Đi lên lớp tụi bạn con nó hờ cái thằng quý phú nó điên khùng quá trời, nó đi học coi. Cái bắt đầu con xong rồi con lên con thả bài xong con xỉu lên lớp luôn, bạn con mới đưa con về. Đưa con về từ đó là con bệnh cả tưng cả giật á. Thì lúc đó con á, con mới đi vô chùa mà ba con là cách mạng, không có tin ba cái vụ đó. Ba con mới đi vô bệnh viện tâm thần.
con nằm ghế nó chích con từ bốn ba mấy ký mà chích ghế 50 kg, con mập thù lù luôn. Mà ngộ lắm, con vô á, con nằm ở trong bệnh viện á, thì con biết ba má con hết mà nó không cho nói. Mỗi lần con nói á, con vừa gặn lên tiếng ba cái mỏ con méo quá, con vừa gặn tiếng mẹ cái mỏ con méo là. Mà con nói con 14 tuổi thì đi trực là nó con 1 tuổi. Rồi con mới bệnh vậy rồi con nó không cho con nói luôn. Bắt đầu con cái Nam Mô A Di Đà Phật trong bụng con vậy, cái mà bài học đó nó xóa mờ hết trí nhớ con không. Con đang học giỏi mà làm con quên hết, con không cho con là con không biết cái gì luôn. Thì lúc đó đầu óc con rảnh rang, con có niệm Phật mà đầu ban đêm là con sống như sống tinh mây vậy. Con đi chỗ này chỗ kia chơi mà con ở là con thấy thoải mái, mà là con không có nghĩ gì hết, vô tư lắm. Nhiều khi con ngồi trên xe ông đa ba con chở, mà con tính là đi trên có trời vậy, nó nhẹ nhàng, nó bị lăn vậy, con không có nghĩ gì hết. Là bắt đầu thì sau khi ba con mới đưa vô bệnh viện biết rồi, con mới nói thôi giờ ba đừng đưa con nữa, ba cho con đi chùa. Và đi chùa thì bất lắc con mới đi chùa bên Linh Căn. Thì bên Linh Căn á thì họ mới tụng kinh bên đạo mẫu á sư phụ. Thì con tụng kinh bên đạo mẫu thì con học một thời gian con khổ. Thì sau khi đi lúc đó 14 tuổi thì con mới làm vừa bệnh mà vừa đủ hết công việc nhà, cho nên con làm rồi con mới đi không có mới mở ra đi công việc buôn bán. Thì khi con đi bán á thì con không biết tính tiền con chỉ họ chỉ đưa nhiều đưa cái con bán đổ bán lỗ bán tháo á, trong vòng một tuần lại con sạch vốn. Cái một tuần sau cái tự nhiên con bán con không minh lợi, không minh cái không minh và đột xuất á, cái con mua đồ nhiều con bán từ từ con không lên không lên, cái từ từ cái bắt đầu con làm gì làm quá trời làm từ đó. Thì con mới tuổi 19 tuổi con cắt một cái nhà lớn là khai vị mấy cây vàng, lúc đó con mua đất lúc đó thì con mới giàu, mà con không mua, con cắt cái ăn ngay chỗ đây luôn. 19 tuổi con cắt, sau khi 19 tuổi con cắt á, tới 20 tuổi con ta mắc nợ mấy cái vàng nợ, con ta nợ làm đầu óc mặt tối làm tới 2 giờ đêm không. Cái ông thầy mấy thầy kêu không tu tại nhà không ai dạy á, thì không bao giờ hành Phật á, dụ giết rồi đi vô chùa tu. Vô chùa tu á, cái xong cái hồi xưa á, là con có cái nhân quả là sư phụ con á là khó tánh lắm. Con đi vô mua tàu cao ông đó, hai vị con mua 1,000 chục, ông bán tới 1,500 chục, mà ông điếm á, điếm là nhỏ lớn dùng bán sức ghẻ khác. Thì con mới nói nên bố tôi có đi xuất gia, tôi không dám chùa vô chùa ông tôi xuất gia đâu. Mà sau khi mà con đi xuất gia lại con á bị nhân quả dướng vô ông đó, là con đi xuất gia chùa Bửu Nghiêm. Nhưng mà Bửu Nghiêm thì chùa tu thiền không có xuất gia, tôi bắt con về chùa Tịnh Độ. Thì về Tịnh Độ thì gặp một vị đó xuất gia đỡ đầu cho con. Mà vị đó là hồi xưa là con đó, con mà vô đây xuất gia thì con gặp ông này con đã chán rồi. Mua người ta có 1,000 chục, ông bán 1,500, mà ông bắt đến nhà thì nhỏ lớn bắt đến hết trơn, con dựng làm lỗ, con dám vô chung vô. Mà khi con ghét nhớ nhân nào thì quả tao qua đó, trời tao qua đó, thì con vô ngày xuất gia con phải về đó xuất gia xong thì sư phụ con nói là không nhận ở đây, cạo đầu xa đi tu về chùa Bốn Nghiêm tu. Nhưng mà về chùa Bốn Nghiêm á thì chùa Bốn Nghiêm nó ở đây tu thiền không được đi học. Mà sau khi con đi học tường cơ bản á, thì ở trên Phật giáo Bình Dương á bắt đi học là không được ở chùa Bốn Nghiêm, mà ở chùa Hội Thánh á thì phải có người gửi gắm. Cho nên ở đó đi học con bị đủ khứ chuyển hết. Cảm ơn con mới bỏ về ở chùa Bốn Nghiêm, con về núi tu luôn. Về núi con mua một mẫu đất, sau khi con ở một mẫu đất đó thì con tiền bà có bị đứa bạn nó dụ lên, hai đứa là dụ lên mua một mẫu đất. Nhưng mà đứa bạn ở một tháng sau là hai đứa hùng nhau, đứa có 40,000 à, mà xong tới mấy tháng là sáng ăn cháo, trưa ăn cơm, chịu nhịn đói mà đi xe đạp từ đây ra về núi Bồng Lai. Nhưng mà sống xong 2 tháng thì bạn con đã bỏ đi khất thực. À, bạn nói đưa thật, con mới nói bao nhiêu đồ đạc mà bạn mua giờ tôi tính tiền hết. Thì sau tính tiền con mới về nhà, con mượn gia đình trả hết xong rồi con ở đó con tu. Thì bạn con đã hoàn tục. Thì sau khi con tu á, ở nhà lá ở trên núi một mẫu đất mà gai gốc không, con mới phát gai hết, con cắt một mẫu chuối, trồng một mẫu chuối trên đó.
kia là đất núi mà đá không à. Phi công mới lấy cái cúp ra con đào đất tới sáng á, thì đào được một đống đất lớn. Thì con cũng mới mở cái khung in gạch, người ta con in được mười mấy ngàn cục gạch. Thì mười mấy ngàn cục gạch đó con kêu thợ hồ xây và cá, thì con bơi lên từ dưới chân núi con bơi lên. Con cắt cái nhà mới đầu thì con đi được, con cao được mét rưỡi. Sau khi con cắt nhà con còn có mét hai. Con không xuống, con đau lưng, con không xuống tới 6 tháng trời, con không dám về nhà. Tại con đưa con không đó. Con mới không, dạ. Thôi bây giờ thời gian xin cho phép nói nhiều chú, sẵn nói đó luôn. Dạ. À, sao mà con cũng không có tiền uống thuốc nữa. Ở đó một tháng con sống có 10 ngàn mà. Con mới đi vô tiệm thuốc nam của chùa hút thuốc. Hút thuốc thì giờ con xin nhà chùa cho con hút thuốc khí không, không có tiền. Thì con hút cũng uống cái con hết. Hết xong mà con mới bò lết con về nhà. Dạ, mới cao lên hết gửi. Rồi con bò lết về nhà mà hồi đó có 10 ngàn đồng á, mà đi xe từ và giờ Vũng Tàu mà về đây có 10 ngàn mà con không có, con đi xe đạp về đây. Mà đi dịch, mỗi lần mà con về mấy năm trời đi xe đạp không á. Mà vừa qua con có một sự thử khách là con đi xe Honda ghép quang á, cái con đi lại chị con đi xe Honda lại chị con hết xăng. Cái con mượn xe đạp lên đường con đổ hết xăng. Lên đường con cầm cái bình mà lên đường từ ở đây mà dài xa lắm mấy, có mấy cây số nó mới có chỗ bán xăng. Con đậu nó bảo hiểm mà con đi xe đạp giống y mấy ông bệnh viện tâm thần thả ra. Mà con sao mà con đi xe đạp mà con sao con mệt mỏi con ơn là con đi làm nữa. Mà hồi đó con đi cả trăm cây số con không mệt. Mà giờ con đi lại thử thôi là con thấy vấn đề trẻ hồi đó con thiệt. Con đi khùng mà con làm nhiều cái phi phường á. Nhưng mà trước khi mà con đi về núi á thì có bên đạo Linh Căn á, có một mẫu tám á nói là con á, con bỏ mẹ con ra đi thì đời con không làm được cái gì hết, con sẽ khổ, con sẽ bị đài. Người ta đi tu á thì người ta ở trong chùa, người ta có sự nâng đỡ thì đủ thứ á, có mọi mặt bên quý thầy lo, còn con bên Linh Căn không bao giờ ai đổ cho con, và con sẽ bị phạt. Bị phạt không bao giờ con ngóc đầu lên đâu. Mà con đi vô chùa thì quý thầy không cho con tụng kinh bên đạo mẫu, cho nên á, mười mấy năm nay thì con tụng kinh bên Phật không, cho nên con bỏ mẫu luôn. Thì con làm việc gì cũng không thành công hết. Tất cả cái tiền mà con làm á thì nó thật sự nó vô thì vô lai gai thôi, chứ không phải mà vô cái ào ạt được. Cho nên chắc chiêu dữ lắm mới được, ăn hà tiện dữ lắm mới được. Còn không ấy là nhiều khi nó bệnh đau nó đổ ra còn hơn nữa, hoặc việc gì nữa. Cho nên con nó thật sự cái am để con làm đây thì từ sáng con làm cái tới trưa, trưa con làm cái tới chiều làm cái tới 2 giờ đêm. Con bỏ ra mười mấy năm không công phu như quý thầy được, cho nên đạo lực con có thể kém mà về học vấn con cũng hơi kém. Cho nên cái phước của con nó thật sự khô hấp bạn bè nhiều. Cho nên bây giờ con nó thật sự muốn lập quyền lớn con cũng không muốn nữa. Con làm được cái gì hay nấy, chứ nếu mà con quyền lớn con không có tiền thì con lo âu. Thôi thì phước duyên tới đâu con làm tới đó. Thì hôm nay thì sẵn cơ duyên đây á, con cũng không báo với Phật tử á. Thì sư phụ nếu sư phụ thương á thì tông chúc sư phụ quyền cho đạo tràng chúng con. Thì đầu tháng sau vào ngày chủ nhật, hàng chủ nhật á, buổi chiều 1:30 thì con sẽ cho Phật tử lại tu buổi chiều, để mỗi chiều chủ nhật nhóm lại Phật tử lập nguyện tu theo sư pháp của sư phụ á, để cho có cái đạo lực và có cái những cái phước á mà Long Khiên Thánh Chú gia hộ cho đạo tràng chúng con. Còn riêng ở đây á, thì con á, ban đêm thì đêm nào á, nhóm con cũng tụng kinh đều đặn không có bỏ. Thì khởi công phu của con thì suốt thì lịch trình của con riêng, nhưng mà cho Phật tử là ngày chủ nhật mỗi buổi chiều chủ nhật, ngày nào giảng pháp thì không có tụng kinh, còn ngày nào không có giảng pháp thì cho hai Phật tử đến đây tu theo pháp của thầy là pháp tụng kinh Đại Bi Ngũ Chú và kinh Di Đà và niệm Phật ngồi thiền trong 2 tiếng. Thì sư phụ nhắc nhở giùm cho đạo tràng chúng con á, và sắp tấn cho đạo tràng chúng con tinh tấn tu hành để có đạo lực như sư phụ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm niệm công đức của thiền chí đã cho huynh đệ biết cái sự khó khăn trong việc tu học của thiền chí. Thật sự trung đạo nghe cũng rất là cảm khái cái con đường tu của thiền chí rất là gian nan.
Thật sự sư phụ không có gian nan như thiện chí đâu. Thật sự thiện chí đi chung sư phụ biết rồi đó. Sư phụ làm mấy cái đại lễ mà thiện chí phước đức được ngồi chung, được hầu đàn là cả cái phước, khiến cho thiện chí đi chung. Chứ thực sự muốn đi hầu đàn sư phụ là cả một vấn đề. Không phải ngồi hầu đàn sư phụ là dễ, nhưng mà khiến cái phước cái thiện chí tụng đại bi nhiều rồi á, thì tự nhiên phước báo nó sẽ nảy nở, những cái cơ cực của quá khứ sẽ biến mất. Đồng thời mình chí tâm chí cốt mình trì tụng đại bi đó, thì mình sẽ được chư thiên long phần long thần hộ pháp gia hộ cho mình. Muốn phát triển cái đạo tràng để cho huynh đệ về tu á, là cái người chủ trì hoặc là chủ sử á, là phải ngồi xuống tu tụng rất là nhiều để tạo âm đức, phước đức cao dày thì huynh đệ sẽ về tu tập chung. Đồng thời như thầy Thiện Chí cứ nói đó, người tu đã không đẹp trai rồi mà đã lùn nữa, lùn có thước rưỡi à, mà khiên riết còn có thước hai là nó xấu cỡ nào, làm sao mà huynh đệ dám tới tu chung, phải không? Ông tu riết ông lùn sủng à. Bởi vậy thì nó khổ mà lại bệnh nữa chứ, đủ loại bệnh nữa, thì ông rất là gian nan. Chính vì cái chỗ mà chân thật của ông, cho nên trung đạo mới chấp nhận lên đây. Mỗi lần ông hỏi trung đạo lên liền để cho huynh đệ này không cảm thấy bị bỏ rơi. Bây giờ hiểu không? Cỡ nào cũng chạy lên đó, bỏ chỗ khác chạy lên để cho thầy Thiện Chí còn có một người bạn. Rõ ràng huynh đệ biết rồi, trung đạo lại gần thầy Thiện Chí không phải mục đích gì khác ngoài để cho thầy Thiện Chí có cơ hội tiến hóa với mình, tu học chung với mình để chia sẻ phước báo. Trung đạo nói thẳng với Điện đạo, phước báo rất là nhiều, nhiều vô cùng tận. Ở bên Mỹ cũng vậy, đi tới đâu đều được cung phụng, đều được giúp đỡ, đều được trang trải đầy đủ, không thiếu một thứ gì. Nhưng mà trung đạo từ chối rất là nhiều thứ, không có thích. Thậm chí cái gì làm được cho ta cứ làm, không chờ người ta làm cho mình. Nói thẳng luôn, Thiện Chí mới đi dự cái buổi ca nhạc của thầy hôm qua đó. Thầy có hứa là thầy cúng dường Thiện Chí 20 triệu để khi bắt đầu khởi công xây cái thất, cái gì đó. Trung đạo cúng dường 20 triệu. Nếu mà khi mà thầy đi Mỹ về rồi mà mình có làm một chương trình nào nữa đó, thì trung đạo sẽ cúng thêm cho thầy Thiện Chí để có đủ cái phương tiện để mà xây cái đạo tràng lớn hơn chút xíu để cho huynh đệ về tu tập. Ở huynh đệ như thầy Thiện Chí có nói á, thiếu phương tiện, nghèo nàn, không đẹp trai á, thì người ta sẽ bỏ rơi hoặc là kinh bỉ, lại ít học. Đó là một cái điều mặc cảm lớn nhất của vị tu mà không có huynh đệ bên cạnh. Nên trung đạo sẽ đi bên cạnh thầy Thiện Chí, đến khi nào ông đi được mình vững vàng và có huynh đệ đạo hữu rồi, là tự động trung đạo sẽ rút lui để cho ông tự lo tự xử. Thì trung đạo sẽ bên cạnh thầy Thiện Chí đến khi nào đã có đầy đủ phương tiện hết, là trung đạo tự động biến mất, huynh đệ mình sẽ tự lo. Thầy cũng mong rằng huynh đệ có mặt trong ngày hôm nay á, đừng có bỏ thầy Thiện Chí, bởi Thiện Chí rất là cần bạn hữu, cần người bạn, người tu hành chung với mình. Huynh đệ mà kéo năm cái bảy lên cái chùa mà nó có sẵn phước đức rồi, chưa chắc cái chùa đó tu nhiều. Chẳng qua chúng ta vì thị hiếu, thấy đông quá chạy theo thôi, còn lên chưa chắc nó tu được đó. Hiểu không? Thế là chúng ta mục đích chính là mình tu để tiến hóa. Nhưng trong nào khuyên huynh đệ nên về đây tu chung để chúng ta tiến hóa với nhau. Thầy Thiện Chí có tấm lòng thôi, huynh đệ nên cho tấm lòng. Thầy mới đạo, trung đạo mới nói chúng ta cho nhau tấm lòng bằng sự bình đẳng, không phân biệt kỳ thị. Thật ra chúng ta đều có phước với nhau, nên giúp đỡ cái nơi nghèo nàn phát triển, nên như vậy để tạo cho huynh đệ có phương tiện tu học. Đừng vì cái chỗ nhỏ nhắn nghèo nàn chạy chỗ khác, chưa chắc mình đã tiến hóa. Đạo hành mình không có, nếu mình có cái tâm đó là đạo hành tự động mất à. Bởi vì mình bỏ nghèo lấy giàu, bỏ nhỏ lấy to, cái tâm phân biệt và kỳ thị của mình lớn quá thì đạo hạnh mình cũng chẳng có. Rõ không? Nếu mà anh Thiện Chí này là đâu có gì cho sư phụ, phải không? Nếu mà nói về vật chất đi, dù tại sao phải đi theo ổng, theo cái tấm lòng chân thật của ổng. Ổng rất là chất phác, ổng có gì ổng nói ở đó. Ổng hay cái chỗ là 200 triệu, ổng biến quá làm sao nó teo lại còn mấy chục triệu mới là hay. Ổng có phép mà, ổng làm cho tiền nó khô lại, nó ít đi. Ông rất là chất phát vì cái chỗ đó mà trung đạo bên cạnh để mà có thể tương trợ huynh đệ của mình. Mới gặp lần đầu tiên ông nói mấy câu là trung đạo đã biết đây là cái vị mà rất là khổ cực trong đạo pháp. Trung đạo thực sự đơn thân độc mã ở Mỹ nhiều năm nhưng mà không ai dám ăn hiếp. Nói thẳng, nhìn cái mặt thấy gớm rồi sao dám ăn hiếp, mà miệng nói là tay làm đó. Thì thứ nhất, sống ở Mỹ không để cho người Mỹ kỳ thị dân tộc Việt Nam. Nhỏ con thì chứ đụng vô là có chuyện lớn đó. Đụng vô là bự con cỡ nào cũng phải nằm dãy đạch đạch, dữ lắm luôn á. Thì đi đến mình có cái tinh thần dân tộc lớn, thành ra nó không dám ăn hiếp mình.
Còn mấy thầy khác mà tù năm tù bảy gặp trung đạo là không dám mở mồm nó tầm bậy rồi. Bởi biết cái tánh trung đạo là miệng nói là chân đá đó, không có sợ là cái người mà ý đông hiếp yếu đâu, không có. Còn thầy Thiện Chí thì bệnh tật rồi không đủ trí tuệ để đối phó với những người xung quanh, họ sừng sỏ quá cho nên họ làm cho ông này không ngóc đầu được. Trung đạo không bao giờ tha thứ được những người nào mà dám có cái tư tưởng đến gần trung đạo, để giết chết người đó phải chịu trách nhiệm về cái tội đó. Trung đạo không có gọi là quên hoang tự đắc, nhưng mà những vị đó có tư tưởng đến trung đạo là ngay từ khi ngồi xuống gặp trung đạo là tư tưởng nó biến mất rồi, không bao giờ tồn tại, muốn mở miệng nó bậy cũng không dám luôn nữa. Bởi vì cặp mắt của trung đạo là các ngài đã cho để làm việc chứ không phải để mà vớ vẩn. Khi trung đạo chú tâm nhìn rồi á, nó phải cúi đầu thôi chứ không dám ngẩng đầu lên á, nó thẳng vậy luôn á, rõ không? Mà thầy Thiện Chí là ông quá ư là khổ, nghèo nàn mà không có học, thành ra người ta bu lại, người ta hiếp ổng thôi. Còn người ta nhìn mặt trung đạo đi cũng để dám ăn hiếp không, mà nó còn thấy gớm nó dừng nói. Cái mặt này đẻ ra, sanh ra để mà hù ma mà sống mà chết hù hết. Thật sự trong bụng nhát đấy bà cô nội. Mình học đạo, mình theo chư Phật, không có ai hài hiếp mình được. Nếu mà mình tu đúng, chư thiên chư Phật bên cạnh mình rất là đông. Một đứa nói bậy thôi, thằng đó về nhà chịu trách nhiệm đó. Một đứa nói hổn thôi là đang là một tháng có 200-300 triệu vô đó. Chứ nói bậy 2-3 lần thôi đó, một năm sau là từ căn nhà 9 tỷ á, đi vô nhà trọ ở luôn, mất luôn căn nhà, mất luôn một tháng 200 mấy chục triệu, bây giờ tan gia bại sản. Là cái tội hỗn láo với thầy đó. Ghê chưa? Hả, mình tu đúng rồi á, bên cạnh mình rất nhiều là Long Thiên hộ pháp. Trung đạo đi tới đâu các ngài đi tới đó để giúp trung đạo hành pháp, hoằng pháp. Cho nên nếu mà thầy Thiện Chí cố tâm mà tu giống như vậy đó thì chắc chắn các ngài sẽ gia hộ cho thầy Thiện Chí. Một ngày nào đó cái này sẽ mở lớn hơn, quân đệ tới đông hơn tu với ông. Ông phải biết như vậy cho nên ông phải ngồi xuống năng nổ nhiều hơn. Và coi cái ngày hôm qua của mình phải bỏ đi, không được nhắc lại. Ông rất là buồn khổ nên ông nhắc những cái cũ hoài, thành ra ông không tiến quá, bây giờ ông quên. Quên rằng khi mình nghĩ tới cái quá khứ quá nhiều thì mình sẽ lãng phí hiện tại, làm chậm trễ tương lai. Có rõ không? Khi chúng ta ôm ấp cái quá khứ quá nhiều thì mình sẽ làm lãng phí ở hiện tại và chậm trễ cái tương lai. Cho nên người tu ăn cơm buông đũa là ngày hôm qua biến mất. Hiện tại tất cả là trước con mắt hết. Mình sẽ giải quyết sự việc. Trung đạo mở mắt ra là ngày hôm nay mới tin. Ngày 28 Tết dọn cây cái là chuẩn bị ăn Tết. Tối hôm chính đệ tử nó bưng đồ ăn tới cho mình á. Ủa, bưng tới chi đây vậy con đấy? Mai sư phụ ăn Tết chứ lấy gì ăn đó. Ủa, mai Tết rồi hả? Mà mình mới dọn cây ngày hôm qua nay quên cha nó rồi. Nó bưng đồ ăn tới mới biết là ngày mai ăn Tết. Trung đạo cũng nhắn nhủ huynh đệ cố gắng tu với nhau là tu bằng tâm linh thôi. Đến đây bỏ tấm lòng ra là đủ, nhớ không? Cái tấm lòng thôi. Thầy Thiện Chí cũng đâu có đòi hỏi với huynh đệ đâu, đúng không? Chúng ta tới đây để phụ một tay, cùng tu với nhau, để cho cái thanh điển, cái thanh khí, cái năng lượng của chư Phật tề tụ gì đâu rất là nhiều, mạnh mẽ thì chư Thiên Bồ Tát sẽ gia hộ cho huynh đệ tiến hóa. Mà nơi nào càng đông càng ồn á thì càng tệ, không bao giờ có thanh điển thanh khí, chỉ có tiền bạc vật chất và danh lợi hảo huyền thôi. Phải rõ như vậy. Đây là thời mạt pháp cho nên thầy Thiện Chí cũng không có trách gì được. Đây là thời tận cùng của Phật Pháp cho nên ma quỷ rất là đông. Quỷ vương mượn hình tướng con cái của Như Lai để phá hủy chánh pháp của Ngài. Cho nên tất cả bây giờ đều là giả. Giả tạm ăn mặc vô để giả tạm không có tu. Cho nên hình tướng làm cho bá tánh chúng sanh mê muội mù quáng, lao đầu vào để cùng tạo tác nghiệp quả, nó gọi là cộng nghiệp. Hiểu biết như vậy cho nên trung đạo không hề mở miệng than quán quán trách, không bao giờ nói một câu nào, coi là chuyện bình thường, cứ lo phận sự mình là tu rồi hoằng hóa lợi sanh, có vậy thôi. Nên trung đạo mong rằng huynh đệ giúp cho thầy Thiện Chí có cơ hội phát triển tâm lực, đạo lực, hạnh lực và trí lực mà mạnh mẽ hơn, để đủ duyên, đủ phước, đủ đạo hạnh đạo đức để dìu dắt huynh đệ Phật tử bá tánh ở vùng này. Thôi, bởi vì là quan gia trái chủ sanh bệnh tật, mà nhờ quan gia trái chủ mình bệnh quá, mình mới nhớ tới mẹ mình, niệm Nam Mô Quán Âm Bồ Tát. Mình đau khổ đi không nổi, mình ngồi xuống là mình lết bằng mo vào bằng muỗng, mới kêu mẹ năn nỉ mẹ cứu giúp mình, phải không? Ai cũng vậy, còn đi sững sững cái đâu ai cầu mẹ làm chi, phải không? Có bệnh mới đi kiếm mẹ chứ, còn mà đi sững sững có tiền rồi nhớ tới ai? Không nhớ tới ai đó, biết xài thôi, biết phá hoại phước bích vậy thôi chứ không biết tới ai hết trơn á, rõ không? Là chúng ta phải biết tụng kinh ngồi xuống, ý thì là mình đi chú đi giải trừ bệnh tật nghiệp chướng của chính bản thân mình, mà chỉ có mình mới giải trừ được thôi,
Còn nếu không á, đừng có hòng. Bản thân thầy chứng minh nè, sáng ra lại 108 lạy, chiều 108 lạy để hưởng công đức cho mẹ cái tội ngỗ nghịch bất hiếu với mẹ. Ngày nào cũng làm có 3 tuần, mà trước đó thầy lại thăm mẹ thầy. Mẹ thầy là 90 tuổi, mặt bà nhăn hết rồi, cổ bà nhăn luôn rồi. 3 tuần sau thì hồi hướng công đức quay lại. Huynh đệ có tưởng tượng chuyện gì xảy ra không? Mặt bà láng o, bóng đeo bóng, mắt sáng quắc, cổ không còn một nếp nhăn. Mà thầy lại có 3 tuần thôi, mà người con chí tâm lãnh lễ sám hối tội ngỗ nghịch bất hiếu cha mẹ đó, mà mẹ hưởng hết luôn. Nhớ bà là môn nữ trong địa tạng không? Thì có cúng dường công đức ngồi cầu nguyện thôi đó, mà bà đã sanh lên cõi thiên. Trong khi đó bà thiền ba la môn nữ còn không biết mẹ đã được siêu sanh đó. Huynh đệ thấy người con mà quỳ xuống lạy hồi hướng công đức cho mẹ mình sám hối nghiệp chướng á, mẹ mình hưởng hết. Mà thầy còn biết rằng là mẹ thầy năm nay 91 rồi nè, bà rất là khỏe, bà đứng lên bà còn múa tay múa chân được, còn mạnh dạn, còn giỡn được, chứng tỏ là cái phước đức nhiều là do người con tu tập. Thầy còn biết rằng mẹ thầy ngủ giấc dậy sáng mai ngủm, thầy biết vậy luôn nữa. Thầy có nói với bà rồi, bà cứ ngủ ngon lành, bà chết đi là thầy đốt xác thầy dục xuống biển hết chuyện, khỏi cúng. Bà đi rồi mà cúng chi, thầy theo luật thầy làm á nè. Mà thầy không khóc luôn, thì mẹ đi vui vẻ mắc chứng gì mẹ khóc, luật mà, phải không? Vậy đó, cứ yên tâm đi rồi ngủm cái là khỏi kèn trống cái ồn lối xóm, xong rồi đốt dục xuống tròn biển hết khỏi cúng. Bà cũng thấy vui, đi nằm xuống ngủm mà đâu có đau khổ đâu, ngủ giấc sáng mai dậy rồi ngủm rồi, thấy chưa? Mà người con tu là mẹ cha hưởng hết luôn. Thế tại sao mình không tu chứ? Thầy không muốn huynh đệ tu phải giống thầy, thầy thiện chí. Thì cái lý tưởng phụng sự nó lớn lắm, tu để phụng sự, còn tụi con không có đủ định lực, nghị lực, tâm huyết, cái tình thương con không đủ lớn để phụng sự bá tánh chúng sanh. Thì con chỉ tu làm sao có đủ phước báo, âm đức, dương đức cho tròn đủ, thì mình sẽ tiến hóa, bệnh tật tiêu trừ, nghiệp chướng tiêu trừ. Thì ra sư phụ trung đạo muốn chia sẻ với huynh đệ có mặt trong ngày hôm nay, tu tụng cho giỏi vô để giải trừ bệnh tật và nghiệp chướng của chính bản thân mình, thì trí tuệ mình mới phát triển được. Chúng đạo hôm qua có ca cái bài á, nghiệp càng nặng trí thường u tối, trí lu mờ nghiệp nối nhau sanh, làm sao thoát khỏi lợi danh, tiền tài lợi lộc bại thành khổ thân. Bài dễ thương quá ha. Hay nhất là khi chúng ta biết giúp đỡ người bên cạnh thì chư Phật sẽ ban phước báo, có vậy thôi. Luật quả báo rõ ràng lắm, không có mơ hồ. Thầy thấy chưa, quả báo rừng tức thị. Nếu chúng ta làm bằng cái tâm an lành, hạnh phúc, vui vẻ, rộng lượng, không tính toán, thì sự trở về là không tính toán. Nếu mình cho ra sự tính toán hạn hẹp, thì trở về là sự hạn hẹp tính toán của vũ trụ. Suy nghĩ đi rồi tự làm à, làm vui vẻ, có gì đâu. Trời ơi, con của ngài mà cứ thảy ra đi, chuyện gì còn lại vô trở lại bình thường, mà không cần phải tính, không cần phải cầu. Mọi cái có. Thầy có viết cái bài nhạc Hạt giống của Như Lai, thầy viết: con cố giữ tâm hồn cho tinh khiết, thấm nhuần sự minh triết thiên liêng. Như Lai quyền lực vô biên tâm từ, ban rải không riêng một người. Tâm từ ban rải không riêng một người, là các ngài cho chúng ta không tính toán, không phân biệt một ai cả. Rõ ràng như vậy. Làm việc thiện thì tâm này có cao sanh chứng giám, lòng đại từ tỏ đám mây hương, cầu xin chư Phật mười phương độ người trần thế biết thương con người. Rồi. Làm phước không cần phải cầu báo, làm phước cứ làm đi, chuyện còn lại chư Phật và luật nhân quả sẽ lo. Nhân huynh đệ muốn tiến hóa trong việc luyện đạo, học đạo, tụng kinh trì chú, nghĩ thiện làm lành bằng cả tâm tư trí tuệ đi, cứ làm đi, chuyện còn lại chư Phật và luật nhân quả sẽ lo, rõ không? Thì giải trừ bệnh tật và nghiệp chướng của mình, từng cá nhân chúng ta phải ngồi xuống để tự tụng trong lòng vừa kinh, nhìn những ông già bà già bên cạnh, cầu xin đừng có già bệnh như vậy, bởi vì các vị đó chính là ông thầy của mình. Thấy họ đi lụm khụm, đừng đi lụm khụm. Thấy họ vừa đi vừa rên, đừng bao giờ đi và rên. Cho nên mình phải giữ ngay từ lúc này, phải giữ cho thân khỏe, tâm an, trí tuệ sáng suốt, bồ đề tâm vững mạnh. Thân khỏe thì tâm mới an, thân bệnh thì tâm bất ổn. Rõ không? Bây giờ thì con ngồi xuống tụng, đau đầu, nhức đầu, nhức tay, nhức chân nè, tụng được không? Đâu có được đâu. Lo âu, phải không? Khỏe mới tu được. Nên phải giữ thân khỏe, tâm mới an, thân bệnh, tâm bất ổn. Rõ chưa? Thật ra mình muốn giải trừ bệnh tật và nghiệp chướng.
Ý Thiền làm lành tụng kinh trì chú, cho mình một cơ hội ngồi xuống để cầu nguyện cho bá tánh chúng sanh, cho dân tộc đất nước, luôn luôn ban rải lòng từ bi trong người bằng cái tâm bình đẳng, vô hữu cao hạ, không cao không thấp. Rõ chưa? Rõ không? Hiểu ý thầy không? Ở Di Đà Phật cho nên mình đến đây như vậy, huynh đệ mình là anh em của mình, là con cái của Như Lai hết, tất cả là anh em hết, không ai. Bây giờ mình nhìn cái mặt mẹt nó khác nhau, mà cái ông trong này nè, cái mặt giống nhau y hệt. Ông này là không hình, không tướng, không tên, không tuổi, không cao, không thấp, không mập, không ốm, không dày, không mỏng, không khôn, không ngu. Ông đó mới là quan trọng. Còn cái ông này là bình thường, cái mặt mẹt cũng vậy thôi. Chúng ta có cái giống nhau cái chỗ là có hai cái lỗ tai, hai con mắt, cái lỗ mũi, cái miệng, cái mũi nằm giữa mặt. Đúng không? Chúng ta giống nhau là vậy. Nhưng mà cái ông bên trong này thật sự rất là giống, giống y hệt như nhau, là cái tánh thiêng liêng mà thế gian gọi là Phật tánh. Tánh thiêng liêng là ngự trị trong từng bản thể một, không khác biệt, không cao không thấp, không mập không ốm, không giàu không nghèo, không sang không hèn. Thấy không? Cái tánh này chúng ta cần phải biểu lộ cho ba tánh chúng sanh. Nếu biểu lộ được tánh này rồi thì chúng ta thương mọi người giống nhau lắm, ai cũng dễ thương cả, thì nhìn Phật tánh chứ không phải nhìn cái mặt. Bây giờ mình nhìn Phật tánh huynh đệ, Phật tánh ngự trị trong từng hình thể, trong từng sự vật. Một khi đứa bé chào đời thì Phật tánh ngự trị trong nó rồi, thì chúng ta tập nhìn Phật tánh giống như thường bất kinh Bồ Tát vậy đó, nhìn ai cũng thấy thành Phật hết. Con mắt trung đạo cũng vậy, huynh đệ đều thấy Phật, bởi vì Phật ngự trị trong huynh đệ mà trung đạo nhìn thấy được, huynh đệ không thấy chuyện đó của huynh đệ. Nhưng mà bây giờ mình tập nhìn để thấy, để chấp nhận sự thật là Phật tánh ngự trị trong từng bản thể, và chúng ta đối xử với nhau bằng tánh thiêng liêng đó, đối xử bằng Phật tánh, dùng Phật tánh của mình để đối xử với Phật tánh của huynh đệ thì không có chuyện gì xảy ra. Nếu dùng cái hình thể này mà đối xử với hình thể thì có sự phân biệt đẹp xấu, sang giàu. Rõ không? Rõ chưa? Hay như là Phật muốn tiến quá, muốn tiến quá trong việc tu học để giải trừ nghiệp chướng và bệnh tật của chính bản thân mình, chúng ta phải cho bản thân mình một cơ hội ngồi xuống để tụng kinh niệm Phật. Nếu làm việc thiện lành được thì đừng bao giờ từ chối như Thiền Ngọc này. Cứ làm được là cứ làm, chuyện còn lại chư Phật và lực nhân quả sẽ xử. Nếu hiểu lực rồi thì còn gì ngần ngại, phải không? Đúng không? Thầy viết cái bài nhạc thầy làm á, đã bao lâu rồi sống trong luân hồi, còn bao lâu nữa mới biết tu thân, pháp thân vẫn chờ chúng ta quay về về trong pháp giới để thôi luân hồi. Thấy chưa? Mình biết luật rồi sống thoải mái. Bây giờ huynh đệ có thể ngồi thiền, có thể tụng kinh, có thể niệm Phật, nhưng mà cố gắng làm sao để phát triển cái tâm từ bi mới là quan trọng. Tâm từ bi nhìn mọi người yêu thương giống như mẹ Quán Thâm Bồ Tát, từ nhãn thị chúng sanh, nhìn huynh đệ bá tánh bằng con mắt từ bi bác ái, phước tụ hải vô lượng. Đó, phước tụ hải vô lượng là phước vô tận. Mà nếu mình nhìn cặp mắt mà gườm mà rình rập là thôi xong rồi, tu ngàn năm cũng thế thôi. Hiểu không? Tu 20 năm mà tâm từ bi vẫn còn nhỏ từng giọt thì sao sống được với Phật? Phật chính là đại từ bi. Nếu mình có cái tâm đại từ bi thì mình ai chư Phật đã biết rồi. Mà ngộ lắm, khi có tâm từ bi rồi, cái lòng mà kiên nhẫn của mình chịu đựng kinh khủng lắm. Chúng nào chịu đựng rất nhiều mấy đứa này nè, chịu đựng nó ghê lắm. Khỉ rồi nè, một chút xíu nó nhăn mình cũng phải lo rồi, nó gây lộ mình cũng lo rồi, nó ganh tị mình cũng, nói chung là mỗi thứ mỗi lo cho nó mà. Chư Phật cũng vậy à, mấy ông lo nó lọt vô dòng vô minh rồi nó khó xử, mà nó vô minh rồi nó cãi hoài, nó đâu có chịu ngừng đâu. À, cái đầu nó vô minh, cái miệng nó lải nhải, miệng lải nhải tay chân làm tầm bậy tầm ba, lọt xuống địa ngục, mà cho nó không hiểu nó sẽ lọt xuống địa ngục. Giờ huynh đệ hiểu rồi làm cách nào để giải trừ bệnh tật và hoán chuyển nghiệp lực rồi phải không? Ngồi xuống tụng kinh trì chú, nghĩ thiện làm lành, tu cho thân khỏe tâm an, bệnh tật tiêu trừ, nghiệp chướng tiêu trừ, quan gia trái chủ tiêu trừ. Khi chúng ta gặp những chuyện xui, người này người kia nói xấu mình hay gì là đều là quan gia trái chủ cả, cho nên mình niệm vãng sanh cho nhiều vô để người đó không còn ghét mình nữa. Trung đạo hướng dẫn vấn đề cách làm, ví dụ mình đi vô cái chỗ làm đó người đó ghét mình quá, mình cứ gặp mặt họ mình chuyện bình thường, nhưng mà niệm vãng sanh cho nhiều giúp đi dạy sự ân oán trong tiền kiếp của mình với họ, tuy nhiên họ không ghét mình nữa. Cứ làm thử trong vòng tháng sau sẽ biết được cái kết quả tốt như vậy. 100 người thầy gặp trung đạo chỉ có 1-2 đứa không ưa, là lý do là chị nó không bằng mình, nó không ưa thôi.
đúng ra nó không xấu bằng mình cho nên nó tức. Thật sự không có gì ghét mình được, thì mình rất là dễ chịu, gặp ai cũng vui đó. Mình không có tị hiềm, không có ganh tị. Cần gì với ganh tị, đời mình có đủ rồi, ganh tị gì, thấy không? Tay chân mắt mũi đầy đủ là đầy đủ quá rồi, còn muốn gì nữa? Bộ sinh đẻ ra một hoàn hảo dễ sao? Sự hoàn hảo sẵn có. Vì hoàn hảo sẵn có cho nên không bệnh tật. Chúng ta sống tầm bậy tầm bạ quá cho nên sanh bệnh tật là khiếm khuyết. Vì khiếm khuyết trong tâm linh cho nên thân thể bệnh tật. Muốn tâm linh tròn đủ, khỏe mạnh thì sẽ không bệnh tật. Muốn thân thể không bệnh tật thì phải trau dồi đời sống tâm linh, đạo đức, đạo hạnh của mình. Thì chắc chắn bệnh tật sẽ không có tồn tại trong đời sống của mình. Lúc đó mình mới có nhiều cơ hội học đạo tinh tấn và tiến hóa con đường trở về cha mẹ Như Lai của mình. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái phần còn lại là tụi con hỏi nha. Hỏi đi con. Phật. Dạ hỏi đi con. Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Thượng Tọa Giảng Sư. Con Thiện Chí thì đi tu hành có một nhiều vấn đề mà từ nhỏ tới lớn đi tu gặp nhiều chướng ngại. Thì bước đường tu thì có khi mà bị té cũng đứng dậy mà tập tu. Thì con có một câu hỏi nhỏ như trong lời của Phật nói là khăn người là đất cát, gió lửa hợp hành là bốn đại. Đó là khăn người chúng ta là giả, không có thật. Nhưng mà đi tu thì có những người lại quan tâm tới hình sắc và thể xác. Nếu người nam đó là một thanh niên đẹp trai, tinh tú thì được Phật tử ái mộ, dù tu hành không bao nhiêu cũng được người ta quan tâm. Còn những người mà xấu trai lại là cái nghèo hèn, không có địa vị trong xã hội, không có những vị người mà nâng đỡ thì lại bị coi thường và bị chê bai, thậm chí còn bị phá những cuộc đời tu của họ. Cho nên trong bước đường tu thì con gặp rất là nhiều. Cho nên bây giờ con đã thật sự thì con cố gắng nỗ lực tu hành, con xa lánh tất cả, có thể là con trốn những vị đó, thì con chuyên tu, con không dám rằn rủi. Nhưng mà chúng ta thì là người Phật tử có thể mà mở rộng vòng tay nhìn những người nghèo trên xã hội, người ta có thể tu mà người ta không cần gì hết, thì Phật tử nên dòm ngó lại những người nghèo kém phước, người ta không đủ phương tiện thì nên quan tâm tới người đó. Chứ có nhiều nơi thì đang dư giả, các chùa tới mấy trăm tỷ, tới hàng ngàn tỷ thì lại Phật tử lại quan tâm nhiều, mà còn lại là nâng đỡ, giúp đỡ cho những chỗ đó. Còn những nơi mà ở chầu tranh gách lá thì lại là chê bai, nó là kém phước tu hành. Nhưng thật sự những nơi mà con ở trên núi rừng, con chuyên tu á, thì mấy vị chuyên tu ở nhà tranh gách lá, nhưng người ta cũng không cần sự cúng dường quan tâm đó. Nhưng mà họ rất là vui. Nhưng mà Phật tử thì luôn nghĩ là những gì đó không có tu hành tinh tấn cho nên á kém phước, không cúng dường. Nhưng thật sự những vị đó người ta cúng dường, với Phật tử quỳ lại dài người ta cũng không nhận luôn á. Chứ đừng nói mà kém phước hay không kém phước. Cho nên Phật tử phải có một cái nhận định sâu sắc hơn, nhìn đâu ra đó có tuy lần cúng dường vô ý khí, nhưng mà mình phải quan tâm chỗ nào cho đúng mục đích, có mục tiêu rõ ràng. Chứ mình làm việc mà mình làm hoặc không có suy nghĩ thì có được đôi lúc mình đem tiền mình dụng xuống bãi đá, không có đám ruộng nào phì nhiêu mà bỏ xuống hạt lúa lên. Cho nên con xin hỏi sư phụ và nâng đỡ trên đường tu của con. Thì con xin kể từ nhỏ luôn cho sư phụ nghe. Thì lúc nhỏ con 13, 14 tuổi, con đi tu hành bên Phật giáo là con bị bệnh. Thì xưa thì con đang học lớp 8 rất là dở.
Cho nên con ở nhà con thì cắt rất là cực, vừa chăn bò, vừa cắt cỏ, vừa làm tất cả việc nhà. Buổi sáng đi học xong buổi chiều sẽ làm hết. Xong con học quá con cũng bị coi phim tài hư, thì con mới quấn cái mền lên con làm Quan Âm Bồ Tát. Thì khi con làm Quan Âm Bồ Tát xong thì một đêm đó con cà giật cà tưng luôn. Con tụng kinh, con không biết tụng kinh như thế nào, nhưng mà trong đầu con lúc nào có Nam Mô Khiên Khổ Khiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ni Nam Mô Hết Ra Đức Năng Đa Đa Đi Gia Nam Mô Ghi Gia Bà Lô Ký Đế Hết Đá Đa Gia. Con làm riết vậy á. Cái sáng con đi học bài đạo đức, thì đạo đức đó là bài đạo đức cô giáo kêu quý phú lên ta bài. Cái Nam Mô con lên con đứng trên lớp Nam Mô Đại Bi Hiệu Khẩn Phật Phật Tát Khiên Khổ Khiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ni Nam Mô Hết Ra Đức Năng Đa Đa Đi Gia Nam Mô làm một dọc luôn. Cái bà cô giáo đó bà bắt phạt con mới đang. Cái thằng quý phú đó nên là mà sao nó điên khùng quá, nó đọc cái bài gì mà hắt ra đã vô nó đã trong lớp chất văn ra ngoài hết. Cái cô giáo mới phạt con là quỳ gối trên lúc đó con học lớp 8 mà không có quỳ gối, nhưng mà đứng trên lớp. Mà sau khi cái đêm đó là sư phụ biết không, con á buổi sáng con đi học mà đôi dép con hai đôi dép lào, một đôi dép màu đỏ, một đôi dép màu vàng. Mà khi mà con mang á thì sáng con đã sắp hai đôi mang cho nó đúng rồi, nhưng mà khi con mang á thì nó để một chiếc đỏ chiếc vàng bắt con mang. Mà con mang lên lớp á lại nó không nhắm mắt, nó bịt mắt là không cho con thấy được. Đi lên lớp tụi bạn con nó hồi ở cái hàng phố nó điên khùng quá trời, nó đi học coi. Cái bắt đầu con xong rồi con lên con thả bài xong con xỉu lên lớp luôn, bạn con mới đưa con về. Đưa về từ đó là con bệnh cả tân cả giật á. Thì lúc đó con á con mới đi vô chùa mà ba con là cách mạng không có tin ba cái vụ đó. Ba con mới đi vô bệnh viện tâm thần. Con nằm ghế nó chích con từ bốn ba mấy ký mà chích ghế 50 kg, con mập thù lù luôn. Mà ngộ lắm, con vô á con nằm ở trong bệnh viện á thì con biết ba má con hết mà nó không cho nói. Mỗi lần con nói á, con vừa gặn lên tiếng ba cái mỏ con méo quá, con vừa gặn tiếng mẹ cái mỏ con méo là mà con nói con 14 tuổi thì nó giật lại nó con 1 tuổi. Rồi con mới bệnh vậy rồi con nó không cho con nói luôn. Bắt đầu con cái Nam Mô Di Đà Phật trong bụng con vậy, cái mà bài học đó nó xóa mờ hết trí nhớ con không. Con đang học giỏi mà làm con quên hết, con không cho con là con không biết cái gì luôn. Thì lúc đó đầu óc con rảnh rang, con có niệm Phật mà đầu ban đêm là con sống như sống tinh mây vậy. Con đi chỗ này chỗ kia chơi mà con ở là con thấy thoải mái mà là con không có nghĩ gì hết, vô tư lắm. Nhiều khi con ngồi trên xe ông đa ba con chở mà con tính là đi trên có trời vậy, nó nhẹ nhàng nó bị lăn vậy, con không có nghĩ gì hết. Là bắt đầu thì sau khi ba con á mới đưa vô bệnh viện biết rồi con mới nói thôi giờ ba đừng đưa con nữa, ba cho con đi chùa. Và đi chùa thì bất lắc con mới đi chùa bên Linh Căn. Thì bên Linh Căn á thì họ mới tụng kinh bên đạo mẫu sư phụ. Thì con tụng kinh bên đạo mẫu thì con học một thời gian con thuộc. Thì sau khi đi lúc đó 14 tuổi thì con mới làm vừa bệnh mà vừa đủ hết công việc nhà, cho nên con làm rồi con mới điên không có mới mở ra đi công việc buôn bán. Thì khi con đi bán á thì con không biết tính tiền con chỉ họ chỉ đưa nhiều đưa cái con bán đổ bán lỗ bán háo á, trong vòng một tuần lại con sạch vốn. Cái một tuần sau cái tự nhiên con bán con không minh lại không minh cái không minh rồi đột xuất á, cái con mua đồ nhiều con bán từ từ con không lên. Không lên cái từ từ cái bắt đầu con làm gì làm quá trời làm từ đó. Thì con mới tuổi 19 tuổi con cắt một cái nhà lớn là khai gì mấy cây vàng. Lúc đó con mua đất lúc đó thì con mới giàu mà con không mua, con cắt cái em ngay chỗ đây luôn. 19 tuổi con cắt. Sau khi 19 tuổi con cắt á tới 20 tuổi con ta mắc nợ mấy cây vàng nữa, con ta nợ làm đầu óc mặt tối làm tới 2 giờ đêm không. Cái ông thầy mấy thầy kêu không tu tại nhà không ai dạy á thì không bao giờ hành Phật á. Dụ con ghét, dụ ghét là đi vô chùa tu. Vô chùa tu cái xong cái hồi xưa là con có cái nhân quả là sư phụ con á là khó tánh lắm. Con đi vô mua tàu cao ông đó hai vì con mua 1.000 chục, ông bán tới 1.500 chục mà ông điếm đó điếm là nhỏ lớn dùng bán sức ghẻ khác. Thì con mới nói nên bố tôi có đi xuất gia tôi không dám chùa
là khi mà con đi xuất gia lại con á bị nhân quả dướng vô ông đó, là con đi xuất gia chùa Bửu Nghiêm, nhưng mà Bửu Nghiêm thì chùa tu thiền không có xuất gia, con bắt con về chùa Tịnh Độ, thì về Tịnh Độ thì gặp một vị đó xuất gia đỡ đầu cho con. Mà vị đó là hồi xưa là con nói con mà vô đây xuất gia thì con gặp ông này con đã chán rồi, mua người ta có 1000 chục, ông bắt 1500, mà ông bắt đến nhà thì nhỏ lớn bắt đến hết trơn, con dựng làm lỗ, con dám dùng chung vô. Mà khi con ghét nhớ nhân nào thì quả ta qua đó, trời ta qua đó, thì con vô ngày xuất gia con phải về đó xuất gia. Xuất gia xong thì sư phụ con nói là không nhận ở đây, cạo đầu xa đi tu, về chùa Bửu Nghiêm tu. Nhưng mà về chùa Bửu Nghiêm á, thì chùa Bửu Nghiêm nói ở đây tu thiền không được đi học. Mà sau khi con đi học trường cơ bản á, thì ở trên Phật giáo Bình Dương á, bắt đi học là không được ở chùa Bửu Nghiêm, mà ở chùa Hội Thánh á, thì phải có người gửi gắm. Cho nên ở đó đi học á, con bị đủ khứ chuyện hết. Cái mới con mới bỏ về ở chùa Bửu Nghiêm, con về núi tu luôn. Về núi con mua một mẫu đất. Sau khi con ở một mẫu đất đó thì con tiền bạc con bị đứa bạn nó dụ lên, hai đứa là dụ lên mua một mẫu đất. Nhưng mà đứa bạn ở một tháng sau là hai đứa hùng nhau, đứa có 40.000 à, mà xong tới mấy tháng là sáng ăn cháo, trưa ăn cơm, chiều nhịn đói, mà đi xe đạp từ đây ra về núi Bồng Lai. Nhưng mà sống xong 2 tháng thì bạn con đã bỏ đi khất thực, là bạn nó đưa khất thực, con mới nói bao nhiêu đồ đạc mà bạn mua giờ tôi tính tiền hết. Thì sau tính tiền con mới về nhà, con mượn gia đình trả hết. Đã hết xong rồi con ở đó con tu, thì bạn con đã hoàn tục. Thì sau khi con tu á, ở nhà lá, ở trên núi một mẫu đất mà gai gốc không, con mới phát gai hết, con cắt một mẫu chuối, trồng một mẫu chuối trên đó. Rồi cắt một cái nhà mà hồi đó nhà lá, con mới in gạch, mà phi 2 giờ phi là đất núi mà đá không à. Phi con mới lấy cái cúc ra con đào đất tới sáng á, thì đào được một đống đất lớn. Thì con cũng mới mở cái khung in gạch người ta, con in được mười mấy ngàn cục gạch. Thì mười mấy ngàn cục gạch đó con kêu thợ hồ xây, và cá thì con bơi lên từ dưới chân núi, con bơi lên con cắt cái nhà. Mới đầu thì con đi được con cao được 1.5 mét, sau khi con cắt nhà con còn có 1.2 mét. con không xuống, con đau lưng, con không xuống tới 6 tháng trời, con không dám về nhà, tại con đi con không có không đó. Con mới không dạ thôi, bây giờ thời gian xin cho phép nói nhiều chú sẵn nói luôn dạ. Sao mà con cũng không có tiền uống thuốc nữa, ở đó một tháng con sống có 10.000, mà con mới đi vô tiệm thuốc nam của chùa hút thuốc, thì giờ con xin nhà chùa cho con hút thuốc khí không có tiền, thì con hút cũng uống cái con hết xong mà con mới bò lết con về nhà. Dạ, mới cao lên thích gửi. Rồi con bò lết về nhà, mà thời đó có 10.000 đồng á, mà đi xe từ và giờ Vũng Tàu mà về đây có 10.000, mà con không có, con đi xe đạp về đây. Mà đi dịch, mỗi lần mà con về mấy năm trời đi xe đạp không á. Mà vừa qua con có một sự thử khách là con đi xe Honda ghép quang á, cái con đi lại chị con đi xe Honda lại chị con hết xăng. Cái con mượn xe đạp lên đường con đổ hết xăng. Lên đường con cầm cái bình mà lên đường, từ ở đây mà dài xa lắm, có mấy cây số nó mới có chỗ bán xăng. Con đậu nó bảo hiểm mà con đi xe đạp giống y mấy ông bệnh viện tâm thần thả ra. Mà con sao mà con đi xe đạp mà con sao con mệt mỏi, con ơn là con đi làm đó. Mà hồi đó con đi cả 100 cây số con không mệt, mà giờ con đi lại thử thôi là con thấy vấn đề trẻ. Hồi đó con thiệt con đi khùng mà con làm nhiều cái phi phường á. Nhưng mà trước khi mà con đi về núi á, thì có bên đạo Linh Căn á, có một mẫu tám nó nói là con á, con bỏ mẹ con ra đi thì đời con không làm được cái gì hết, con sẽ khổ, con sẽ bị đài. Người ta đi tu á thì người ta ở trong chùa, người ta có sự nâng đỡ thì đủ thứ á, có mọi mặt bên quý thầy lo, còn con bên Linh Căn không bao giờ ai độ cho con, và con sẽ bị phạt. Bị phạt không bao giờ con ngóc đầu lên đâu. Mà con đi vô chùa thì quý thầy không cho con tụng kinh bên đạo mẫu. Cho nên mười mấy năm nay thì con tụng kinh bên Phật không, cho nên con bỏ mẫu luôn. Thì con làm việc gì cũng không thành công hết. Tất cả cái tiền mà con làm á, thì nó thật sự Nó vô lai gai lai gai thôi, chứ không phải mà vô cái ào ạt được. Cho nên chắc chiêu dữ lắm mới được.
ăn hà tiện dữ lắm mới được. Còn ấy là nhiều khi nó bệnh đau, nó đổ ra còn hơn nữa. Hoặc việc gì nữa, cho nên con nó thật sự. Cái am này con làm đây, thì từ sáng con làm cái tới trưa, trưa làm cái tới chiều, chiều làm cái tới 2 giờ đêm. Con bỏ ra mười mấy năm không công phu như quý thầy được, cho nên đạo lực con có thể kém, mà về học vấn con cũng hơi kém. Cho nên cái phước của con nó thật sự khô hắc bạn bè nhiều. Cho nên bây giờ con nó thật sự muốn lập quyền lớn, con cũng không muốn nữa. Con làm được cái gì hay nói chứ con, nếu mà con quyền lớn con không có tiền thì con lo âu. Thôi thì phước duyên tới đâu con làm tới đó. Thì hôm nay thì sẵn cơ duyên ở đây con cũng không báo với Phật tử. Thì sư phụ, nếu sư phụ thương thì tông chúc sư phụ quyền cho đạo tràng chúng con. Thì đầu tháng sau vào ngày Chủ nhật, hàng Chủ nhật buổi chiều 1:30 thì con sẽ cho Phật tử lại tu buổi chiều, để mỗi chiều Chủ nhật nhóm lại Phật tử lập nguyện tu theo sư pháp của sư phụ, để cho có cái đạo lực và có cái những cái phước mà Long Khánh Khánh Chú gia hộ cho đạo tràng chúng con. Còn riêng ở đây thì con ban đêm thì đêm nào nhóm con cũng tụng kinh đều đặn, không có bỏ. Thì khởi công phu của con thì số thì lịch trình của con riêng, nhưng mà cho Phật tử là ngày Chủ nhật, mỗi buổi chiều Chủ nhật, ngày nào giảng pháp thì không có tụng kinh, còn ngày nào không có giảng pháp thì cho hai Phật tử đến đây tu theo pháp của thầy, là pháp tụng kinh Đại Bi Ngũ Chú và kinh Di Đà và niệm Phật ngồi thiền trong 2 tiếng. Thì sư phụ nhắc nhở giùm cho đạo tràng chúng con và sắp tấn cho đạo tràng chúng con tinh tấn tu hành để có đạo lực như sư phụ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm niệm công đức của thiện chí đã cho huynh đệ biết cái sự khó khăn trong việc tu học của thiện chí. Thực sự trung đạo nghe cũng rất là cảm khái cái con đường tu của thiện chí rất là gian nan. Thực sự sư phụ không có gian nan như thiện chí đâu. Sư phụ thiện chí đi chung, sư phụ biết rồi đó. Sư phụ làm mấy cái đại lễ của thiện chí phước đức được ngồi chung, được hầu đàn là cả cái phước. Chính như thiện chí đi chung, chứ thực sự muốn đi hậu đạn sư phụ là cả một vấn đề. Không phải ngồi hậu đạn sư phụ là dễ, nhưng mà khiến cái phước, cái thiện chí tụng đại bi nhiều rồi á, thì tự nhiên phước báo nó sẽ nảy nở, những cái cơ cực của quá khứ sẽ biến mất. Đồng thời mình chí tâm, chí cốt, mình trì tụng đại bi đó, thì mình sẽ được chư thiên long phần, long thần hộ pháp gia hộ cho mình. Muốn phát triển cái đạo tràng để cho huynh đệ về tu á, là cái người chủ trì hoặc là chủ sử là phải ngồi xuống tu tụng rất là nhiều để tạo âm đức, phước đức cao dày thì huynh đệ sẽ về tu tập trung. Đồng thời như thầy Thiện Chí có nói đó, người tu đã không đẹp trai rồi mà đã lùn nữa, lùn có thước rưỡi à, mà khiên riết còn có thước hai là nó xấu cỡ nào, làm sao mà huynh đệ dám tới tu chung, phải không? Ông tu riết ông lùn sủng à. Bởi vậy thì nó khổ, mà lại bệnh nữa chứ, đủ loại bệnh nữa, thì ông rất là gian nan. Chính vì cái chỗ mà chân thật của ổng, cho nên trung đạo mới chấp nhận lên đây. Mỗi lần ổng hỏi trung đạo lên liền để cho huynh đệ này không cảm thấy bị bỏ rơi. Bây giờ hiểu không? Cỡ nào cũng chạy lên đó, bỏ chỗ khác chạy lên để cho thầy Thiện Chí còn có một người bạn. Rõ ràng huynh đệ biết rồi, trung đạo lại gần thầy Thiện Chí không phải mục đích gì khác ngoài để cho thầy Thiện Chí có cơ hội tiến hóa với mình, tu học chung với mình để chia sẻ phước báo. Trung đạo nói thẳng với Điện đạo, phước báo rất là nhiều, nhiều vô cùng tận. Ở bên Mỹ cũng vậy, đi tới đâu đều được cung phụng, đều được giúp đỡ, đều được trang trải đầy đủ, không thiếu một thứ gì. Nhưng mà trung đạo từ chối rất là nhiều thứ, không có thích. Thậm chí cái gì làm được cho ta cứ làm, không chờ ta làm cho mình. Nói thẳng luôn, thậm chí mới đi dự cái buổi ca nhạc của thầy hôm qua đó. Thầy có hứa là thầy cúng dường thiện chí 20 triệu để khi bắt đầu khởi công xây cái thất, cái gì đó. Trung đạo cúng dường 20 triệu. Nếu mà khi mà thầy đi Mỹ về rồi mà mình có làm một chương trình nào nữa đó, thì trung đạo sẽ cúng thêm cho thầy thiện chí để có đủ cái phương tiện để mà xây cái đạo tràng lớn hơn chút xíu để cho huynh đệ về tu tập. Huynh đệ như thầy thiện chí có nói á, thiếu phương tiện, nghèo nàn, không đẹp trai á, thì người ta sẽ bỏ rơi hoặc là khinh bỉ, là ít học. Đó là một cái điều mặc cảm lớn nhất của vị tu mà không có huynh đệ bên cạnh. Nên trung đạo sẽ đi bên cạnh thầy Thiện Chí đến khi nào ông đi được mình vững vàng và có huynh đệ đạo hữu rồi, là tự động trung đạo sẽ rút lui để cho ông tự lo tự xử. Thì trung đạo sẽ bên cạnh thầy Thiện Chí đến khi nào đã có đầy đủ phương tiện hết, là trung đạo tự động biến mất, huynh đệ mình sẽ tự lo.
Thầy cũng mong rằng huynh đệ có mặt trong ngày hôm nay á, đừng có bỏ thầy Thiện Chí. Bởi Thiện Chí rất là cần bạn hữu, cần người bạn, người tu hành chung với mình. Huynh đệ mà kéo năm cái bẫy lên cái chùa mà nó có sẵn phước đức rồi, chưa chắc cái chùa nó tu nhiều. Chẳng qua chúng ta vì thị hiếu, thấy đông quá chạy theo thôi, còn lên chưa chắc nó tu được đó, hiểu không? Thì là chúng ta mục đích chính là mình tu để tiến hóa. Nên chúng nào khuyên huynh đệ nên về đây tu chung để chúng ta tiến hóa với nhau. À, thầy Thiện Chí có tấm lòng thôi, huynh đệ nên cho tấm lòng. Thầy mới đạo, chúng đạo mới nói chúng ta cho nhau tấm lòng bằng sự bình đẳng, không phân biệt kỳ thị. Thật ra chúng ta đều có phước với nhau, nên giúp đỡ cái nơi nghèo nàn phát triển, nên như vậy để tạo cho huynh đệ có phương tiện tu học. Đừng vì cái chỗ nhỏ nhắn nghèo nàn chạy chỗ khác, chưa chắc mình đã tiến hóa. Đạo hành mình không có, nếu mình có cái tâm đó là đạo hành mình tự động mất cả. Bởi vì mình bỏ nghèo lấy giàu, bỏ nhỏ lấy to, cái tâm phân biệt và kỳ thị của mình lớn quá thì đạo hành mình cũng chẳng có, rõ không? Nếu mà anh Thiện Chí này là đâu có gì cho sư phụ, phải không? Nếu mà nói về vật chất đi, dù tại sao phải đi theo ổng, theo cái tấm lòng chân thật của ổng. Ổng rất là chất phác, ổng có gì ổng nói ở đó. Ổng hay cái chỗ là 200 triệu, ổng biến quá làm sao nó teo lại còn mấy chục triệu mới là hay. Ổng có phép mà, ổng làm cho tiền nó khô lại, nó ít đi. Ổng rất là chất phác, vì cái chỗ đó mà trung đạo bên cạnh để mà có thể tương trợ huynh đệ của mình. Mới gặp lần đầu tiên ổng nói mấy câu là trung đạo đã biết đây là cái vị mà rất là khổ cực trong đạo pháp. Trung đạo thực sự đơn thân độc mã ở Mỹ nhiều năm nhưng mà không ai dám ăn hiếp. Nói thẳng, nhìn cái mặt là thấy gớm rồi sao dám ăn hiếp, mà miệng nói là tay làm đó. Thì thứ nhất, sống ở Mỹ không để cho người Mỹ kỳ thị dân tộc Việt Nam. Nhỏ con chứ đụng vô là có chuyện lớn đó, đụng vô là bự con cỡ nào cũng phải nằm giấy đạch, dữ lắm luôn á. Thì địa điểm mình có cái tinh thần dân tộc lớn, thành ra nó không dám ăn hiếp mình. Còn mấy thầy khác mà tù 5, tù 7 gặp trung đạo là không dám mở mồm nói tầm bậy rồi. Mà biết cái tánh trung đạo là miệng nói là chân đá đó, không có sợ là cái người mà ý đông hiếp yếu đâu, không có. Còn thầy Thiện Chí thì bệnh tật rồi, không đủ trí tuệ để đối phó với những người xung quanh. Họ sừng sỏ quá cho nên họ làm cho ông này không ngóc đầu được. Trung đạo không bao giờ tha thứ được những người nào mà dám có cái tư tưởng đến gần trung đạo, là giết chết người đó phải chịu trách nhiệm về cái tội đó. Trung đạo không có gọi là huênh hoang tự đắc, nhưng mà những vị đó có tư tưởng đến trung đạo là ngay từ khi ngồi xuống gặp trung đạo là tư tưởng nó biến mất rồi, không bao giờ tồn tại, muốn mở miệng nó bậy cũng không dám luôn nữa. Bởi vì cặp mắt của trung đạo là các ngài đã cho để làm việc chứ không phải để mà vớ vẩn. Chứ trung đạo chú tâm nhìn rồi á, nó phải cúi đầu thôi chứ không dám ngẩng đầu lên á, nó thẳng vậy luôn á, rõ không? Còn thầy Thiện Chí là ông quá ư là khổ, nghèo nàn mà không có học, thành ra người ta bu lại, người ta hiếp ổng thôi. Còn người ta nhìn mặt trung đạo đi, huynh đệ dám ăn hiếp không? Ma nó còn thấy gớm mà dừng nói. Cái mặt này đẻ ra, sanh ra để mà hù ma mà. Mà sống mà chết hù hết. Thật sự trong bụng nhát đấy bà có nội. Mình học đạo, mình theo chư Phật, không có ai hà hiếp mình được. Nếu mà mình tu đúng, chư thiên chư Phật bên cạnh mình rất là đông. Một đứa nói bậy thôi, thằng đó về nhà chịu trách nhiệm đó. Một đứa nói hổn thôi là đang là một tháng có 200-300 triệu vô đó. Chứ nói bậy 2-3 lần thôi đó, một năm sau là từ căn nhà 9 tỷ á, đi vô nhà trọ ở luôn, mất luôn căn nhà, mất luôn một tháng 200 mấy chục triệu, bây giờ tan gia bại sản. Đó là cái tội hỗn láo với thầy đó, ghê chưa hả? Mình tu đúng rồi á, bên cạnh mình rất nhiều là Long Thiên hộ pháp, trung đạo đi tới đâu các ngài đi tới đó để giúp trung đạo hành pháp hoằng pháp. Cho nên nếu mà thầy Thiện Chí cố tâm mà tu giống như vậy đó thì chắc các ngài sẽ gia hộ cho thầy Thiện Chí. Một ngày nào đó cái này sẽ mở lớn hơn, huynh đệ tới đông hơn tu với ông. Ông phải biết như vậy cho nên ông phải ngồi xuống năng nổ nhiều hơn. Và coi cái ngày hôm qua của mình phải bỏ đi, không được nhắc lại. Ông rất là buồn khổ nên ông nhắc những cái cũ hoài, thành ra ông không tiến quá, bây giờ ông quên. Quên rằng khi mình nghĩ tới cái quá khứ quá nhiều thì mình sẽ lãng phí hiện tại, làm chậm trễ tương lai. Có rõ không? Khi chúng ta ôm ấp cái quá khứ quá nhiều thì mình sẽ làm lãng phí ở hiện tại và chậm trễ cái tương lai. Cho nên người tu ăn cơm buông đũa là ngày hôm qua biến mất. Hiện tại tất cả là trước con mắt hết. Mình sẽ giải quyết sự việc. Trung đạo mở mắt ra là ngày hôm nay mới tin. Ngày 28 Tết, dọn cây cái là chuẩn bị ăn Tết. Tối hôm chính đệ tử nó bưng đồ ăn tới cho mình. Nói, ủa, bưng tới chi đây vậy con? Đấy, mai sư phụ ăn Tết chứ lấy gì ăn đó. Ủa, mai Tết rồi hả? Mà mình mới dọn cây ngày hôm qua, nay quên cha nó rồi. Nó bưng đồ ăn tới mới biết là ngày mai ăn Tết. Trung đạo cũng nhắn nhủ huynh đệ
cố gắng tu với nhau là tu bằng tâm linh thôi. Đến đây bỏ tấm lòng ra là đủ, nhớ không? Cái tấm lòng thôi. Thầy Thiện Chí cũng đâu có đòi hỏi với huynh đệ đâu, đúng không? Chúng ta tới đây để phụ một tay, cùng tu với nhau, để cho cái thanh điển, cái thanh khí, cái năng lượng của chư Phật tề tụ gì đâu rất là nhiều. Mạnh mẽ thì chư Thiên Bồ Tát sẽ gia hộ cho huynh đệ tiến hóa. Mà nơi nào càng đông càng ồn á thì càng tệ, không bao giờ có thanh điển thanh khí, chỉ có tiền bạc vật chất và danh lợi hảo huyền thôi. Phải rõ như vậy. Đây là thời mạt pháp, cho nên thầy Thiện Chí cũng không có trách gì được. Đây là thời tận cùng của Phật pháp, cho nên ma quỷ rất là đông. Quỷ vương mượn hình tướng con cái của Như Lai để phá hủy chánh pháp của ngài, cho nên tất cả bây giờ đều là giả. Giả tạm ăn mặc vô để giả tạm không có tu, cho nên hình tướng làm cho bá tánh chúng sanh mê muội mù quáng, lao đầu vào để cùng tạo tác nghiệp quả, nó gọi là cộng nghiệp. Hiểu biết như vậy cho nên Trung Đạo không hề mở miệng than quán quán trách, không bao giờ nói một câu nào, coi là chuyện bình thường, cứ lo phận sự mình là tu rồi hoằn hóa lợi sanh, có vậy thôi. Nên Trung Đạo mong rằng huynh đệ giúp cho thầy Thiện Chí có cơ hội phát triển tâm lực, đạo lực, hạnh lực và trí lực mà mạnh mẽ hơn, để đủ duyên, đủ phước, đủ đạo hạnh đạo đức để dìu dắt huynh đệ Phật tử bá tánh ở vùng này. Thôi, bởi vì là quan gia trái chủ có sanh bệnh tật, mà nhờ quan gia trái chủ mình bệnh quá, mình mới nhớ tới mẹ mình niệm Nam Mô Quán Âm Bồ Tát. Mình đau khổ đi không nổi, mình ngồi xuống là mình lết bằng mo bò bằng mũ, mới kêu mẹ năn nỉ mẹ cứu giúp mình, phải không? Ai cũng vậy, còn đi sững sững ở đâu ai cầu mẹ làm chi, phải không? Có bệnh mới đi kiếm mẹ chứ, còn mà đi sững sững có tiền rồi nhớ tới ai? Không nhớ tới ai đó, biết xài thôi, biết phá hoại phước bích vậy thôi, chứ không biết tới ai hết trơn á, rõ không? Là chúng ta phải biết tụng kinh ngồi xuống, ý thì là mình đi chú đi giải trừ bệnh tật nghiệp chướng của chính bản thân mình, mà chỉ có mình mới giải trừ được thôi, còn nếu không á đừng có hòng. Bản thân thầy chứng minh nè, sáng ra lại 108 lạy, chiều 108 lạy để hưởng công đức cho mẹ, cái tội ngỗ nghịch bất hiếu với mẹ, ngày nào cũng làm có 3 tuần, mà trước đó thầy lại thăm mẹ thầy là 90 tuổi, mặt bà nhăn hết rồi, cổ bà nhăn luôn rồi. 3 tuần sau thì hồi hướng công đức quay lại, huynh đệ có tưởng tượng chuyện gì xảy ra không? Mặt bà láng o, bóng đeo bóng, mắt sáng quát, cổ không còn một nếp nhăn. Mà thầy lại có 3 tuần thôi, mà người con chí tâm lãnh lễ sám hối, tội ngỗ nghịch bất hiếu cha mẹ đó, mà mẹ hưởng hết luôn. Nhớ bà là môn nữ trong địa tạng không? Thì có cúng dường công đức ngồi cầu nguyện thôi đó, mà bà đã sanh lên cõi thiên, trong khi đó mà thiền bà là môn nữ còn không biết mẹ đã được siêu sanh đó. Huynh đệ thấy người con mà quỳ xuống lạy hồi hướng công đức cho mẹ mình sám hối nghiệp chướng á, mẹ mình hưởng hết. Mà thầy còn biết rằng là mẹ thầy năm nay 91 rồi nè, bà rất là khỏe, bà đứng lên bà còn múa tay múa chân được, còn mạnh dạn còn giỡn được, chứng tỏ là cái phước đức nhiều là do người con tu tập. Thầy còn biết rằng mẹ thầy ngủ giấc dậy sáng mai ngủm, thầy biết vậy luôn nữa. Thầy có nói với bà rồi, bà cứ ngủ ngon lành, bà chết đi là thầy đốt xác thầy dục xuống biển hết chuyện, khỏi cúng. Bà đi rồi mà cúng chi, thầy theo luật thầy làm á nè. Mà thầy không khóc luôn, thì mẹ đi vui vẻ mắc chứng gì mẹ khóc, luật mà, phải không? Thì đó, cứ yên tâm đi, rồi ngủm cái là khỏi kèn trống cái ồn lối xóm, xong rồi đốt dục xuống tròn biển hết, khỏi cúng. Bà thấy vui, thì nằm xuống ngủm mà đâu có đau khổ đâu, ngủ giấc sáng mai dậy rồi ngủm rồi, thấy chưa? Mà người con tu là mẹ cha hưởng hết luôn, thì tại sao mình không tu chứ? Thầy không muốn huynh đệ tu phải giống thầy Thiện Chí, thì cái lý tưởng phụng sự nó lớn lắm, tu để phụng sự, còn tụi con không có đủ định lực, nghị lực, tâm huyết, cái tình thương con không đủ lớn để phụng sự bá tánh chúng sanh, thì con chỉ tu làm sao có đủ phước báo, âm đức, dương đức cho tròn đủ, thì mình sẽ tiến hóa, bệnh tật tiêu trừ, nghiệp chướng tiêu trừ. Thì ra sư phụ Trung Đạo muốn chia sẻ với huynh đệ có mặt trong ngày hôm nay, tu tụng cho giỏi vô để giải trừ bệnh tật và nghiệp chướng của chính bản thân mình, thì trí tuệ mình mới phát triển được. Trung Đạo hôm qua có ca cái bài á, nghiệp càng nặng trí thường u tối, trí lu mờ nghiệp nối nhau sanh, làm sao thoát khỏi lợi danh tiền tài lợi lộc bại thành khổ thân. Bài dễ thương quá ha. Hay nhất là khi chúng ta biết giúp đỡ người bên cạnh thì chư Phật sẽ ban phước báo, có vậy thôi. Lục quả báo rõ ràng lắm, không có mơ hồ. Thầy thấy chưa, quả báo rừng tức thì, nếu chúng ta làm bằng cái tâm an lành, hạnh phúc, vui vẻ, rộng lượng, không tính toán, thì sự trở về là không tính toán. Nếu mình cho ra sự tính toán hạn hẹp,
thì trở về là sự hạn hẹp tính toán của vũ trụ. Suy nghĩ đi rồi tự làm. À, làm vui vẻ có gì đâu, trời ơi, con của ngài mà, cứ thảy ra đi, chuyện gì còn lại vô trở lại bình thường, mà không cần phải tính, không cần phải cầu, mọi cái có. Thầy có viết cái bài nhạc hạt giống của Như Lai, thầy viết: con cố giữ tâm hồn cho tinh khiết, thấm nhuần sự minh triết thiên liêng. Như Lai quyền lực vô biên, tâm từ ban rải không riêng một người. Tâm từ ban rải không riêng một người, là các ngài cho chúng ta không tính toán, không phân biệt một ai cả. Rõ ràng như vậy. Làm việc thiện thì tâm này có cao sanh chứng giám, lòng đại từ tỏ đám mây hương, cầu xin chư Phật mười phương độ người, trần thế biết thương con người. Làm phước không cần phải cầu báo, làm phước cứ làm đi, chuyện còn lại chư Phật và lực nhân quả sẽ lo. Nhân huynh đệ muốn tiến hóa trong việc luyện đạo, học đạo, tụng kinh trì chú, nghĩ thiện làm lành bằng cả tâm tư trí tuệ đi, cứ làm đi, chuyện còn lại chư Phật và lực nhân quả sẽ lo. Rõ không? Thì giải trừ bệnh tật và nghiệp chướng của mình, từng cá nhân chúng ta phải ngồi xuống để tự tụng trong lòng vừa kinh, nhìn những ông già bà già bên cạnh, cầu xin đừng có già bệnh như vậy, bởi vì các vị đó chính là ông thầy của mình. Thấy họ đi lụm khụm, đừng đi lụm khụm. Thấy họ vừa đi vừa rên, đừng bao giờ đi và rên. Cho nên mình phải giữ ngay từ lúc này, phải giữ cho thân khỏe, tâm an, trí tuệ sáng suốt, bồ đề tâm vững mạnh. Thân khỏe thì tâm mới an, thân bệnh thì tâm bất ổn. Rõ không? Bây giờ tụi con ngồi xuống tụng, đau đầu, nhức đầu, nhức tay, nhức chân nè, tụng được không? Đâu có được đâu, lo âu, phải không? Khỏe mới tu được. Thế phải giữ thân khỏe, tâm mới an, thân bệnh, tâm bất ổn. Rõ chưa? Thật ra mình muốn giải trừ bệnh tật và nghiệp chướng, nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú, cho mình một cơ hội ngồi xuống để cầu nguyện cho bá tánh chúng sanh, cho dân tộc đất nước luôn luôn ban rải lòng từ bi trong người bằng cái tâm bình đẳng, vô hữu cao hạ, không cao không thấp. Rõ chưa? Rõ không? Hiểu ý thầy không? Tại vì là Phật cho nó mình đến đây như vậy, huynh đệ mình là anh em của mình, là con cái của Như Lai hết, tất cả là anh em hết, không ai. Bây giờ mình nhìn cái mặt mẹt nó khác nhau, mà cái ông trong này nè, cái mặt giống nhau y hệt. Ông này là không hình, không tướng, không tên, không tuổi, không cao, không thấp, không mập, không ốm, không dày, không mỏng, không khôn, không ngu. Ông đó mới là quan trọng. Còn cái ông này là bình thường, cái mặt mẹt cũng vậy thôi. Chúng ta có cái giống nhau cái chỗ là có hai cái lỗ tai, hai con mắt, cái lỗ mũi, cái miệng, cái mũi nằm giữa mặt. Đúng không? Chúng ta giống nhau là vậy. Nhưng mà cái ông bên trong này thật sự rất là giống, giống y hệt như nhau, là cái tánh thiên liêng mà thế gian gọi là Phật tánh. Tánh thiên liêng là ngự trị trong từng bản thể một, không khác biệt, không cao không thấp, không mập không ốm, không giàu không nghèo, không sang không hèn. Thấy không? Cái tánh này chúng ta cần phải biểu lộ cho ba tánh chúng sanh. Nếu biểu lộ được tánh này rồi thì thiên chúng ta thương mọi người giống nhau lắm, ai cũng dễ thương cả. Thì nhìn Phật tánh chứ không phải nhìn cái mặt. Bây giờ mình nhìn Phật tánh huynh đệ, Phật tánh ngự trị trong từng hình thể, trong từng sự vật. Một khi đứa bé chào đời thì Phật tánh ngự trị trong nó rồi. Thì chúng ta tập nhìn Phật tánh giống như thường bất kinh Bồ Tát vậy đó, nhìn ai cũng thấy thành Phật hết. Con mắt trung đạo cũng vậy, huynh đệ đều thấy Phật. Bởi vì Phật ngự trị trong huynh đệ mà trung đạo nhìn thấy được, huynh đệ không thấy chuyện đó của huynh đệ. Nhưng mà bây giờ mình tập nhìn để thấy, để chấp nhận sự thật là Phật tánh ngự trị trong từng bản thể. Và chúng ta đối xử với nhau bằng tánh thiêng liêng đó, đối xử bằng Phật tánh, dùng Phật tánh của mình để đối xử Phật tánh của huynh đệ thì không có chuyện gì xảy ra. Nếu dùng cái hình thể này mà đối xử với hình thể thì có sự phân biệt đẹp xấu, sang giàu. Rõ không? Rõ chưa? Hay gì là Phật muốn tiến hóa, muốn tiến hóa trong việc tu học để giải trừ nghiệp chướng và bệnh tật của chính bản thân mình, chúng ta phải cho bản thân mình một cơ hội ngồi xuống để tụng kinh niệm Phật. Nếu làm việc thiện lành được thì đừng bao giờ từ chối như Thiện Ngọc này. Cứ làm được là cứ làm, chuyện còn lại chư Phật và lực nhân quả sẽ xử. Nếu hiểu lực rồi thì còn gì ngần ngại, phải không? Đúng không? Thầy viết cái bài nhạc thầy làm á: đã bao lâu rồi sống trong luân hồi, còn bao lâu nữa mới biết tu thân, pháp thân vẫn chờ chúng ta quay về, về trong pháp giới để thôi luân hồi. Thấy chưa?
mình biết luật rồi sống thoải mái. Bây giờ huynh đệ có thể ngồi thiền, có thể tụng kinh, có thể niệm Phật, nhưng mà cố gắng làm sao để phát triển cái tâm từ bi mới là quan trọng. Tâm từ bi nhìn mọi người yêu thương giống như mẹ Quán Thâm Bồ Tát, từ nhãn thị chúng sanh, nhìn huynh đệ bá tánh bằng con mắt từ bi bác ái, phước tụ hải vô lượng. Đó, phước tụ hải vô lượng là phước vô tận. Mà nếu mình nhìn cặp mắt mà gườm mà rình rập là thôi xong rồi, tu ngàn năm cũng thế thôi, hiểu không? Tu 20 năm mà tâm từ bi vẫn còn nhỏ từng giọt, sao sao sống được với Phật? Phật chính là đại từ bi. Nếu mình có cái tâm đại từ bi thì mình ai chư Phật đã biết rồi. Mà ngộ lắm, khi có tâm từ bi rồi, cái lòng mà kiên nhẫn của mình chịu đựng kinh khủng lắm. Chỗ nào chịu đựng rất nhiều mấy đứa này nè, chịu đựng nó ghê lắm, khỉ rồi nè. Một chút xíu nó nhăn nhăn mình cũng phải lo rồi, nó gây lộn mình cũng lo rồi, nó ganh tị mình cũng... Nói chung là mỗi thứ mỗi lo cho nó mà. Chư Phật cũng vậy à, mấy ông lo nó lọt vô dòng vô minh rồi, nó khó xử. Mà nó vô minh rồi nó cãi hoài, nó đâu có chịu ngừng đâu. À, cái đầu nó vô minh, cái miệng nó lải nhải, miệng lải nhải tay chân làm tầm bậy tầm ba, lọt xuống địa ngục. Mà cho nó không hiểu nó sẽ lọt xuống địa ngục. Giờ huynh đệ hiểu rồi, làm cách nào để giải trừ bệnh tật và hoán chuyển nghiệp lực rồi phải không? Ngồi xuống tụng kinh trì chú, nghĩ thiện làm lành, tu cho thân khỏe tâm an, bệnh tật tiêu trừ, nghiệp chướng tiêu trừ, quan gia trái chủ tiêu trừ. Khi chúng ta gặp những chuyện xui, người này người kia nói xấu mình hay gì là liều là quan gia trái chủ cả, cho nên mình niệm vãng sanh cho nhiều vô để người đó không còn ghét mình nữa. Trung đạo hướng dẫn vấn đề cách làm. Ví dụ mình đi vô cái chỗ làm đó, người đó ghét mình quá, mình cứ gặp mặt họ mình chuyện bình thường, nhưng mà niệm vãng sanh cho nhiều giúp đi giải sự ân oán trong tiền kiếp của mình với họ, tự nhiên họ không ghét mình nữa. Cứ làm thử trong vòng tháng sau sẽ biết được cái kết quả tốt như vậy. 100 người thầy gặp trung đạo chỉ có 1-2 đứa không ưa, là lý do là thì nó không bằng mình, nó không ưa thôi. Đúng là nó không xấu bằng mình cho nên nó tức. Thực sự không có gì ghét mình được, thì mình rất là dễ chịu, gặp ai cũng vui đó. Mình không có tị hiềm, không có ganh tị. Cần gì với ganh tị, đời mình có đủ rồi, ganh tị gì, thấy không? Tay chân mắt mũi đầy đủ là đầy đủ quá rồi, cũng muốn gì nữa. Ủa, sinh đẻ ra một hoàn hảo dễ sao? Sự hoàn hảo sẵn có. Vì hoàn hảo sẵn có cho nên không bệnh tật. Chúng ta sống tầm bậy tầm bạ quá cho nên sanh bệnh tật là khiếm khuyết. Vì khiếm khuyết trong tâm linh cho nên thân thể bệnh tật. Muốn tâm linh tròn đủ khỏe mạnh thì sẽ không bệnh tật. Muốn thân thể không bệnh tật thì phải trau dồi đời sống tâm linh, đạo đức, đạo hạnh của mình, thì chắc chắn bệnh tật sẽ không có tồn tại trong đời sống của mình. Lúc đó mình mới có nhiều cơ hội học đạo tinh tấn và tiến hóa con đường trở về cha mẹ Như Lai của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Cái phần còn lại là tụi con hỏi nha. Hỏi đi con. Ủa Phật. Dạ hỏi đi con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Thượng Tọa Giảng Sư. Con thiện chí thì đi tu hành có một nhiều vấn đề mà từ nhỏ tới lớn đi tu gặp nhiều chướng ngại, thì bước đường tu thì có khi mà bị té cũng đứng dậy mà tập tu. Thì con có một câu hỏi nhỏ như như trong lời của Phật nói là khăn người là đất cát, gió lửa hợp hành là bốn đại, đó là khăn người chúng ta là giả không có thật. Nhưng mà đi tu thì có những người lại quan tâm tới hình sắc và thể xác. Nếu người nam đó là một thanh niên đẹp trai tuấn tú thì được Phật tử ái mộ, dù tu hành không bao nhiêu cũng được người ta quan tâm. Còn những người mà xấu trai lại là cái nghèo hèn, không có địa vị trong xã hội, không có những vị người mà nâng đỡ, thì lại bị coi thường và bị chê bai, thậm chí còn bị phá những cuộc đời tu của họ. Cho nên trong bước đường tu thì con gặp rất là nhiều. Cho nên bây giờ con đã thật sự thì con cố gắng nỗ lực tu hành, con xa lánh tất cả, có thể là con trốn những vị đó, thì con chuyên tu, con không dám rằng rỗi. Nhưng mà chúng ta thì là người Phật tử có thể mà mở rộng vòng tay, nhìn
người nghèo trên xã hội, người ta có thể tu mà người ta không cần gì hết, thì Phật tử nên dòm ngó lại những người nghèo kém phước, người ta không đủ phương tiện, thì nên quan tâm tới người đó. Chứ có nhiều nơi thì đang dư giả, các chùa tới mấy trăm tỷ, tới hàng ngàn tỷ, thì lại Phật tử lại quan tâm nhiều, mà còn lại là nâng đỡ, giúp đỡ cho những chỗ đó. Còn những nơi mà ở chầu tranh gách lá thì lại là chê bai, nó là kém phước tu hành. Nhưng thật sự những nơi mà con ở trên núi rừng, con chuyên tu á, thì mấy vị chuyên tu ở nhà tranh gách lá, nhưng người ta cũng không cần sự cúng dường quan tâm đó, nhưng mà họ rất là vui. Nhưng mà Phật tử thì luôn nghĩ là những vị đó không có tu hành tinh tấn, cho nên á kém phước, không cúng cúng dường. Nhưng thật sự những vị đó người ta cúng dường, với Phật tử quỳ lại dài người ta cũng không nhận luôn á, chứ đừng nói mà kém phước hay không kém phước. Cho nên Phật tử phải có một cái nhận định sâu sắc hơn, nhìn đâu ra đó, có tuy là cúng dường vô ý khí, nhưng mà mình phải quan tâm chỗ nào cho đúng mục đích, có mục tiêu rõ ràng, chứ mình làm việc mà mình làm hoặc không có suy nghĩ nghĩ thì có được đôi lúc mình đem tiền mình dụng xuống bãi đá, không có đám ruộng nào phì nhiêu mà bỏ xuống hạt lúa lên. Cho nên con xin hỏi sư phụ và nâng đỡ trên đường tu của con. Thì con xin kể từ nhỏ luôn cho sư phụ nghe. Thì lúc nhỏ con 13, 14 tuổi, con đi tu hành bên Phật giáo, là con bị bệnh. Thì xưa thì con đang học lớp 8 rất là giỏi, cho nên con ở nhà con thì cắt rất là cực, vừa chăn bò, vừa cắt cỏ, vừa làm tất cả việc nhà. Buổi sáng đi học xong buổi chiều sẽ làm hết. Xong con học quá, con cũng bị coi phim tài hư, thì con mới quấn cái mền lên, con làm Quan Âm Bồ Tát. Thì khi con làm Quan Âm Bồ Tát xong, một đêm đó con cà giật cà tưng luôn. Con tụng kinh, con không biết tụng kinh như thế nào, nhưng mà trong đầu con lúc nào có Nam Mô Khiên Khổ Khiên Nhẹ Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ni Nam Mô Hết Ra Đấng Na Đa Đa Di Đà Nam Mô Di Đà Bồ Tát Ki Đế Hết Tát Đa Di. Làm viết vậy á. Cái sáng con đi học bài đạo đức, thì đạo đức đó là bài đạo đức cô giáo kêu quỳnh quý phú lên tả bài. Cho nên một con lên con đứng trên lớp, Nam Mô Đại Bi Hiện Khởi Phật Tát Khiên Khổ Khiên Nhẹ Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ni Nam Mô Hết Ra Đấng Na Đa Đa Di Đà Nam Mô Di Đà. Làm một dọc luôn. Cái bà cô giáo đó bà bắt phạt con, mới nói cái thằng quý phú đó nên là mà sao nó điên khùng quá, nó đọc cái bài gì mà hắt ra đã vô nó đã trong lớp chất văn hoài hết. Cái cô giáo mới phạt con là quỳ gối trên, lúc đó con học lớp 8 mà không có quỳ gối, nhưng mà đứng trên lớp. Mà sau khi cái đêm đó là sư phụ biết không, con á buổi sáng con đi học mà đôi dép con hai đôi dép lào, một đôi dép màu đỏ, một đôi dép màu vàng. Mà khi mà con mang á thì sáng con đã sắp hai đôi mang cho nó đúng rồi, nhưng mà khi con mang á thì nó để một chiếc đỏ chiếc vàng bắt con mang. Mà con mang lên lớp á lại nó không nhắm mắt, nó bịt mắt là không cho con thấy được. Đi lên lớp tụi bạn con nó hồi ở cái hàng của phú nó điên khùng quá trời, nó đi học coi. Em bắt đầu con xong rồi con lên con thả bài xong con xỉu lên lớp luôn, bạn con mới đưa con về. Đưa con về từ đó là con bệnh cả tưng cả giật á. Thì lúc đó con á, con mới đi vô chùa mà ba con là cách mạng, không có tin ba cái vụ đó. Ba con mới đi vô bệnh viện tâm thần. Con nằm ghế nó chích con từ 4-3 mấy ký mà chích ghế 50 kg. Con mập thù lù luôn. Mà ngộ lắm, con vô á, con nằm ở trong bệnh viện á, thì con biết ba má con hết, mà nó không cho nói. Mỗi lần con nói á, con vừa gặn lên tiếng ba cái mỏ con méo quá à. Bây giờ dặn tiếng mẹ cái mẹ mà con méo là, mà con nói con 14 tuổi thì nó giật là nó nói con 1 tuổi. Rồi con mới bệnh vậy rồi con nó không cho con nói luôn. Bắt đầu con hết tiếng Nam Mô Di Đà Phật trong bụng con vậy, cái mà bài học đó nó xóa mờ hết trí nhớ con, không con đang học giỏi mà làm con quên hết, con không cho con là con không biết cái gì luôn.
trên mây vậy. Con đi trên chỗ này chỗ kia chơi mà con ở là con thấy thoải mái mà là con không có nghĩ gì hết, vô tư lắm. Nhiều khi con ngồi trên xe ông đa ba con chở mà con tính là đi trên có trời vậy, nó nhẹ nhàng, nó bị lăn vậy, con không có nghĩ gì hết. Rồi bắt đầu thì sau khi ba con á mới đưa vô bệnh viện biết rồi con mới nói, thôi giờ ba đừng đưa con nữa, ba cho con đi chùa. Và đi chùa hồi bất lắc con mới đi chùa bên Linh Căn. Thì bên Linh Căn á thì họ mới gỡ mới tụng kinh bên đạo mẫu xưa. Thì con tụng kinh bên đạo mẫu thì con học một thời gian con thuộc. Thì sau khi đi lúc đó 14 tuổi thì con mới làm vừa bệnh mà vừa đủ hết công việc nhà, cho nên con làm rồi con mới điên không có mới mở ra đi công việc buôn bán. Thì khi con đi bán á thì con không biết tính tiền tiền con chỉ họ chỉ đưa nhiều đưa cái con bán đổ bán lỗ bán tháo á, trong vòng một tuần lại con sạch vốn. Cái một tuần sau cái tự nhiên con bán con không minh lại không minh cái không minh rồi đột xuất á, cái con mua đồ nhiều con bán từ từ con không lên không lên cái từ từ cái bắt đầu con làm gì làm quá trời làm từ đó. Thì con mới tuổi 19 tuổi con cắt một cái nhà lớn là khai gì mấy cây vàng, lúc đó con mua đất lúc đó thì con mới giàu mà con không mua, con cắt cái em ngay chỗ đây luôn. 19 tuổi con cắt, sau khi 19 tuổi con cắt á tới 20 tuổi con ta mắc nợ mấy cái vàng nữa, con ta nợ làm đầu óc mặt tối làm tới 2 giờ đêm không. Cái ông thầy mấy thầy kêu không tu tại nhà không ai dạy á thì không bao giờ hành Phật á, dụ con ghét dụ ghét là đi vô chùa tu. Vô chùa tu á cái xong cái hồi xưa là con có cái nhân quả là sư phụ con á là khó tánh lắm. Con đi vô mua tàu cao ông đó hai vì con mua 1.000 chục, ông bán tới 1.500 chục mà ông điếm đó điếm là nhỏ lớn dùng bán sức rẻ khác. Thì con mới nói nên bố tôi có đi xuất gia, tôi không dám chùa vô chùa ông tôi xuất gia đâu. Mà sau khi mà con đi xuất gia lại con á bị nhân quả dướng vô ông đó là con đi xuất gia chùa Bửu Nghiêm. Nhưng mà Bửu Nghiêm thì tu thiền không có xuất gia, tôi bắt con về chùa Tịnh Độ. Thì về Tịnh Độ thì gặp một vị đó xuất gia đỡ đầu cho con. Mà vì đó là hồi xưa là con nói con mà vô đây xuất gia thì con gặp ông này con đã chán rồi. Mua người ta có 1.000 chục ông bắt 1.500 mà ông bắt đến nhà thì nhỏ lớn bắt đến hết trơn, con dựng làm lỗ con dám dâm phung vô. Mà khi con ghét nhớ nhân nào thì quả tao qua đó, trời tao qua đó thì con vô ngày xuất gia con phải về đó xuất gia xong thì sư phụ con nói là không nhận ở đây, cạo đầu sao đi tu về chùa Bổn Nghiêm tu. Nhưng mà về chùa Bổn Nghiêm á thì chùa Bổn Nghiêm nó ở đây tu thiền không được đi học. Mà sau khi con đi học tường cơ bản á, thì ở trên Phật giáo Bình Dương á bắt đi học là không được ở chùa Bổn Nghiêm mà ở chùa Hội Thánh á, thì phải có người gửi gắm. Cho nên ở đó đi học con bị đủ thứ chuyện hết. Cái mới con mới bỏ về ở chùa Bổn Nghiêm con về núi tu luôn. Về núi con mua một mẫu đất sau khi con ở một mẫu đất đó thì con tiền bà con bị đứa bạn nó dụ lên, hai đứa là dụ lên mua một mẫu đất. Nhưng mà đứa bạn ở một tháng sau là hai đứa hùng nhau, đứa có 40.000 mà xong tới mấy tháng là sáng ăn cháo trưa ăn cơm chịu nhịn đói mà đi xe đạp từ đây ra về núi Đồng Lai. Nhưng mà sống xong 2 tháng thì bạn con đã bỏ đi khất thực. À, bạn nói đưa thật con mới nói bao nhiêu đồ đạc mà bạn mua giờ tôi tính tiền hết. Thì sau tính tiền con mới về nhà con mượn gia đình trả hết xong rồi con ở đó con tu. Thì bạn con đã hoàn tục. Thì sau khi con tu á ở nhà lá ở trên núi một mẫu đất mà gai gốc không, con mới phát gai hết, con cắt một mẫu chuối trồng một mẫu chuối trên đó rồi cắt một cái nhà mà hồi đó nhà lá con mới in gạch mà phi 2 giờ phi là đất núi mà đá không à. Thì con mới lấy cái cúp ra con đào đất tới sáng á, thì đào được một đống đất lớn. Thì con cũng mới mở cái khung in gạch người ta, con in được mười mấy ngàn cục gạch. Thì mười mấy ngàn cục gạch đó con kêu thợ hồ xây và cá thì con bơi lên từ dưới chân núi con bơi lên. Con cắt cái nhà mới đầu thì con đi được, con cao được 1.5 mét. Sau khi con cắt nhà con còn có 1.2 mét. con không xuống cái đầu lưng con không xuống. Tới 6 tháng trời con không dám về nhà. Tại con đứa con không có khâm đó. Con mới không. Dạ. Thôi bây giờ thời gian xin cho phép nói nhiều chú. Sẵn nói luôn. Dạ.
sao mà con cũng không có tiền uống thuốc nữa. Ở đó một tháng con sống có 10.000 mà. Con mới đi vô tiệm thuốc nam của chùa hốc thuốc. Hốc thuốc thì được con xin nhà chùa cho con hốc thuốc khí không, không có tiền. Thì con hốc cũng uống cái con hết. Hết xong mà con mới bò lết con về nhà. Dạ, mới cao lên hết gửi. À, con bò lết về nhà mà hồi đó có 10.000 đồng mà đi xe từ và giờ Vũng Tàu mà về đây có 10.000 mà con không có, con đi xe đạp về đây. Mà đi dịch, mỗi lần mà con về mấy năm trời đi xe đạp không á. Mà vừa qua con có một sự thử thách là con đi xe Honda ghép quang á, cái con đi lại chị con đi xe Honda lại chị con hết xăng. Cái con mượn xe đạp lên đường con đổ hết xăng. Lên đường con cầm cái bình mà lên đường từ ở đây mà dài xa lắm mấy có mấy cây số nó mới có cái chỗ bán xăng. Con đậu nó bảo hiểm mà con đi xe đạp giống y mấy ông bệnh viện tâm thần thả ra. Mà con sao mà con đi xe đạp mà con sao con mệt mỏi con hơn là con đi làm nữa. Mà hồi đó con đi cả trăm cây số con không mệt. Mà giờ con đi lại thử thôi là con thấy vấn đề trẻ hồi đó con thiệt. Con đi khùng mà con làm nhiều cái phi phường á. Nhưng mà trước khi mà con đi về núi á thì có bên đạo Linh Căn á có một mẫu tám á nói là con á, con bỏ mẹ con ra đi thì đời con không làm được cái gì hết. Con sẽ khổ, con sẽ bị đài. Người ta đi tu á thì người ta ở trong chùa, người ta có sự nâng đỡ thì đủ thứ á, có mọi mặt bên quý thầy lo. Còn con bên Linh Căn không bao giờ ai độ cho con và con sẽ bị phạt. Bị phạt không bao giờ con ngóc đầu lên đâu. Mà con đi vô chùa thì quý thầy không cho con tụng kinh bên đạo mẫu. Cho nên á, mười mấy năm nay thì con tụng kinh bên Phật không, cho nên con bỏ mẫu luôn. Thì con làm việc gì cũng không thành công hết. Tất cả cái tiền mà con làm á thì nó thật sự nó vô lai gai thôi, chứ không phải mà vô cái ào ạt được. Cho nên á chắc chiêu dữ lắm mới được, ăn hà tiện dữ lắm mới được. Còn ấy là nhiều khi nó bệnh đau nó đổ ra còn hơn nữa, hoặc việc gì nữa. Cho nên con nó thật sự cái am để con làm đây. Thì từ sáng con làm cái tới trưa, trưa làm cái tới chiều làm cái tới 2 giờ đêm. Con bỏ ra mười mấy năm không công phu như quý thầy được. Cho nên đạo lực con có thể kém mà về học vấn con cũng hơi kém. Cho nên cái phước của con nó thật sự khô khắc bạn bè nhiều. Cho nên bây giờ con nó thật sự muốn lập quyền lớn con cũng không muốn nữa. Con làm được cái gì hay nấy, chứ nếu mà con quyền lớn con không có tiền thì con lo âu. Thôi thì phước duyên tới đâu con làm tới đó. Thì hôm nay thì sẵn cơ duyên đây á, con cũng không báo với Phật tử á. Thì sư phụ, nếu sư phụ thương á thì tông chúc sư phụ quyền cho đạo tràng chúng con. Thì đầu tháng sau vào ngày chủ nhật, hàng chủ nhật á, buổi chiều 1:30 thì con sẽ cho Phật tử lại tới buổi chiều. Để mỗi chiều chủ nhật nhóm lại Phật tử lập quyền tu theo sư pháp của sư phụ á, để cho có cái đạo lực và có cái những cái phước á, mà Long Khiên Thánh Chúng gia hộ cho đạo tràng chúng con. Còn riêng ở đây á, thì con á, ban đêm thì đêm nào á, nhóm con cũng tụng kinh đều đặn không có bỏ. Thì khởi công phu của con thì suốt thì lịch trình của con riêng. Nhưng mà cho Phật tử là ngày chủ nhật, mỗi buổi chiều chủ nhật, ngày nào giảng pháp thì không có tụng kinh, còn ngày nào không có giảng pháp thì cho hai Phật tử đến đây tu theo pháp của thầy là pháp tụng kinh Đại Bi Ngũ Chú và kinh Di Đà và niệm Phật ngồi thiền trong 2 tiếng. Thì sư phụ nhắc nhở giùm cho đạo tràng chúng con á, và sắp tấn cho đạo tràng chúng con tinh tấn tu hành để có đạo lực như sư phụ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm niệm công đức của thiền chí đã cho huynh đệ biết cái sự khó khăn trong việc tu học của thiền chí. Thực sự trung đạo nghe cũng rất là cảm khái cái con đường tu của thiền chí rất là gian nan. Thực sự sư phụ không có gian nan như thiền chí đâu. Sư phụ thiền chí đi chung sư phụ biết là đó, sư phụ làm mấy cái đại lễ mà thiền chí phước đức được ngồi chung được hầu đàn là cả cái phước, khiến cho thiền chí đi chung. Chứ thực sự muốn đi hầu đàn sư phụ là cả một vấn đề, không phải ngồi hầu đàn sư phụ là dễ. Nhưng mà khiến cái phước cái thiền chí tụng đại bi nhiều rồi á thì tự nhiên phước báo nó sẽ nảy nở, những cái cơ cực của quá khứ sẽ biến mất. Đồng thời mình chí tâm chí cốt mình trì tụng đại bi đó thì mình sẽ được chư thiên long phần long thần hộ pháp gia hộ cho mình. Muốn phát triển cái đạo tràng để cho huynh đệ về tu á, là cái người chủ trì hoặc là chủ sử á, là phải ngồi xuống tu tụng rất là nhiều để tạo âm đức.
phước đức cao dày thì huynh đệ sẽ về tu tập chung. Đồng thời như thầy Thiện Chí có nói đó, người tu đã không đẹp trai rồi mà đã lùn nữa, lùn có thước rưỡi à, mà khiên riết còn thước hai là nó xấu cỡ nào, làm sao mà huynh đệ dám tới tu chung phải không? Ông tu riết ông lùn sủng à. Bởi vậy ta nó khổ mà lại bệnh nữa chứ, đủ loại bệnh nữa, ông rất là gian nan. Chính vì cái chỗ mà chân thật của ổng, cho nên trung đạo mới chấp nhận lên đây. Mỗi lần ổng hỏi trung đạo lên liền, để cho huynh đệ này không cảm thấy bị bỏ rơi. Bây giờ hiểu không? Cỡ nào cũng chạy lên đó, bỏ chỗ khác chạy lên, để cho thầy Thiện Chí cũng có một người bạn. Rõ ràng huynh đệ biết rồi, trung đạo lại gần thầy Thiện Chí không phải mục đích gì khác ngoài để cho thầy Thiện Chí có cơ hội tiến hóa với mình, tu học chung với mình để chia sẻ phước báo. Trung đạo nói thẳng với quý vị, phước báo rất là nhiều, nhiều vô cùng tận. Ở bên Mỹ cũng vậy, đi tới đâu đều được cung phụng, đều được giúp đỡ, đều được trang trải đầy đủ, không thiếu một thứ gì. Nhưng mà trung đạo từ chối rất là nhiều thứ, không có thích. Thậm chí cái gì làm được cho ta cứ làm, không chờ ta làm cho mình. Nói thẳng luôn, Thiện Chí mới đi dự cái buổi ca nhạc của thầy hôm qua đó. Thầy có hứa là thầy cũng dường Thiện Chí 20 triệu để khi bắt đầu khởi công xây cái thất, cái gì đó. Trung đạo cũng dường 20 triệu. Nếu mà khi mà thầy đi Mỹ về rồi mà mình có làm một chương trình nào nữa đó, thì trung đạo sẽ cúng thêm cho thầy Thiện Chí để có đủ cái phương tiện để mà xây cái đạo tràng lớn hơn chút xíu để cho huynh đệ về tu tập. Huynh đệ như thầy Thiện Chí có nói á, thiếu phương tiện, nghèo nàn, không đẹp trai á, thì người ta sẽ bỏ rơi hoặc là kinh bỉ và ít học. Đó là một cái điều mặc cảm lớn nhất của vị tu mà không có huynh đệ bên cạnh. Nên trung đạo sẽ đi bên cạnh thầy Thiện Chí đến khi nào ông đi được mình vững vàng và có huynh đệ đạo hữu rồi, là tự động trung đạo sẽ rút lui để cho ông tự lo tự xử. Trung đạo sẽ bên cạnh thầy Thiện Chí đến khi nào đã có đầy đủ phương tiện hết là trung đạo tự động biến mất, huynh đệ mình sẽ tự lo. Thầy cũng mong rằng huynh đệ có mặt trong ngày hôm nay á, đừng có bỏ thầy Thiện Chí, bởi Thiện Chí rất là cần bạn hữu, cần người bạn, người tu hành chung với mình. Huynh đệ mà kéo năm cái bẫy lên cái chùa mà nó có sẵn phước đức rồi, chưa chắc cái chùa nó tu nhiều. Chẳng qua chúng ta vì thị hiếu, thấy đông quá chạy theo thôi, còn lên chưa chắc nó tu được đó. Hiểu không? Tại là chúng ta, mục đích chính là mình tu để tiến hóa. Nên trong nào khuyên huynh đệ nên về đây tu chung để chúng ta tiến hóa với nhau. Thầy Thiện Chí có tấm lòng thôi, huynh đệ nên cho tấm lòng. Thầy mới đạo, trung đạo mới nói chúng ta cho nhau tấm lòng bằng sự bình đẳng, không phân biệt kỳ thị. Thì ra chúng ta đều có phước với nhau, nên giúp đỡ cái nơi nghèo nàn phát triển, nên như vậy để tạo cho huynh đệ có phương tiện tu học. Đừng vì cái chỗ nhỏ nhắn nghèo nàn chạy chỗ khác, chưa chắc mình đã tiến hóa. Đạo hành mình không có, nếu mình có cái tâm đó là đạo hành tự động mất à. Bởi vì mình bỏ nghèo lấy giàu, bỏ nhỏ lấy to, cái tâm phân biệt và kỳ thị của mình lớn quá thì đạo hành mình cũng chẳng có. Rõ không? Nếu mà anh Thiện Chí này là đâu có gì cho sư phụ, phải không? Nếu mà nói về vật chất đi, dù tại sao phải đi theo ổng, theo cái tấm lòng chân thật của ổng. Ổng rất là chất phác, ổng có gì ổng nói cái đó. Ổng hay cái chỗ là 200 triệu, ổng biến quá làm sao nó teo lại còn mấy chục triệu mới là hay. Ổng có phép mà, ổng làm cho tiền nó khô lại, nó ít đi. Ông rất là chất phát, vì cái chỗ đó mà trung đạo bên cạnh để mà có thể tương trợ huynh đệ của mình. Mới gặp lần đầu tiên ông nói mấy câu là trung đạo đã biết đây là cái vị mà rất là khổ cực trong đạo pháp. Trung đạo thực sự đơn thân độc mã ở Mỹ nhiều năm nhưng mà không ai dám ăn hiếp. Nói thẳng, nhìn cái mặt thấy gớm rồi sao dám ăn hiếp, mà miệng nói là tay làm đó. Thì thứ nhất, sống ở Mỹ không để cho người Mỹ kỳ thị dân tộc Việt Nam. Nhỏ con chứ đụng vô là có chuyện lớn đó. Đụng vô là bự con cỡ nào cũng phải nằm giấy đạch đạch, dữ lắm luôn á. Thì để mình có cái tinh thần dân tộc lớn, thành ra nó không dám ăn hiếp mình. Còn mấy thầy khác mà tù 5 tù 7 gặp trung đạo là không dám mở mồm nó tầm bậy rồi. Mà biết cái tánh trung đạo là miệng nói là chân đá đó, không có sợ là cái người mà ỷ đông hiếp yếu đâu, không có. Còn thầy Thiện Chí thì bệnh tật rồi, không đủ trí tuệ để đối phó với những người xung quanh. Họ sừng sỏ quá cho nên họ làm cho ông này không ngóc đầu được. Trung đạo không bao giờ tha thứ được những người nào mà dám có cái tư tưởng đến gần trung đạo, là dứt khoát người đó phải chịu trách nhiệm về cái tội đó. Trung đạo không có gọi là huênh hoang tự đắc, nhưng mà những vị đó có tư tưởng đến trung đạo là ngay từ khi ngồi xuống gặp trung đạo là tư tưởng nó biến mất rồi, không bao giờ tồn tại, muốn mở miệng nó bậy cũng không dám luôn nữa. Bởi vì cặp mắt của trung đạo là các ngài đã cho để làm việc chứ không phải để mà vớ vẩn.
Vì trường đạo chú tâm nhìn rồi á, nó phải cúi đầu thôi chứ không dám ngẩng đầu lên á, nó thẳng vậy luôn á. Rõ không? Mà thầy Thiện Chí là ông quá ư là khổ, nghèo nàn mà không có học, thành ra người ta bu lại, người ta hiếp ổng thôi. Còn người ta nhìn mặt trung đạo đi, con đệ dám ăn hiếp không? Mà nó còn thấy gớm nó dừng nói. Cái mặt này đẻ ra, sinh ra để mà hù ma mà. Mà sống mà chết hù hết. Thật sự trong bụng nhát đấy bà cô nội. Mình học đạo, mình theo chư Phật, không có ai hà hiếp mình được. Nếu mà mình tu đúng, chư thiên chư Phật bên cạnh mình rất là đông. Một đứa nói bậy thôi, thằng đó về nhà chịu trách nhiệm đó. Một đứa nói hổn thôi là đang là một tháng có 200-300 triệu vô đó. Chứ nó bậy 2-3 lần thôi đó. Một năm sau là từ căn nhà 9 tỷ á, đi vô nhà trọ ở luôn, mất luôn căn nhà, mất luôn một tháng 200-mấy chục triệu, bây giờ tan gia bại sản. Là cái tội hỗn láo với thầy đó. Ghê chưa? Hả, mình tu đúng rồi á, bên cạnh mình rất nhiều là Long Thiên hộ pháp. Trung đạo đi tới đâu các ngài đều theo đó để giúp trung đạo hành pháp, hoằng pháp. Cho nên nếu mà thầy Thiện Chí cố tâm mà tu giống như vậy đó thì các chắn các ngài sẽ gia hộ cho thầy Thiện Chí. Một ngày nào đó cái này sẽ mở lớn hơn, môn đệ sẽ đông hơn tu với ông. Ông phải biết như vậy cho nên ông phải ngồi xuống năng nổ nhiều hơn. Và coi cái ngày hôm qua của mình phải bỏ đi, không được nhắc lại. Ông rất là buồn khổ nên ông nhắc những cái cũ hoài, thành ra ông không tiến quá, bây giờ ông quên. Quên rằng khi mình nghĩ tới cái quá khứ quá nhiều thì mình sẽ lãng phí hiện tại, làm chậm trễ tương lai. Có rõ không? Khi chúng ta ôm ấp cái quá khứ quá nhiều thì mình sẽ làm lãng phí ở hiện tại và chậm trễ cái tương lai. Cho nên người tu ăn cơm buông đũa là ngày hôm qua biến mất. Hiện tại tất cả là trước con mắt hết. Mình sẽ giải quyết sự việc. Trung đạo mở mắt ra là ngày hôm nay mới tin. Ngày 28 Tết dọn cây cái là chuẩn bị ăn Tết. Tối hôm chính đệ tử nó bưng đồ ăn tới cho mình nói, ủa bưng tới chi đây vậy con đấy? Mai sư phụ ăn Tết chứ lấy gì ăn đó. Ủa mai Tết rồi hả? Mà mình mới dọn cây ngày hôm qua nay quên cha nó rồi. Nó bưng đoạn tới mới biết là ngày mai ăn Tết. Trung đạo cũng nhắn nhủ huynh đệ cố gắng tu với nhau là tu bằng tâm linh thôi. Đến đây bỏ tấm lòng ra là đủ, nhớ không? Cái tấm lòng thôi. Thầy Thiện Chí đâu có đòi hỏi với huynh đệ đâu, đúng không? Chúng ta tới đây để phụ một tay, cùng tu với nhau, để cho cái thanh điển, cái thanh khí, cái năng lượng của chư Phật tề tụ gì đâu rất là nhiều. Mạnh mẽ thì chư Thiên Bồ Tát sẽ gia hộ cho huynh đệ tiến hóa. Mà nơi nào càng đông càng ồn á thì càng tệ. Không bao giờ có thanh điển, thanh khí. Chỉ có tiền bạc, vật chất và danh lợi hảo huyền thôi. Phải rõ như vậy. Đây là thời mạt pháp cho nên thầy Thiện Chí cũng không có trách gì được. Đây là thời tận cùng của Phật Pháp cho nên ma quỷ rất là đông. Quỷ vương mượn hình tướng con cái của Như Lai để phá hủy chánh pháp của Ngài. Cho nên tất cả bây giờ đều là giả. Giả tạm ăn mặc vô thì giả tạm không có tu. Cho nên hình tướng làm cho bá tánh chúng sanh mê muội mù quáng, lao đầu vào để cùng tạo tác nghiệp quả, nó gọi là cộng nghiệp. Hiểu biết như vậy cho nên trung đạo không hề mở miệng than quán quán trách, không bao giờ nói một câu nào, coi là chuyện bình thường, cứ lo phần sự mình là tu rồi hoằng hóa lợi sanh, có vậy thôi. Nên trung đạo mong rằng huynh đệ giúp cho thầy Thiện Chí có cơ hội phát triển tâm lực, đạo lực, hạnh lực và trí lực mà mạnh mẽ hơn, để đủ duyên, đủ phước, đủ đạo hạnh, đạo đức để dìu dắt huynh đệ Phật tử bá tánh ở vùng này. Thôi bởi vì là quan gia trái chủ có sanh bệnh tật, mà nhờ quan gia trái chủ mình bệnh quá, mình mới nhớ tới mẹ mình, niệm Nam Mô Quán Nam Bồ Tát. Mình đau khổ đi không nổi, mình ngồi xuống là mình lết bằng mo bò bằng mũ, mới kêu mẹ năn nỉ mẹ cứu giúp mình, phải không? Ai cũng vậy, còn đi sững sững ở đâu ai cầu mẹ làm chi, phải không? Có bệnh mới đi kiếm mẹ chứ, còn mà đi sững sững có tiền rồi nhớ tới ai? Không nhớ tới ai đó, biết xài thôi, biết phá hoại phước bích vậy thôi chứ không biết tới ai hết trơn á. Rõ không? Là chúng ta phải biết tụng kinh ngồi xuống, ý thì là mình đi chú đi giải trừ bệnh tật nghiệp chướng của chính bản thân mình, mà chỉ có mình mới giải trừ được thôi. Còn nếu không á, đừng có hòng. Bản thân thầy chứng minh nè, sáng ra lại 108 lại, chiều 108 lại để hưởng công đức cho mẹ, cái tội ngỗ nghịch bất hiếu với mẹ, ngày nào cũng làm có 3 tuần. Mà trước đó thầy lại thăm mẹ thầy, mẹ thầy là 90 tuổi, mặt bà nhăn hết rồi, cổ bà nhăn luôn rồi. 3 tuần sau thì hồi hướng công đức quay lại, huynh đệ có tưởng tượng chuyện gì xảy ra không? Mặt bà láng o, bóng đeo bóng, mắt sáng quắc, cổ không còn một nếp nhăn. Mà thầy lại có 3 tuần thôi, mà người con chí tâm lãnh lễ sám hối, tội ngỗ nghịch bất hiếu cha mẹ đó, mà mẹ hưởng hết luôn. Nhớ bà là môn nữ trong địa tạng không? Thì có cúng dường công đức ngồi cầu nguyện thôi đó, mà bà đã sanh lên cõi thiên, trong khi đó mà thiền bà là môn nữ còn không biết mẹ đã được siêu sanh đó.
huynh đệ thấy người con mà quỳ xuống lạy hồi hướng công đức cho mẹ mình sám hối nghiệp chướng á, mẹ mình hưởng hết. Mà thầy còn biết rằng là mẹ thầy năm nay 91 rồi nè, bà rất là khỏe, bà đứng lên bà còn múa tay múa chân được, còn mạnh dạn còn giỡn được, chứng tỏ là cái phước đức nhiều là do người con tu tập. Thầy còn biết rằng mẹ thầy ngủ giấc dậy sáng mai ngủm, thầy biết vậy luôn nữa. Thầy có nói với bà rồi, bà cứ ngủ ngon lành, bà chết đi là thầy đốt xác thầy dục xuống biển hết chuyện khỏi cúng. Bà đi rồi mà cúng chi, thầy theo luật thầy làm hết nè. Mà thầy không khóc luôn, thì mẹ đi vui vẻ mắc chứng gì mà phải khóc, luật mà, phải không? Vậy đó, cứ yên tâm đi rồi ngủm cái là khỏi kèn trống nó ồn lối xóm, xong rồi đốt dục xuống con biển hết khỏi cúng. Bà cũng thấy vui, thì nằm xuống ngủm mà đâu có đau khổ đâu, ngủ giấc sáng mai dậy rồi ngủm rồi, thấy chưa? Mà người con tu là mẹ cha hưởng hết luôn. Thì tại sao mình không tu chứ? Thầy không muốn huynh đệ tu phải giống thầy, thầy thiện chí. Thì cái lý tưởng phụng sự nó lớn lắm, tu để phụng sự, còn tụi con không có đủ định lực, nghị lực, tâm huyết hay tình thương, con không đủ lớn để phụng sự bá tánh chúng sanh. Thì con chỉ tu làm sao có đủ phước báo, âm đức dương đức cho tròn đủ, thì mình sẽ tiến hóa, bệnh tật tiêu trừ, nghiệp chướng tiêu trừ. Thì ra sư phụ trung đạo muốn chia sẻ với huynh đệ có mặt trong ngày hôm nay, tu tụng cho giỏi vô để giải trừ bệnh tật và nghiệp chướng của chính bản thân mình thì trí tuệ mình mới phát triển được. Chúng ta hôm qua có ca cái bài á, nghiệp càng nặng trí thường u tối, trí lu mờ nghiệp nối nhau sanh, làm sao thoát khỏi lợi danh tiền tài lợi lộc bại thành khổ thân. Bài dễ thương quá ha. Hay nhất là khi chúng ta biết giúp đỡ người bên cạnh thì chư Phật sẽ ban phước báo, có vậy thôi. Lục quả báo rõ ràng lắm, không có mơ hồ. Thầy thấy chưa, quả báo rừng tức thì. Nếu chúng ta làm bằng cái tâm an lành, hạnh phúc, vui vẻ, rộng lượng, không tính toán, thì sự trở về là không tính toán. Nếu mình cho ra sự tính toán hạn hẹp thì trở về là sự hạn hẹp tính toán của vũ trụ. Suy nghĩ đi rồi tự làm à, làm vui vẻ, có gì đâu. Trời ơi, con có ngày mà cứ thảy ra đi, chuyện gì còn lại vô trở lại bình thường, mà không cần phải tính, không cần phải cầu, mọi cái có. Thầy có viết cái bài nhạc hạt giống của Như Lai, thầy viết: con cố giữ tâm hồn cho tinh khiết, thấm nhuần sự minh triết thiên liên. Như Lai quyền lực vô biên tâm tự, ban rải không riêng một người. Tâm tự ban rải không riêng một người là các ngài cho chúng ta không tính toán, không phân biệt một ai cả. Rõ ràng như vậy. Làm việc thiện thì tâm này có cao sanh chứng giám, lòng đại từ tỏ đám mây hương, cầu xin chư Phật mười phương độ người, trần thế biết thương con người. Làm phước không cần phải cầu báo, làm phước cứ làm đi, chuyện còn lại chư Phật và lực nhân quả sẽ lo. Nhân huynh đệ muốn tiến hóa trong việc luyện đạo, học đạo, tụng kinh trì chú, nghĩ thiện làm lành bằng cả tâm tư trí tuệ đi, cứ làm đi, chuyện còn lại chư Phật và lực nhân quả sẽ lo. Rõ không? Thì giải trừ bệnh tật và nghiệp chướng của mình, từng cá nhân chúng ta phải ngồi xuống để tự tụng trong lòng vừa kinh, nhìn những ông già bà già bên cạnh, cầu xin đừng có già bệnh như vậy. Bởi vì các vị đó chính là ông thầy của mình. Thế họ đi lụm khụm, đừng đi lụm khụm. Thế họ vừa đi vừa rên, đừng bao giờ đi và rên. Cho nên mình phải giữ ngay từ lúc này, phải giữ cho thân khỏe, tâm an, trí tuệ sáng suốt, bồ đề tâm vững mạnh. Thân khỏe thì tâm mới an, thân bệnh thì tâm bất ổn. Rõ không? Bây giờ tụi con ngồi xuống tụng, đau đầu, nhức đầu, nhức tay, nhức chân nè, tụng được không? Đâu có được đâu, lo âu, phải không? Khỏe mới tu được. Thế phải giữ thân khỏe, tâm mới an, thân bệnh, tâm bất ổn. Rõ chưa? Thật ra mình muốn giải trừ bệnh tật và nghiệp chướng, nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú, cho mình một cơ hội ngồi xuống để cầu nguyện cho bá tánh chúng sanh, cho dân tộc đất nước, luôn luôn ban rải lòng từ bi trong người bằng cái tâm bình đẳng, vô hữu cao hạ, không cao không thấp. Rõ chưa? Rõ không? Hiểu ý thầy không? Tại vì là Phật cho nó mình đến đây như vậy, huynh đệ mình là anh em của mình, là con cái của Như Lai hết, tất cả là anh em hết, không ai. Bây giờ mình nhìn cái mặt mẹt nó khác nhau, mà cái ông trong này nè, cái mặt giống nhau y hệt. Ông này là không hình, không tướng, không tên, không tuổi, không cao, không thấp, không mập, không ốm, không dày, không mỏng, không khôn, không ngu. Ông đó mới là quan trọng. Còn cái ông này là bình thường, cái mặt mẹt cũng vậy thôi.
chúng ta có cái giống nhau cái chỗ là có hai cái lỗ tai, hai con mắt, cái lỗ mũi, cái miệng, cái mũi nằm giữa mặt, đúng không? Chúng ta giống nhau là vậy. Nhưng mà cái ông bên trong này thật sự rất là giống, giống y hệt như nhau, là cái tánh thiêng liêng mà thế gian gọi là Phật tánh. Tánh thiêng liêng là ngự trị trong từng bản thể một, không khác biệt, không cao không thấp, không mập không ốm, không giàu không nghèo, không sang không hèn, thấy không? Cái tánh này chúng ta cần phải biểu lộ cho ba tánh chúng sanh. Nếu biểu lộ được tánh này rồi thì chúng ta thương mọi người giống nhau lắm, ai cũng dễ thương cả, thì nhìn Phật tánh chứ không phải nhìn cái mặt. Bây giờ mình nhìn Phật tánh huynh đệ, Phật tánh ngự trị trong từng hình thể, trong từng sự vật. Một khi đứa bé chào đời thì Phật tánh ngự trị trong nó rồi, là chúng ta tập nhìn Phật tánh giống như thường bất kinh Bồ Tát vậy đó, nhìn ai cũng thấy thành Phật hết. Con mắt trung đạo cũng vậy, huynh đệ đều thấy Phật, bởi vì Phật ngự trị trong huynh đệ mà trung đạo nhìn thấy được, huynh đệ không thấy chuyện đó của huynh đệ. Nhưng mà bây giờ mình tập nhìn để thấy, để chấp nhận sự thật là Phật tánh ngự trị trong từng bản thể, và chúng ta đối xử với nhau bằng tánh thiêng liêng đó, đối xử bằng Phật tánh, dùng Phật tánh của mình để đối xử Phật tánh của huynh đệ thì không có chuyện gì xảy ra. Nếu dùng cái hình thể này mà đối xử với hình thể thì có sự phân biệt đẹp xấu, sang giàu, rõ không? Rõ chưa? Hay gì là Phật muốn tiến quá, muốn tiến quá trong việc tu học để giải trừ nghiệp chướng và bệnh tật của chính bản thân mình, chúng ta phải cho bản thân mình một cơ hội ngồi xuống để tụng kinh niệm Phật. Nếu làm việc thiện lành được thì đừng bao giờ từ chối như Thiện Ngọc này. Cứ làm được là cứ làm, chuyện còn lại chư Phật và lực nhân quả sẽ xử. Nếu hiểu lực rồi thì còn gì ngần ngại, phải không? Đúng không? Thầy viết cái bài nhạc thầy làm á, đã bao lâu rồi sống trong luân hồi, còn bao lâu nữa mới biết tu thân, pháp thân vẫn chờ chúng ta quay về, về trong pháp giới để thôi luân hồi. Thấy chưa? Mình biết luật rồi sống thoải mái. Bây giờ huynh đệ có thể ngồi thiền, có thể tụng kinh, có thể niệm Phật, nhưng mà cố gắng làm sao để phát triển cái tâm từ bi mới là quan trọng. Tâm từ bi, nhìn mọi người yêu thương giống như mẹ Quán Thâm Bồ Tát. Từ nhãn thị chúng sanh, nhìn huynh đệ bá tánh bằng con mắt từ bi bác ái, phước tụ hải vô lượng. Đó, phước tụ hải vô lượng là phước vô tận. Mà nếu mình nhìn cặp mắt mà gườm mà rình rập là thôi xong rồi, tu ngàn năm cũng thế thôi, hiểu không? Tu 20 năm mà tâm từ bi vẫn còn nhỏ từng giọt thì sao sống được với Phật? Phật chính là đại từ bi. Nếu mình có cái tâm đại từ bi thì mình ai chư Phật đã biết rồi. Mà ngộ lắm, khi có cái tâm từ bi rồi, cái lòng mà kiên nhẫn của mình chịu đựng kinh khủng lắm. Chúng nào chịu đựng rất nhiều mấy đứa này nè, chịu đựng nó ghê lắm, khỉ rồi đó. Một chút xíu nó nhăn nhăn mình cũng phải lo rồi, nó gây lộn mình cũng lo rồi, nó ganh tị mình cũng... Nói chung là mỗi thứ mỗi lo cho nó mà. Chứ Phật cũng vậy à. Mấy ông lo nó lọt vô dòng vô minh rồi, nó khó xử. Mà nó vô minh rồi nó cãi hoài, nó đâu có chịu ngừng đâu. À, cái đầu nó vô minh, cái miệng nó lải nhải, miệng lải nhải tay chân làm tầm bậy tầm bạ, lọt xuống địa ngục. Mà cho nó không hiểu là sẽ lọt xuống địa ngục. Giờ quý đệ hiểu rồi, làm cách nào để giải trừ bệnh tật và hoán chuyển nghiệp lực rồi phải không? Ngồi xuống tụng kinh trì chú, nghĩ thiện làm lành, tu cho thân khỏe tâm an, bệnh tật tiêu trừ, nghiệp chướng tiêu trừ, quan gia trái chủ tiêu trừ. Khi chúng ta gặp những chuyện xui, người này người kia nói xấu mình hay gì là đều là quan gia trái chủ cả, cho nên mình niệm vãng sanh cho nhiều vô để người đó không còn ghét mình nữa. Trung đạo hướng dẫn vấn đề cách làm, ví dụ mình đi vô cái chỗ làm đó, người đó ghét mình quá, mình cứ gặp mặt họ mình chuyện bình thường, nhưng mình niệm vãng sanh cho nhiều vô đi dạy sự ân oán trong tiền kiếp của mình với họ, tự nhiên họ không ghét mình nữa. Cứ làm thử trong vòng tháng sau sẽ biết được cái kết quả tốt như vậy. 100 người thầy gặp trung đạo chỉ có 1-2 đứa không ưa, là lý do là thì nó không bằng mình, nó không ưa thôi. Đúng là nó không xấu bằng mình cho nên nó tức. Thực sự không có gì ghét mình được, thì mình rất là dễ chịu, gặp ai cũng vui đó. Mình không có tị hiềm, không có ganh tị. Cần gì phải ganh tị, đời mình có đủ rồi, ganh tị gì. Tay chân mắt mũi đầy đủ là đầy đủ quá rồi, không muốn gì nữa. Bộ sinh đẻ ra một hoàn hảo dễ sao? Sự hoàn hảo sẵn có. Vì hoàn hảo sẵn có cho nên không bệnh tật. Chúng ta sống tầm bậy tầm bạ quá cho nên sanh bệnh tật là khiếm khuyết. Vì khiếm khuyết trong tâm linh cho nên thân thể bệnh tật. Muốn tâm linh tròn đủ khỏe mạnh thì sẽ không bệnh tật. Muốn thân thể không bệnh tật thì phải trau dồi đời sống tâm linh, đạo đức, đạo hạnh của mình, thì chắc chắn bệnh tật sẽ không có tồn tại trong
trong đời sống của mình. Lúc đó mình mới có nhiều cơ hội học đạo tinh tấn và tiến hóa con đường trở về cha mẹ Như Lai của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Cái phần còn lại là tụi con hỏi nha. Hỏi đi con. Bồ Phật. Dạ hỏi đi con. Bồ Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch thượng tọa giảng sư. Con thiện chí thì đi tu hành có một nhiều vấn đề mà từ nhỏ tới lớn đi tu gặp nhiều chướng ngại, thì bước đường tu thì có khi mà bị té cũng đứng dậy mà tập tu. Thì con có một câu hỏi nhỏ như như trong lời của Phật nói là khăn người là đất cát, gió lửa hợp hành là bốn đại, đó là khăn người chúng ta là giả không có thật. Nhưng mà đi tu thì có những người lại quan tâm tới hình sắc và thể xác. Nếu người nam đó là một thanh niên đẹp trai tuấn tú thì được Phật tử ái mộ, dù tu hành không bao nhiêu cũng được người ta quan tâm. Còn những người mà xấu trai lại là cái nghèo hèn, không có địa vị trong xã hội, không có những việc người mà nâng đỡ thì lại bị coi thường và bị chê bai, thậm chí còn bị phá những cuộc đời tu của họ. Cho nên trong bước đường tu thì con gặp rất là nhiều, cho nên bây giờ con đã thật sự thì con cố gắng nỗ lực tu hành, con xa lánh tất cả, có thể là con trốn những vị đó thì con chuyên tu. Con không dám rằng rỗi. Nhưng mà chúng ta thì là người Phật tử có thể mà mở rộng vòng tay nhìn những người nghèo trên xã hội, người ta có thể tu mà người ta không cần gì hết, thì Phật tử nên dòm ngó lại những người nghèo kém phước, người ta không đủ phương tiện, thì nên quan tâm tới người đó. Chứ có nhiều nơi thì đang dư giả các chùa tới mấy trăm tỷ, tới hàng ngàn tỷ, thì lại Phật tử lại quan tâm nhiều, mà còn lại là nâng đỡ, giúp đỡ cho những chỗ đó. Còn những nơi mà ở chầu tranh gách lá thì lại là chê bai, nó là kém phước tu hành. Nhưng thật sự những nơi mà con ở trên núi rừng con chuyên tu á, thì mấy vị chuyên tu ở nhà tranh dính lá, nhưng người ta cũng không cần sự cúng dường quan tâm đó, nhưng mà họ rất là vui. Nhưng mà Phật tử thì luôn nghĩ là những gì đó không có tu hành tinh tấn, cho nên á kém phước, không cũng cúng dường. Nhưng thật sự những vị đó người ta cúng dường, với Phật tử quỳ lại dài người ta cũng không nhận luôn á, chứ đừng nói mà kém phước hay không kém phước. Cho nên Phật tử phải có một cái nhận định sâu sắc hơn, nhìn đâu ra đó, có tuy lần cũng vừa vô ý hinh khí, nhưng mà mình phải quan tâm chỗ nào cho đúng mục đích, có mục tiêu rõ ràng, chứ mình làm việc mà mình làm hoặc không có suy nghĩ nghĩ thì có được đôi lúc mình đem tiền mình dụng xuống bãi đá, không có đám ruộng nào phì nhiêu mà bỏ xuống hạt lúa lên. Cho nên con xin hỏi sư phụ và nâng đỡ trên đường tu của con. Thì con xin kể từ nhỏ luôn cho sư phụ nghe. Thì lúc nhỏ con 13, 14 tuổi, con đi tu hành bên Phật giáo là con bị bệnh. Thì xưa thì con đang học lớp 8 rất là giỏi, cho nên con ở nhà con thì cắt rất là cực, vừa chăn bò, vừa cắt cỏ, vừa làm tất cả việc nhà. Buổi sáng đi học, xong buổi chiều sẽ làm hết. Xong con học quá, con cũng bị coi phim tài hư, thì con mới quấn cái mền lên, con làm Quan Âm Bồ Tát. Thì khi con làm Quan Âm Bồ Tát xong, một đêm đó con cả giật cả tưng luôn. Con tụng kinh, con không biết tụng kinh như thế nào, nhưng mà trong đầu con lúc nào có Nam mô khiên khủ khi nhảy vô ngại đại bi tâm đại đi Nam mô hết ra đến nay đây đây Nam mô gì cho bà lục cái đế hết đó đây ra làm viết vậy á. Cái sáng con đi học bài đạo đức, thì đạo đức đó là bài đạo đức cô giáo kêu quỳnh quý phú lên tao bài. Cái Nam mô con lên con đứng trên lớp Nam mô đại bi hữu khẩn
theo cái tâm đảng đi, nó mới xa đến đây đây giờ cho nó môi là một dọc luôn. Cái bà cô giáo đó bà bắt phạt không có đang cái thằng Nguyễn Phú đó nên là mình sao nó điên khùng quá, nó đọc cái bài gì mà hắt ra đã vô nó đã trong lớp cho dân ở ngoài hết. Cái cô giáo mới phạt con là quỳ gối tên lúc đó con học lớp 8 mà không có quỳ gối nhưng mà đứng trên lớp. Mà sau khi cái đêm đó là sư phụ biết không, con á buổi sáng con đi học mà đôi dép con hai đôi dép lào, một đôi dép màu đỏ, một đôi dép màu vàng. Mà khi mà con mang á thì sáng con đã đợi, sắp hai đôi mang cho nó đúng rồi, nhưng mà khi con mang á thì nó để một chiếc đỏ chiếc vàng bắt con mang. Mà con mang lên lớp á thì nó không nhắm mắt, nó bịt mắt là không cho con thấy được. Đi lên lớp tụi bạn con nó hờ cái thằng Nguyễn Phú nó điên khùng quá trời, nó đi học coi. Cái bắt đầu con xong rồi con lên con thả bài xong con xỉu lên lớp luôn, bạn con mới đưa con về. Đưa về từ đó là con bệnh cả tưng cả giật á. Thì lúc đó con á, con mới đi vô chùa mà ba con là cách mạng, không có tin ba cái vụ đó. Ba con mới đưa vô bệnh viện tâm thần. Con nằm ghế nó chích con từ ba mấy ký mà chích ghế 50 kg. Con mập thù lù luôn. Mà ngộ lắm, con vô á, con nằm ở trong bệnh viện á thì con biết ba má con hết mà nó không cho nói. Mỗi lần con nói á, con vừa gặn lên tiếng ba cái mỏ con méo quá à. Con vừa gặn tiếng mẹ cái mỏ con méo là mà con nói con 14 tuổi thì đi giật lại nó con 1 tuổi. Rồi con mới bệnh vậy rồi con nó không cho con nói luôn. Bắt đầu con hết tiếng Nam Mô Di Đà Phật trong bụng con vậy, cái mà bài học đó nó xóa mờ hết trí nhớ con không. Con đang học giỏi mà làm con quên hết, con không cho con là con không biết cái gì luôn. Thì lúc đó đầu óc con rảnh rang, con có niệm Phật mà đầu ban đêm là con sống như sống tinh mây vậy. Con đi chỗ này chỗ kia chơi mà con ở là con thấy thoải mái mà là con không có nghĩ gì hết, vô tư lắm. Nhiều khi con ngồi trên xe ông đa ba con chở mà con tính là đi trên có trời vậy, nó nhẹ nhàng nó bị lăn vậy, con không có nghĩ gì hết. Là bắt đầu thì sau khi ba con mới đưa vô bệnh viện biết rồi, con mới nói thôi giờ ba đừng đưa con nữa, ba cho con đi chùa. Và đi chùa thì bắt đầu con mới đi chùa bên Linh Căn. Thì bên Linh Căn á thì họ mới tụng kinh bên đạo mẫu sư phụ. Thì con tụng kinh bên đạo mẫu thì con học một thời gian con khổ. Thì sau khi đi lúc đó 14 tuổi thì con mới làm vừa bệnh mà vừa đủ hết công việc nhà, cho nên con làm rồi con mới điên không có, mới mở ra đi công việc buôn bán. Thì khi con đi bán á thì con không biết tính tiền con chỉ họ chỉ đưa nhiều đưa, cái con bán đổ bán lỗ bán tháo á, trong vòng một tuần lại con sạch vốn. Cái một tuần sau cái tự nhiên con bán con không minh lại, không minh cái không minh mà đột xuất á, cái con mua đồ nhiều con bán từ từ con không lên. Không lên cái từ từ cái bắt đầu con làm gì làm qua trời làm từ đó. Thì con mới tuổi 19 tuổi con cắt một cái nhà lớn là khai gì mấy cây vàng, lúc đó con mua đất lúc đó thì con mới giàu mà con không mua, con cắt cái am ngay chỗ đây luôn. 19 tuổi con cắt, sau khi 19 tuổi con cắt á tới 20 tuổi con ta mắc nợ mấy cái vàng nữa, con ta nợ làm đầu óc mặt tối làm tới 2 giờ đêm không. Cái ông thầy mấy thầy kêu không tu tại nhà không ai dạy á thì không bao giờ hành Phật á, dụ con ghét là đi vô chùa tu. Vô chùa tu cái xong cái hồi xưa là con có cái nhân quả là sư phụ con á là khó tánh lắm. Con đi vô mua cầu cao ông đó hai vì con mua 1,000 chục, ông bán tới 1,500 chục mà ông điếm đó điếm là nhỏ lớn dùng bán sức ghẻ khác. Thì con mới nói nên bố tôi có đi xuất gia, tôi không dám chùa vô chùa ông tôi xuất gia đâu. Mà sau khi mà con đi xuất gia lại con á bị nhân quả dính vô ông đó, là con đi xuất gia chùa Bửu Nghiêm. Nhưng mà Bửu Nghiêm thì chùa tu thiền không có xuất gia. Tôi bắt con về chùa Tịnh Độ. Thì về Tịnh Độ thì gặp một vị đó xuất gia đỡ đầu cho con. Mà vì đó là hồi xưa là con nói con mà vô đây xuất gia thì con gặp ông này con đã chán rồi. Mua người ta có 1,000 chục, ông bán 1,500 mà ông bắt đếm nhà thì nhỏ lớn bắt đếm hết trơn, con dựng làm lỗ, con dám dùng chung vô. Mà khi con ghét nhớ nhân nào thì quả tao qua đó, trời tao qua đó. Thì con vô ngày xuất gia con phải về đó xuất gia. Xuất gia xong thì sư phụ con nói là không,
nhận ở đây cạo đầu xa đi tu về chùa Bổn Nghiêm tu. Nhưng mà về chùa Bổn Nghiêm á, thì chùa Bổn Nghiêm nói ở đây tu thiền thì tu thiền không được đi học. Mà sau khi con đi học tường cơ bản á, thì ở trên Phật giáo Bình Dương á, bắt đi học là không được ở chùa Bổn Nghiêm, mà ở chùa Hội Thánh á, thì phải có người gửi gắm. Cho nên ở đó đi học con bị đủ thứ chuyện hết. Cảm ơn con mới bỏ về ở chùa Bổn Nghiêm, con về núi tu luôn. Về núi con mua một mẫu đất. Sau khi con ở một mẫu đất đó thì con tiền bạc con bị đứa bạn nó dụ lên, hai đứa là dụ lên mua một mẫu đất. Nhưng mà đứa bạn ở một tháng sau là hai đứa hùng nhau, đứa có 40.000 à, mà sống tới mấy tháng là sáng ăn cháo, trưa ăn cơm, chiều nhịn đói, mà đi xe đạp từ đây ra về núi Bồng Lai. Nhưng mà sống xong hai tháng thì bạn con đã bỏ đi khất thực. Bạn nói đứa khất thực, con mới nói bao nhiêu đồ đạc mà bạn mua giờ tôi tính tiền hết. Thì sau tính tiền con mới về nhà, con mượn gia đình trả hết. Trả hết xong rồi con ở đó con tu, thì bạn con đã hoàn tục. Thì sau khi con tu ở nhà lá, ở trên núi một mẫu đất mà gai gốc không, con mới phát gai hết, con cắt một mẫu chuối, trồng một mẫu chuối trên đó. Rồi cắt một cái nhà mà hồi đó nhà lá, con mới in gạch mà phi 2 giờ phi là đất núi mà đá không à. Thì con mới lấy cái cúp ra con đào đất tới sáng á, thì đào được một đống đất lớn. Thì con cũng mới mở cái khung in gạch người ta, con in được mười mấy ngàn cục gạch. Thì mười mấy ngàn cục gạch đó con kêu thợ hồ xây và cá, thì con bơi lên từ dưới chân núi con bơi lên. Con cắt cái nhà mới đầu thì con đi được, con cao được 1.5 m. Sau khi con cắt nhà con còn có 1.2 m. Con không xuống, con đau lên, con không xuống tới 6 tháng trời, con không dám về nhà. Tại con đưa con không đó. Con mới không. Dạ. Thôi bây giờ thời gian xin cho phép nói nhiều chú. Sẵn nói đó luôn. Dạ. À, sao mà con cũng không có tiền uống thuốc nữa. Ở đó một tháng con sống có 10.000 mà. Con mới đi vô tiệm thuốc nam của chùa hốc thuốc. Hốt thuốc thì giờ con xin nhà chùa cho con hốt thuốc khí không, không có tiền. Thì con hốt con uống cái con hết. Hết xong mà con mới bò lết con về nhà. Dạ, nó cao lên thịt gửi. Rồi con bò lết về nhà mà hồi đó có 10.000 đồng á, mà đi xe từ và giờ Vũng Tàu mà về đây có 10.000 mà con không có, con đi xe đạp về đây. Mà đi dịch, mỗi lần mà con về mấy năm trời đi xe đạp không á. Mà vừa qua con có một sự thử khách là con đi xe Honda ghép quang á, cái con đi lại chị con đi xe Honda lại chị con hết xăng, cái con mượn xe đạp lên đường con đổ hết xăng, lên đường con cầm cái bình mà lên đường từ ở đây mà dài xa lắm mấy có mấy cây số nó mới có chỗ bán xăng, con đậu nó bảo hiểm mà con đi xe đạp giống y mấy ông bệnh viện tâm thần thả ra, mà con sao mà con đi xe đạp mà con sao con mệt mỏi con ăn là con đi làm đó, mà hồi đó con đi cả trăm cây số con không mệt, mà giờ con đi lại thử thôi là con thấy vấn đề trẻ hồi đó con thiệt con điên khùng mà con làm nhiều cái phi phường á. Nhưng mà trước khi mà con đi về núi á thì có bên đạo Linh Căn á có một mẫu tám nó nói là con á, con bỏ mẹ con ra đi thì đời con không làm được cái gì hết, con sẽ khổ, con sẽ bị đài. Người ta đi tu á thì người ta ở trong chùa người ta có sự nâng đỡ thì đủ thứ á, có mọi mặt bên quý thầy lo. Còn con bên Linh Căn không bao giờ ai đổ cho con. Và con sẽ bị phạt. Bị phạt không bao giờ con ngóc đầu lên đâu. Mà con đi vô chùa thì biết thầy không cho con tụng kinh bên đạo mẫu. Cho nên mười mấy năm nay thì con tụng kinh bên Phật không. Cho nên con bỏ mẫu luôn. Thì con làm việc gì cũng không thành công hết. Tất cả cái tiền mà con làm á, thì nó thật sự. Nó vô lai gai thôi. Chứ không phải mà vô cái ào ạt được. Cho nên chắc chiêu dữ lắm mới được, ăn hà tiện dữ lắm mới được. Còn không ấy là nhiều khi nó bệnh đau, nó đổ ra còn hơn nữa. Còn việc gì nữa, cho nên con nó thật sự. Cái am để con làm đây, thì từ sáng con làm cái tới trưa, trưa con làm cái tới chiều, chiều làm cái tới 2 giờ đêm. Con bỏ ra mười mấy năm không công phu như quý thầy được. Cho nên đạo lực con có thể kém, mà về học vấn con cũng hơi kém. Cho nên cái phước của con nó thật sự khô khắc bạn bè nhiều. Cho nên bây giờ con nó thật sự muốn lập quyền lớn con cũng không muốn nữa con làm được cái gì hay nấy, chứ nếu mà con quyền lớn con không có tiền thì con lo âu thôi thì phước duyên tới đâu con làm tới đó. Thì hôm nay
nay thì sẵn cơ duyên đây á, con cũng không báo với Phật tử á, thì sư phụ nếu sư phụ khưng á thì tông chúc sư phụ nguyện cho đạo tràng chúng con, thì đầu tháng sau vào ngày chủ nhật hay chủ nhật á, buổi chiều 1:30 thì con sẽ cho Phật tử lời tu buổi chiều, để mỗi chiều chủ nhật nhóm lại Phật tử lập nguyện tu theo sư pháp của sư phụ á, để cho có cái đạo lực và có cái những cái phước á mà Long Khiên Khánh chúng gia hộ cho đạo tràng chúng con. Còn riêng ở đây á, thì con á, ban đêm thì đêm nào á, nhóm con cũng tụng kinh đều đặn không có bỏ. Thì khai công phu của con thì suốt thì lịch trình của con riêng, nhưng mà cho Phật tử là ngày chủ nhật à, mỗi buổi chiều chủ nhật ngày nào giảng pháp thì không có tụng kinh, còn ngày nào không có giảng pháp thì cho hai Phật tử đến đây tu theo pháp của thầy là pháp tụng kinh Đại Bi Ngũ Chú và kinh Di Đà và niệm Phật ngồi thiền trong 2 tiếng. Thì sư phụ nhắc nhở giùm cho đạo tràng chúng con á, và sách tấn cho đạo tràng chúng con tinh tấn tu hành để có đạo lực như sư phụ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm niệm công đức của thiện chí đã cho huynh đệ biết cái sự khó khăn trong việc tu học của thiện chí. Thực sự trung đạo nghe cũng rất là cảm khái cái con đường tu của thiện chí rất là gian nan. Thực sự sư phụ không có gian nan như thiện chí đâu. Sư phụ thiện chí đi chung sư phụ biết rồi đó, sư phụ làm mấy cái đại lễ mà thiện chí phước đức được ngồi chung được hầu đàn là cả cái phước khiến cho thiện chí đi chung. Chứ thực sự muốn đi hầu đàn sư phụ là cả một vấn đề, không phải ngồi hầu đàn sư phụ là dễ, nhưng mà khiến cái phước cái thiện chí tụng đại bi nhiều rồi á thì tự nhiên phước báo nó sẽ nảy nở, những cái cơ cực của quá khứ sẽ biến mất, đồng thời mình chí tâm chí cốt mình trì tụng đại bi đó thì mình sẽ được chư thiên long phần long thần hộ pháp gia hộ cho mình. Muốn phát triển cái đạo tràng để cho huynh đệ về tu á, là cái người chủ trì hoặc là chủ sử á, là phải ngồi xuống tu tụng rất là nhiều để tạo âm đức phước đức cao dày thì huynh đệ sẽ về tu tập trung. Đồng thời như thầy Thiện Chí cứ nói đó, người tu đã không đẹp trai rồi mà đã lùn nữa, lùn có thước rưỡi à, mà khiên riết còn thước hai là nó xấu cỡ nào, làm sao mà huynh đệ dám tới tu chung, phải không? Ông tu riết ông lùn sủng à. Bởi vậy thì nó khổ mà lại bệnh nữa chứ, đủ loại bệnh nữa thì ông rất là gian nan. Chính vì cái chỗ mà chân thật của ông cho nên trung đạo mới chấp nhận lên đây, mỗi lần ông hỏi trung đạo lên liền để cho huynh đệ này không cảm thấy bị bỏ rơi. Bây giờ hiểu không, cỡ nào cũng chạy lên đó, bỏ chỗ khác chạy lên để cho thầy Thiện Chí cũng có một người bạn. Rõ ràng huynh đệ biết rồi, trung đạo lại gần thầy Thiện Chí không phải mục đích gì khác ngoài để cho thầy Thiện Chí có cơ hội tiến hóa với mình, tu học chung với mình để chia sẻ phước báo. Trung đạo nói thẳng với quý vị đạo, phước báo rất là nhiều, nhiều vô cùng tận. Ở bên Mỹ cũng vậy, đi tới đâu đều được cung phụng, đều được giúp đỡ, đều được trang trải đầy đủ, không thiếu một thứ gì. Nhưng mà trung đạo từ chối rất là nhiều thứ, không có thích. Thậm chí cái gì làm được cho ta cứ làm, không chờ ta làm cho mình. Nói thẳng luôn, Thiện Chí mới đi dự cái buổi ca nhạc của thầy hôm qua đó. Thầy có hứa là thầy cúng dường Thiện Chí 20 triệu để khi bắt đầu khởi công xây cái thất, cái gì đó. Trung đạo cúng dường 20 triệu. Nếu mà khi mà thầy đi Mỹ về rồi mà mình có làm một chương trình nào nữa đó, thì trung đạo sẽ cúng thêm cho thầy Thiện Chí để có đủ cái phương tiện để mà xây cái đạo tràng lớn hơn chút xíu để cho huynh đệ về tu tập. Ở huynh đệ như thầy Thiện Chí có nói á, thiếu phương tiện, nghèo nàn, không đẹp trai á, thì người ta sẽ bỏ rơi hoặc là kinh bỉ, là ít học. Đó là một cái điều mặc cảm lớn nhất của vị tu mà không có huynh đệ bên cạnh. Nên trung đạo sẽ đi bên cạnh thầy Thiện Chí đến khi nào ông đi được mình vững vàng và có huynh đệ đạo hữu rồi, là tự động trung đạo sẽ rút lui để cho ông tự lo tự xử. Thì trung đạo sẽ bên cạnh thầy Thiện Chí đến khi nào đã có đầy đủ phương tiện hết là trung đạo tự động biến mất, huynh đệ mình sẽ tự lo. Thầy cũng mong rằng huynh đệ có mặt trong ngày hôm nay á, đừng có bỏ thầy Thiện Chí, bởi Thiện Chí rất là cần bạn hữu, cần người bạn, người tu hành chung với mình. Huynh đệ mà kéo 5-7 lên cái chùa mà nó có sẵn phước đức rồi, chưa chắc cái chùa nó tu nhiều. Chẳng qua chúng ta vì thị hiếu, thấy đông quá chạy theo thôi, còn lên chưa chắc nó tu được đó. Hiểu không? Thật ra chúng ta mục đích chính là mình tu để tiến hóa. Nhưng trong nào khuyên huynh đệ nên về đây tu chung để chúng ta tiến hóa với nhau. Thầy Thiện Chí có tấm lòng thôi, huynh đệ nên cho tấm lòng. Thầy mới đạo trung đạo mới nói chúng ta cho nhau tấm lòng bằng sự bình đẳng, không phân biệt kỳ thị, thì ra chúng ta đều có phước với nhau. Nên
nên giúp đỡ cái nơi nghèo nàn phát triển. Nên như vậy, để tạo cho huynh đệ có phương tiện tu học, đừng vì cái chỗ nhỏ nhắn nghèo nàn chạy chỗ khác, chưa chắc mình đã tiến hóa. Đạo hạnh mình không có, nếu mình có cái tâm đó là đạo hạnh tự động mất à. Bởi vì mình bỏ nghèo lấy giàu, bỏ nhỏ lấy to, cái tâm phân biệt và kỳ thị của mình lớn quá thì đạo hạnh mình cũng chẳng có, rõ không? Nếu mà anh thiện chí này là đâu có gì cho sư phụ, phải không? Nếu mà nói về vật chất đi, dù tại sao phải đi theo ổng, theo cái tấm lòng chân thật của ổng, ổng rất là chất phác, ổng có gì ổng nói cái đó. Ổng hay cái chỗ là 200 triệu, ổng biến quá làm sao nó theo lại, còn mấy chục triệu mới là hay, ổng có phép mà. Ổng làm cho tiền nó khô lại, nó ít đi. Ổng rất là chất phác vì cái chỗ đó mà trung đạo bên cạnh để mà có thể tương trợ huynh đệ của mình. Mới gặp lần đầu tiên ổng nói mấy câu là trung đạo đã biết đây là cái vị mà rất là khổ cực trong đạo pháp. Trung đạo thực sự đơn thân độc mã ở Mỹ nhiều năm nhưng mà không ai dám ăn hiếp. Nói thẳng, nhìn cái mặt là thấy gớm rồi sao dám ăn hiếp. Mà miệng nói là tay làm đó. Thì thứ nhất, sống ở Mỹ không để cho người Mỹ kỳ thị dân tộc Việt Nam. Nhỏ con chứ đụng vô là có chuyện lớn đó. Đụng vô là bự con ở nào cũng phải nằm giấy đạch đạch. Dữ lắm luôn á. Thì đi đến mình có cái tinh thần dân tộc lớn thành ra nó không dám ăn hiếp mình. Còn mấy thầy khác mà tù năm tù bảy gặp trung đạo là không dám mở mồm nữa, tầm bậy rồi. Mà biết cái tánh trung đạo là miệng nói là chân đá đó, không có sợ là cái người mà ý đông hiếp yếu đâu, không có. Còn thầy Thiện Chí thì bệnh tật rồi không đủ trí tuệ để đối phó với những người xung quanh, họ sừng sỏ quá cho nên họ làm cho ông này không ngóc đầu được. Trung đạo không bao giờ tha thứ được những người nào mà dám có cái tư tưởng đến gần trung đạo, là giết chết người đó phải chịu trách nhiệm về cái tội đó. Trung đạo không có gọi là huên hoang tự đắc, nhưng mà những vị đó có tư tưởng đến trung đạo là ngay từ khi ngồi xuống gặp trung đạo là tư tưởng nó biến mất rồi, không bao giờ tồn tại, muốn mở miệng nó bậy cũng không dám luôn nữa. Bởi vì cặp mắt của trung đạo là các ngài đã cho để làm việc chứ không phải để mà vớ vẩn. Chứ trung đạo chú tâm nhìn rồi á, nó phải cúi đầu thôi chứ không dám ngẩng đầu lên á, nó thẳng vậy luôn á, rõ không? Mà thầy Thiện Chí là ông quá ư là khổ, nghèo nàn mà không có học, thành ra người ta bu lại, người ta hiếp ổng thôi. Còn người ta nhìn mặt trung đạo đi, con đệ dám ăn hiếp không? Mà nó còn thấy gớm nó dừng nói. Cái mặt này đẻ ra, sanh ra để mà hù ma mà. Mà sống mà chết hù hết. Thật sự trong bụng nhát đấy bà có nội. Mình học đạo, mình theo chư Phật, không có ai hài hiếp mình được. Nếu mà mình tu đúng, chư thiên chư Phật bên cạnh mình rất là đông. Một đứa nói bậy thôi, thằng đó về nhà chịu trách nhiệm đó. Một đứa nói hổn thôi là đang là một tháng có 200-300 triệu vô đó. Chứ nói bậy 2-3 lần thôi đó. Một năm sau là từ căn nhà 9 tỷ á, đi vô nhà trọ ở luôn, mất luôn căn nhà, mất luôn một tháng 200 mấy chục triệu, bây giờ tan gia bại sản. Là cái tội hỗn láo với thầy đó. Ghê chưa? Hả, mình tu đúng rồi á, bên cạnh mình rất nhiều là Long Thiên hộ pháp. Trung đạo đi tới đâu các ngài đi tới đó để giúp trung đạo hành pháp, hoằng pháp. Cho nên nếu mà thầy Thiện Chí cố tâm mà tu giống như vậy đó thì chắc chắn các ngài sẽ gia hộ cho thầy Thiện Chí. Một ngày nào đó cái này sẽ mở lớn hơn, huynh đệ tới đông hơn tu với ông. Ông phải biết như vậy cho nên ông phải ngồi xuống năng nổ nhiều hơn. Và coi cái ngày hôm qua của mình phải bỏ đi, không được nhắc lại. Ông rất là buồn khổ nên ông nhắc những cái cũ hoài, thành ra ông không tiến quá. Bây giờ ông quên, quên rằng khi mình nghĩ tới cái quá khứ quá nhiều thì mình sẽ lãng phí hiện tại, làm chậm trễ tương lai. Có rõ không? Khi chúng ta ôm ấp cái quá khứ quá nhiều thì mình sẽ làm lãng phí ở hiện tại và chậm trễ cái tương lai. Cho nên người tu ăn cơm buông đũa là ngày hôm qua biến mất. Hiện tại tất cả là trước con mắt hết. Mình sẽ giải quyết sự việc. Trung đạo mở mắt ra là ngày hôm nay mới tin. Ngày 28 Tết, dọn cây cái là chuẩn bị ăn Tết. Có em chính đệ tử nó bưng đồ ăn tới cho mình đó. Ủa, bưng tới chi đây vậy con đấy? Mai sư phụ ăn Tết chứ lấy gì ăn đó. Ủa, mai Tết rồi hả? Mà mình mới dọn cây ngày hôm qua, nay quên cha nó rồi. Nó bưng đồ ăn tới mới biết là ngày mai ăn Tết. Trung đạo cũng nhắn nhủ huynh đệ cố gắng tu với nhau là tu bằng tâm linh thôi. Đến đây bỏ tấm lòng ra là đủ, nhớ không? Cái tấm lòng thôi. Thầy Thiện Chí đâu có đòi hỏi với huynh đệ đâu, đúng không? Chúng ta tới đây để phụ một tay, cùng tu với nhau, để cho cái thanh điển, cái thanh khí, cái năng lượng của chư Phật tề tụ gì đâu rất là nhiều, mạnh mẽ thì chư Thiên Bồ Tát sẽ gia hộ cho huynh đệ tiến hóa. Mà nơi nào càng đông càng ồn á thì càng tệ, không bao giờ có thanh điển thanh khí, chỉ có tiền bạc vật chất và danh lợi hảo huyền thôi. Phải rõ như vậy. Đây là thời mạt pháp cho nên thầy Thiện Chí cũng không có trách gì được. Đây là thời tận cùng của Phật Pháp cho nên ma quỷ rất là đông.
quỷ vương mượn hình tướng con cái của Như Lai để phá hủy chánh pháp của ngài, cho nên tất cả bây giờ đều là giả, giả tạm ăn mặc vô thì giả tạm không có tu, cho nên hình tướng làm cho bá tánh chúng sanh mê muội mù quáng, lao đầu vào để cùng tạo tác nghiệp quả, nó gọi là cộng nghiệp. Hiểu biết như vậy cho nên trung đạo không hề mở miệng than quán quán trách, không bao giờ nói một câu nào, coi là chuyện bình thường, cứ lo phận sự mình là tu rồi hoằng hóa lợi sanh, có vậy thôi. Nên trung đạo mong rằng huynh đệ giúp cho thầy Thiện Chí có cơ hội phát triển tâm lực, đạo lực, hạnh lực và trí lực mà mạnh mẽ hơn, để đủ duyên, đủ phước, đủ đạo hạnh, đạo đức để dìu dắt huynh đệ Phật tử bá tánh ở vùng này. Thôi, bởi vì là quan gia trái chủ sanh bệnh tật, mà nhờ quan gia trái chủ mình bệnh quá, mình mới nhớ tới mẹ mình niệm Nam Mô Quán Âm Bồ Tát. Mình đau khổ đi không nổi, mình ngồi xuống là mình lết bằng mo vào bằng muỗng, mới kêu mẹ năn nỉ mẹ cứu giúp mình, phải không? Ai cũng vậy, còn đi sững sững cái đâu ai cầu mẹ làm chi, phải không? Có bệnh mới đi kiếm mẹ chứ, còn mà đi sững sững có tiền rồi nhớ tới ai? Không nhớ tới ai đó, biết xài thôi, biết phá hoại phước bích vậy thôi, chứ không biết tới ai hết trơn á, rõ không? Là chúng ta phải biết tụng kinh ngồi xuống, ý thì là mình đi chú đi giải trừ bệnh tật nghiệp chướng của chính bản thân mình, mà chỉ có mình mới giải trừ được thôi, còn nếu không á đừng có hòng. Bản thân thầy chứng minh nè, sáng ra lại 108 lạy, chiều 108 lạy để hưởng công đức cho mẹ, cái tội ngỗ nghịch bất hiếu với mẹ, ngày nào cũng làm có 3 tuần, mà trước đó thầy lại thăm mẹ thầy. Mẹ thầy là 90 tuổi, mặt bà nhăn hết rồi, cổ bà nhăn luôn rồi. 3 tuần sau thì hồi hướng công đức quay lại, huynh đệ có tưởng tượng chuyện gì xảy ra không? Mặt bà láng o, bóng đeo bóng, mắt sáng quát, cổ không còn một nếp nhăn. Mà thầy lại có 3 tuần thôi, mà người con chí tâm lãnh lễ sám hối, tội ngỗ nghịch bất hiếu cha mẹ đó, mà mẹ hưởng hết luôn. Nhớ bà là môn nữ trong địa tạng không? Thì có cúng dường công đức ngồi cầu nguyện thôi đó, mà bà đã sanh lên cõi thiên, trong khi đó bà thiền bà là môn nữ còn không biết mẹ đã được siêu sanh đó. Huynh đệ thấy người con mà quỳ xuống lạy hồi hướng công đức cho mẹ mình sám hối nghiệp chướng á, mẹ mình hưởng hết. Mà thầy còn biết rằng là mẹ thầy năm nay 91 rồi nè, bà rất là khỏe, bà đứng lên bà còn múa tay múa chân được, còn mạnh dạn, còn giỡn được, chứng tỏ là cái phước đức nhiều là do người con tu tập. Thầy còn biết rằng mẹ thầy ngủ giấc dậy sáng mai ngủm, thầy biết vậy luôn nữa. Thầy có nói với bà rồi, bà cứ ngủ ngon lành, bà chết đi là thầy đốt xác thầy dục xuống biển hết chuyện, khỏi cúng. Bà đi rồi mà cúng chi, thầy theo luật thầy làm á nè. Mà thầy không khóc luôn, thì mẹ đi vui vẻ mắc chứng gì mẹ khóc, luật mà, phải không? Vậy đó, cứ yên tâm đi, rồi ngủm cái là khỏi kèn trống cái ồn lối xóm, xong rồi đốt dục xuống tròn biển hết, khỏi cúng. Bà cũng thấy vui, đi nằm xuống ngủm mà đâu có đau khổ đâu, ngủ giấc sáng mai dậy rồi ngủm rồi, thấy chưa? Mà người con tu là mẹ cha hưởng hết luôn, thì tại sao mình không tu chứ? Thầy không muốn huynh đệ tu phải giống thầy, thầy Thiện Chí, thì cái lý tưởng phụng sự nó lớn lắm, tu để phụng sự, còn tụi con không có đủ định lực, nghị lực, tâm huyết, cái tình thương con không đủ lớn để phụng sự bá tánh chúng sanh, thì con chỉ tu làm sao có đủ phước báo, âm đức, dương đức cho tròn đủ, thì mình sẽ tiến hóa, bệnh tật tiêu trừ, nghiệp chướng tiêu trừ. Ra sư phụ, trung đạo muốn chia sẻ với huynh đệ có mặt trong ngày hôm nay, tu tụng cho giỏi vô để giải trừ bệnh tật và nghiệp chướng của chính bản thân mình, thì trí tuệ mình mới phát triển được. Chúng đạo hôm qua có ca cái bài á, nghiệp càng nặng trí thường u tối, trí lu mờ nghiệp nối nhau sanh, làm sao thoát khỏi lợi danh, tiền tài lợi lộc bại thành khổ thân. Bài dễ thương quá ha. Hay nhất là khi chúng ta biết giúp đỡ người bên cạnh thì chư Phật sẽ ban phước báo, có vậy thôi. Luật quả báo rõ ràng lắm, không có mơ hồ. Thầy thấy chưa, quả báo rừng tức thị, nếu chúng ta làm bằng cái tâm an lành, hạnh phúc, vui vẻ, rộng lượng, không tính toán, thì sự trở về là không tính toán. Nếu mình cho ra sự tính toán hạn hẹp, thì trở về là sự hạn hẹp tính toán của vũ trụ. Suy nghĩ đi rồi tự làm. À, làm vui vẻ, có gì đâu, trời ơi. Con của ngài mà cứ thảy ra đi, chuyện gì còn lại, vô trở lại bình thường. Mà không cần phải tính, không cần phải cầu. Mọi cái có... Thầy có viết cái bài nhạc à, hạt giống của Như Lai, thầy biết. Con cố giữ tâm hồn cho tinh khiết, thấm nhuần sự minh triết thiên liêng. Như Lai quyền lực vô biên tâm từ, ban rải không riêng một người. Tâm từ ban rải không riêng một người. Là các ngài cho chúng ta không tính toán,
không phân biệt một ai cả. Rõ ràng như vậy, làm việc thiện thì tâm này có cao sanh chứng giám, lòng đại từ tọa đảm mây hương, cầu xin chư Phật mười phương độ người trần thế biết thương con người. Làm phước không cần phải cầu báo, làm phước cứ làm đi, chuyện còn lại chư Phật và lực nhân quả sẽ lo. Nhân huynh đệ muốn tiến hóa trong việc luyện đạo, học đạo, tụng kinh trì chú, nghĩ thiện làm lành bằng cả tâm tư trí tuệ đi, cứ làm đi, chuyện còn lại chư Phật và lực nhân quả sẽ lo. Rõ không? Thì giải trừ bệnh tật và nghiệp chướng của mình, từng cá nhân chúng ta phải ngồi xuống để tự tụng trong lòng vừa kinh, nhìn những ông già bà già bên cạnh, cầu xin đừng có già bệnh như vậy. Bởi vì các vị đó chính là ông thầy của mình. Thấy họ đi lụm khụm, đừng đi lụm khụm. Thấy họ vừa đi vừa rên, đừng bao giờ đi và rên. Cho nên mình phải giữ ngay từ lúc này, phải giữ cho thân khỏe, tâm an, trí tuệ sáng suốt, bồ đề tâm vững mạnh. Thân khỏe thì tâm mới an, thân bệnh thì tâm bất ổn. Rõ không? Bây giờ thì con ngồi xuống tụng, đau đầu, nhức đầu, nhức tay, nhức chân nè, tụng được không? Đâu có được đâu, lo âu, phải không? Khỏe mới tu được. Để phải giữ thân khỏe tâm mới an, thân bệnh tâm bất ổn. Rõ chưa? Thật ra mình muốn giải trừ bệnh tật và nghiệp chướng, nghĩ thiện làm lành tụng kinh trì chú, cho mình một cơ hội ngồi xuống để cầu nguyện cho bá tánh chúng sanh, cho dân tộc đất nước, luôn luôn ban rải lòng từ bi trong người bằng cái tâm bình đẳng, vô hữu cao hạ, không cao không thấp. Rõ chưa? Rõ không? Hiểu ý thầy không? Tại vì là Phật cho nên mình đến đây như vậy, huynh đệ mình là anh em của mình, là con cái của Như Lai hết, tất cả là anh em hết, không ai. Bây giờ mình nhìn cái mặt mẹt nó khác nhau, mà cái ông trong này nè, cái mặt giống nhau y hệt. Ông này là không hình, không tướng, không tên, không tuổi, không cao, không thấp, không mập, không ốm, không dày, không mỏng, không khôn, không ngu. Ông đó mới là quan trọng. Còn cái ông này là bình thường, cái mặt mẹt cũng vậy thôi. Chúng ta có cái giống nhau cái chỗ là có hai cái lỗ tai, hai con mắt, cái lỗ mũi, cái miệng, cái mũi nằm giữa mặt, đúng không? Chúng ta giống nhau là vậy. Nhưng mà cái ông bên trong này thật sự rất là giống, giống y hệt như nhau, là cái tánh thiêng liêng mà thế gian gọi là Phật tánh. Tánh thiêng liêng là ngự trị trong từng bản thể một, không khác biệt, không cao không thấp, không mập không ốm, không giàu không nghèo, không sang không hèn, thấy không? Cái tánh này chúng ta cần phải biểu lộ cho ba tánh chúng sanh. Nếu biểu lộ được tánh này rồi thì chúng ta thương mọi người giống nhau lắm, ai cũng dễ thương cả. Thì nhìn Phật tánh chứ không phải nhìn cái mặt. Bây giờ mình nhìn Phật tánh huynh đệ, Phật tánh ngự trị trong từng hình thể, trong từng sự vật. Một khi đứa bé chào đời thì Phật tánh ngự trị trong nó rồi, nên chúng ta tập nhìn Phật tánh giống như thường bất kinh Bồ Tát vậy đó. Nhìn ai cũng thấy thành Phật hết. Con mắt trung đạo cũng vậy, huynh đệ đều thấy Phật. Bởi vì Phật ngự trị trong huynh đệ mà trung đạo nhìn thấy được, huynh đệ không thấy, chuyện đó của huynh đệ. Nhưng mà bây giờ mình tập nhìn để thấy, để chấp nhận sự thật là Phật tánh ngự trị trong từng bản thể, và chúng ta đối xử với nhau bằng tánh thiêng liêng đó, đối xử bằng Phật tánh, dùng Phật tánh của mình để đối xử với Phật tánh của huynh đệ thì không có chuyện gì xảy ra. Nếu dùng cái hình thể này mà đối xử với hình thể thì có sự phân biệt đẹp xấu, sang giàu. Rõ không? Rõ chưa? Hay như là Phật muốn tiến hóa, muốn tiến hóa trong việc tu học để giải trừ nghiệp chướng và bệnh tật của chính bản thân mình, chúng ta phải cho bản thân mình một cơ hội ngồi xuống để tụng kinh niệm Phật. Nếu làm việc thiện lành được thì đừng bao giờ từ chối như Thiện Ngọc này. Cứ làm được là cứ làm, chuyện còn lại chư Phật và lực nhân quả sẽ xử. Nếu hiểu lực rồi thì còn gì ngần ngại, phải không? Đúng không? Thầy viết cái bài nhạc thầy làm á, đã bao lâu rồi sống trong luân hồi, còn bao lâu nữa mới biết tu thân, pháp thân vẫn chờ chúng ta quay về về trong pháp giới để thôi luân hồi. Thấy chưa? Mình biết luật rồi sống thoải mái. Bây giờ huynh đệ có thể ngồi thiền, có thể tụng kinh, có thể niệm Phật, nhưng mà cố gắng làm sao để phát triển cái tâm từ bi mới là quan trọng. Tâm từ bi nhìn mọi người yêu thương giống như mẹ Quán Thâm Bồ Tát, từ nhãn thị chúng sanh, nhìn huynh đệ bá tánh bằng con mắt từ bi bác ái, phước tụ hải vô lượng. Đó, phước tụ hải vô lượng là phước vô tận. Mà nếu mình nhìn cặp mắt mà gườm mà rình rập là thôi xong rồi, tu ngàn năm cũng thế thôi, hiểu không? Tu 20 năm mà tâm từ bi vẫn còn nhỏ từng giọt thì sao sống được với Phật? Phật chính là đại từ bi,
Nếu mình có cái tâm đại từ bi thì mình lại chư Phật đã biết rồi. Mà ngộ lắm, khi có tâm từ bi rồi, cái lòng mà kiên nhẫn của mình chịu đựng kinh khủng lắm. Chỗ nào chịu đựng rất nhiều mấy đứa này nè, chịu đựng nó ghê lắm, khỉ rồi nè. Một chút xíu nó nhăn nhăn mình cũng phải lo rồi, nó gây lộ mình cũng lo rồi, nó ganh tị mình cũng... Nói chung là mỗi thứ mỗi lo cho nó mà. Chư Phật cũng vậy à, nó không lo, nó lọt vô dòng vô minh rồi nó khó xử. Mà nó vô minh rồi nó cãi hoài, nó đâu có chịu ngừng đâu. À, cái đầu nó vô minh, cái miệng nó lại nhảy, miệng lại nhảy tay chân làm tầm bậy tầm ba, lọt xuống địa ngục. Mà cho nó không hiểu nó sẽ lọt xuống địa ngục. Giờ quý đệ hiểu rồi, làm cách nào để giải trừ bệnh tật và hoán chuyển nghiệp lực rồi phải không? Ngồi xuống tụng kinh trì chú, nghĩ thiện làm lành, tu cho thân khỏe tâm an, bệnh tật tiêu trừ, nghiệp chướng tiêu trừ, quan gia trái chủ tiêu trừ. Khi chúng ta gặp những chuyện xui, người này người kia nói xấu mình hay gì là đều là quan gia trái chủ cả. Cho nên mình niệm vãng sanh cho nhiều vô để người đó không còn ghét mình nữa. Trung đạo hướng dẫn vấn đề cách làm. Ví dụ mình đi vô cái chỗ làm đó, người đó ghét mình quá, mình cứ gặp mặt họ mình chuyện bình thường. Nhưng mà niệm vãng sanh cho nhiều giúp đi dạy sự ân oán trong tiền kiếp của mình với họ, tuy nhiên họ không ghét mình nữa. Cứ làm thử trong vòng tháng sau sẽ biết được cái kết quả tốt như vậy. 100 người thầy gặp trung đạo chỉ có 1-2 đứa không ưa, là lý do là chị nó không bằng mình, nó không ưa thôi. Đúng là nó không xấu bằng mình cho nên nó tức. Thực sự không có gì ghét mình được, thì mình rất là dễ chịu, gặp ai cũng vui đó. Mình không có tị hiềm, không có ganh tị. Cần gì với ganh tị, đời mình có đủ rồi, ganh tị gì, thấy không? Tay chân mắt mũi đầy đủ là đầy đủ quá rồi, còn muốn gì nữa? Bộ sinh đẻ ra một hoàn hảo dễ sao? Sự hoàn hảo sẵn có. Vì hoàn hảo sẵn có cho nên không bệnh tật. Chúng ta sống tầm bậy tầm bạ quá cho nên sanh bệnh tật là khiếm khuyết. Vì khiếm khuyết trong tâm linh cho nên thân thể bệnh tật. Muốn tâm linh tròn đủ khỏe mạnh thì sẽ không bệnh tật. Muốn thân thể không bệnh tật thì phải trau dồi đời sống tâm linh, đạo đức, đạo hạnh của mình, thì chắc chắn bệnh tật sẽ không có tồn tại trong đời sống của mình. Lúc đó mình mới có nhiều cơ hội học đạo tinh tấn và tiến hóa con đường trở về cha mẹ Như Lai của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Cái phần còn lại là tụi con hỏi nha. Hỏi đi con. Phật. Dạ hỏi đi con. Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch thượng tọa danh sư. Con thiện chí thì đi tu hành có một nhiều vấn đề mà từ nhỏ tới lớn đi tu gặp nhiều chướng ngại, thì bước đường tu thì có khi mà bị té cũng đứng dậy mà tập tu. Thì con có một câu hỏi nhỏ như trong lời của Phật nói là khăn người là đất cát, gió lửa hợp thành là bốn đại. Đó là khăn người chúng ta là giả, không có thật. Nhưng mà đi tu thì có những người lại quan tâm tới hình sắc và thể xác. Nếu người nam đó là một thanh niên đẹp trai, tinh tú thì được Phật tử ái mộ, dù tu hành không bao nhiêu cũng được người ta quan tâm. Còn những người mà xấu trai lại là cái nghèo hèn, không có địa vị trong xã hội, không có những vị người mà nâng đỡ thì lại bị coi thường và bị chê bai, thậm chí còn bị phá những cuộc đời tu của họ. Cho nên trong bước đường tu thì con gặp rất là nhiều. Cho nên bây giờ con đã thật sự thì con cố gắng nỗ lực tu hành, con xa lánh tất cả, có thể là con trốn những vị đó, thì con chuyên tu, con không dám rằn rủi. Nhưng mà chúng ta thì là người Phật tử có thể mà mở rộng vòng tay nhìn những người nghèo trên xã hội, người ta có thể tu mà người ta không cần gì hết, thì Phật tử nên dòm ngó lại những người nghèo kém phước, người ta không đủ phương tiện thì nên quan tâm tới người đó. Chứ có nhiều nơi thì đang dư giả các chùa tới mấy trăm tỷ, tới hàng ngàn tỷ, thì lại Phật tử lại quan tâm nhiều mà còn lại là nâng đỡ, giúp đỡ cho những chỗ đó. Còn những nơi mà ở chầu tranh gách lá thì lại là chê bai, nói là kém phước tu hành. Nhưng thật sự
đấu trường. Còn chiên tu á, thì mấy vị chiên tu ở nhà tranh dách lá, nhưng người ta cũng không cần sự cúng dường quan tâm đó. Nhưng mà họ rất là vui. Nhưng mà Phật tử thì luôn nghĩ là những gì đó không có tu hành tinh tấn, cho nên á, kém phước, không cúng cúng dường. Nhưng thật sự những vị đó người ta cúng dường, với Phật tử quỳ lại dài người ta cũng không nhận luôn á. Chứ đừng nói mà kém phước hay không kém phước. Nên Phật tử phải có một cái nhận định sâu sắc hơn, nhìn đâu ra đó, có tuy là cũng vừa vô ý khí, nhưng mà mình phải quan tâm chỗ nào cho đúng mục đích, có mục tiêu rõ ràng, chứ mình làm việc mà mình làm hoặc không có suy nghĩ nghĩ thì có được đôi lúc mình đem tiền mình dụng xuống bãi đá, không có đám ruộng nào phì nhiêu mà bỏ xuống hạt lúa lên. Cho nên con xin hỏi sư phụ và nâng đỡ trên đường tu của con. Thì con xin kể từ nhỏ luôn cho sư phụ nghe. Thì lúc nhỏ con 13, 14 tuổi, con đi tu hành bên Phật giáo là con bị bệnh. Thì xưa thì con đang học lớp 8 rất là giỏi, cho nên con ở nhà con thì cắt rất là cực, vừa chăn bò, vừa cắt cỏ, vừa làm tất cả việc nhà. Buổi sáng đi học xong buổi chiều sẽ làm hết. Xong con học quá, con cũng bị coi phim tài hư. Thì con mới quấn cái mền lên, con làm Quan Âm Bồ Tát. Thì khi con làm Quan Âm Bồ Tát xong, thì một đêm đó con cà giật cà tưng luôn. Con tụng kinh, con không biết tụng kinh như thế nào. Nhưng mà trong đầu con lúc nào có Nam mô khiên khủ khiên nhảy vô ngại đệ bi tâm đà đi Nam mô hết ra đất nam đa đa đi ra Nam mô ghi ra bà lục cái đế hết đất đa ra làm viết vậy á. Cái sáng con đi học bài đạo đức, thì đạo đức đó là bài đạo đức cô giáo kêu quý phú lên ta bài. Cái Nam mô con lên con đứng trên lớp Nam mô đệ bi hữu khẩn phật tác khiên khủ khiên nhảy vô ngại đệ bi tâm đà đi Nam mô hết ra đất nam đa đa ra Nam mô làm một dọc luôn. Cái bà cô giáo đó bà bắt phạt con mới đang cái thằng quý phú đó nay nào mà sao nó điên khùng quá. Nó đọc cái bài gì mà hắt ra đã vô nó đã trong lớp chất văn ra ngoài hết. Cái cô giáo mới phạt con là quỳ gối trên lúc đó con học lớp 8 mà không có quỳ gối, nhưng mà đứng trên lớp. Mà sau khi cái đêm đó là sư phụ biết không, con á buổi sáng con đi học mà đôi dép con hai đôi dép lào, một đôi dép màu đỏ, một đôi dép màu vàng. Mà khi mà con mang á, thì sáng con đã sắp hai đôi mang cho nó đúng rồi. Nhưng mà khi con mang á, thì nó để một chiếc đỏ, chiếc vàng bắt con mang. Mà con mang lên lớp á, lại nó không nhắm mắt, nó bịt mắt là không cho con thấy được. Đi lên lớp á, tụi bạn con nó hồi ở cái hàng phố nó điên khùng quá trời, nó đi học coi. Cái bắt đầu con xong rồi, con lên con thả bài xong, con xỉu lên lớp luôn, bạn con mới đưa con về. Đưa con về từ đó là con bệnh, cả tân cả giật á, thì lúc đó con á, con mới đi vô chùa mà ba con là cách mạng không có tin ba cái vụ đó. Ba con mới đi vô bệnh viện tâm thần. Con nằm ghế nó chích con từ ba mấy ký mà chích ghế 50 kg, con mập thù lù luôn. Mà ngộ lắm, con vô á, con nằm ở trong bệnh viện á, thì con biết ba má con hết mà nó không cho nói. Mỗi lần con nói á, con vừa gặn lên tiếng ba cái mỏ con méo quá. Vừa dặn tiếng mẹ cái mẹ mà con méo là mà con nói con 14 tuổi thì đi trực là nó nói con 1 tuổi. Rồi con mới bệnh vậy rồi con nó không cho con nói luôn. Bắt đầu con cái Nam Mô Di Đà Phật trong bụng con vậy, cái mà bài học đó nó xóa mờ hết trí nhớ con không. Con đang học giỏi mà làm con quên hết, con không cho con là con không biết cái gì luôn. Thì lúc đó đầu óc con rảnh rang, con có niệm Phật mà đầu ban đêm là con sống như sống tinh mây vậy. Con đi trên chỗ này chỗ kia chơi mà con ở là con thấy thoải mái mà là con không có nghĩ gì hết, vô tư lắm. Nhiều khi con ngồi trên xe Honda ba con chở mà con tính là đi trên có trời vậy, nó nhẹ nhàng nó bị lăn vậy, con không có nghĩ gì hết. Là bắt đầu thì sau khi ba con mới đưa vô bệnh viện biết rồi, con mới nói thôi giờ ba đừng đưa con nữa, ba cho con đi chùa. Và đi chùa hồi bất lắc con mới đi chùa bên Linh Căn. Thì bên Linh Căn á, thì họ mới mới tụng kinh bên đạo mẫu sư phụ. Thì con tụng kinh bên đạo mẫu thì con học một thời gian con khổ,
sau khi đi lúc đó 14 tuổi thì sao con mới làm vừa bệnh mà vừa đủ hết công việc nhà, cho nên con làm rồi con mới điên điên cũng không có mới mở ra đi công việc buôn bán. Thì khi con đi bán á, thì con không biết tính tiền, tiền con chỉ họ chỉ đưa nhiều đưa, cái con bán đổ bán lỗ bán háo á, trong vòng một tuần lại con sạch vốn. Cái một tuần sau cái tự nhiên con bán con không minh lợi, không minh cái không minh rồi đột xuất á, cái con mua đồ nhiều con bán từ từ con không lên. Không lên cái từ từ cái bắt đầu con làm gì làm quá trời làm từ đó. Thì con mới tuổi 19 tuổi con cắt một cái nhà lớn là khai gì mấy cây vàng, lúc đó con mua đất lúc đó thì con mới giàu mà con không mua, con cắt cái em ngay chỗ đây luôn. 19 tuổi con cắt. Sau khi 19 tuổi con cắt á, tới 20 tuổi con ta mắc nợ mấy cây vàng nữa, con ta nợ làm đầu đầu óc mặt tối làm tới 2 giờ đêm không. Cái ông thầy mấy thầy kêu không tu tại nhà không ai dạy á, thì không bao giờ hành Phật á, dụ con giết, dụ giết rồi đi vô chùa tu. Vô chùa tu á, cái xong cái hồi xưa là con có cái nhân quả là sư phụ con á là khó tánh lắm, con đi vô mua tàu cao ông đó hai vị con mua 1.000 chục, ông bán tới 1.500 chục mà ông điếm đó điếm là nhỏ lớn dùng bán sức rẻ khác. Thì con mới nói nên bố tôi có đi xuất gia, tôi không dám chùa vô chùa ông tôi xuất gia đâu, mà sau khi mà con đi xuất gia lại con á bị nhân quả dướng vô ông đó là con đi xuất gia chùa Bửu Nghiêm. Nhưng mà Bửu Nghiêm thì chú tu thiền không có xuất gia. Tôi bắt con về chùa Tịnh Độ. Thì về Tịnh Độ thì gặp một vị đó, vị đó xuất gia đỡ đầu cho con. Mà vị đó là hồi xưa là con nói con mà vô đây xuất gia thì con gặp ông này con đã chán rồi. Mua người ta có 1.000 chục, ông bắt 1.500 mà ông bắt đến nhà thì nhỏ lớn bắt đến hết trơn, con dựng làm lỗ, con dám dùng chung vô. Mà khi con ghét nhớ nhân nào thì quả tao ở đó, trời ta qua đó. Thì con vô ngày xuất gia con phải về đó xuất gia. Xuất gia xong thì sư phụ con nói là không nhận ở đây, cạo đầu sao đi tu về chùa Bửu Nghiêm tu. Nhưng mà về chùa Bửu Nghiêm á thì chùa Bửu Nghiêm nói ở đây tu thiền không được đi học. Mà sau khi con đi học trường cơ bản á, thì ở trên Phật giáo Bình Dương á bắt đi học là không được ở chùa Bửu Nghiêm, mà ở chùa Hội Thánh á thì phải có người gửi gắm. Cho nên ở đó đi học có con bị đủ khứ chuyện hết. Cái mới con mới bỏ về ở chùa Bửu Nghiêm con về núi tu luôn. Về núi con mua một mẫu đất. Sau khi con ở một mẫu đất đó thì con tiền bạc con bị đứa bạn nó dụ lên, hai đứa là dụ lên mua một mẫu đất. Nhưng mà đứa bạn ở một tháng sau là hai đứa hùng nhau. Đứa có 40.000 à. Mà xong tới mấy tháng là sáng ăn cháo, trưa ăn cơm, chiều nhịn đói. Mà đi xe đạp từ đây ra về núi Bồng Lai. Nhưng mà sống xong 2 tháng thì bạn con đã bỏ đi khất thực. Bạn nó đưa khất thực, con mới nói bao nhiêu đồ đạc mà bạn mua, giờ tôi tính tiền hết. Thì sau tính tiền con mới về nhà, con mượn gia đình trả hết. Trả hết xong rồi con ở đó con tu, thì bạn con đã hoàn tục. Thì sau khi con tu ở nhà lá, ở trên núi một mẫu đất mà gai gốc không, con mới phát gai hết, con cắt một mẫu chuối, trồng một mẫu chuối trên đó. Rồi cắt một cái nhà mà hồi đó nhà lá. Con mới in gạch mà phi 2 giờ phi là đất núi mà đá không à, phi con mới lấy cái cúc ra con đào đất tới sáng á, thì đào được một đống đất lớn. Thì con cũng mới mở cái khung in gạch, người ta con in được mười mấy ngàn cục gạch. Thì mười mấy ngàn cục gạch đó con kêu thợ hồ xây và cá, thì con bơi lên từ dưới chân núi con bơi lên con cắt cái nhà. Mới đầu thì con đi được con cao được 1.5 mét, sau khi con cắt nhà con còn có 1.2 mét. Con không xuống, con đau lưng, con không xuống tới 6 tháng trời, con không dám về nhà. Tại con đưa con không, con không đó. Con mới không. Dạ. Thôi bây giờ thời gian xin cho phép nói nhiều chú. Sẵn nói luôn. Dạ. Sao mà con cũng không có tiền uống thuốc nữa. Ở đó một tháng con sống có 10.000 mà. Con mới đi vô tiệm thuốc nam của chùa hốc thuốc. Hốc thuốc thì con xin nhà chùa cho con hốc thuốc khí không có tiền. Thì con hốc cũng uống cái con hết xong mà con mới bò lết con về nhà. Dạ, mới cao lên thích gửi. Rồi con bò lết về nhà mà hồi đó có 10.000 đồng mà đi xe tử và giờ Vũng Tàu mà về đây có 10.000 mà con không có, con đi xe đạp về đây. Mà đi dịch, mỗi lần mà con về mấy năm trời đi xe đạp không á. Mà vừa qua con có một sự khử khách là
con đi xem đa ghép quan á, cái con đi lại chị con đi xem đa lại chị con hết xăng, cái con mượn xe đạp lên đường con đổ hết xăng, lên đường con cầm cái bình mà lên đường từ ở đây mà dài xa lắm mấy có mấy cây số nó mới có cái chỗ bán xăng, con đậu nó bảo hiểm mà con đi xe đạp giống y mấy ông bệnh viện tâm thần thả ra. Mà con sao mà con đi xe đạp mà con sao con mệt mỏi con ơn là con đi làm nữa. Mà hồi đó con đi cả trăm cây số con không mệt. Mà giờ con đi lại khử thôi. Khử thôi là con thấy vấn đề trẻ hồi đó con thiệt. Con đi khùng mà con làm nhiều cái phi phường á. Nhưng mà trước khi mà con đi về núi á thì có bên đạo Linh Căn á, có một mẫu tám nó nói là con á, con bỏ mẹ con ra đi thì đời con không làm được cái gì hết. Con sẽ khổ, con sẽ bị đài. Người ta đi tu á thì người ta ở trong chùa người ta có sự nâng đỡ thì đủ thứ có mọi mặt bên quý thầy lo, còn con bên Linh Căn không bao giờ ai độ cho con và con sẽ bị phạt, bị phạt không bao giờ con ngóc đầu lên đâu. Mà con đi vô chùa thì quý thầy không cho con tụng kinh bên đạo mẫu, cho nên mười mấy năm nay thì con tụng kinh bên Phật không, cho nên con bỏ mẫu luôn thì con làm việc gì cũng không thành công hết. Tất cả cái tiền mà con làm á thì nó thật sự nó vô thì vô lai gai thôi, chứ không phải mà vô cái ào ạt được. Cho nên chắc chiêu dữ lắm mới được, ăn hà tiện dữ lắm mới được, còn ấy là nhiều khi nó bệnh đau nó đổ ra còn hơn nữa, hoặc việc gì nữa. Cho nên con nó thật sự cái am để con làm đây thì từ sáng con làm cái tới trưa, trưa làm cái tới chiều làm cái tới 2 giờ đêm. Con bỏ ra mười mấy năm không công phu như quý thầy được, cho nên đạo lực con có thể kém mà về học vấn con cũng hơi kém, cho nên cái phước của con nó thật sự khô khắc bạn bè nhiều, cho nên bây giờ con nó thật sự muốn lập quyền lớn con cũng không muốn nữa con làm được cái gì hay nấy, chứ nếu mà con quyền lớn con không có tiền thì con lo âu thôi, thì phước duyên tới đâu con làm tới đó. Thì hôm nay thì sẵn cơ duyên đây á, con cũng không báo với Phật tử á, thì sư phụ nếu sư phụ thương á thì tông chúc sư phụ quyền cho đạo tràng chúng con, thì đầu tháng sau vào ngày chủ nhật hàng chủ nhật á buổi chiều 1:30 thì con sẽ cho Phật tử lại tu buổi chiều, để mỗi chiều chủ nhật nhóm lại Phật tử lập nguyện tu theo sư pháp của sư phụ á, để cho có cái đạo lực và có cái những cái phước á mà Long Khánh Khánh chú gia hộ cho đạo tràng chúng con. Còn riêng ở đây thì con ban đêm thì đêm nào nhóm con cũng tụng kinh đều đặn không có bỏ. Khởi công phu của con thì suốt thì lịch trình của con riêng nhưng mà cho Phật tử là ngày chủ nhật mỗi buổi chiều chủ nhật ngày nào giảng pháp thì không có tụng kinh, còn ngày nào không có giảng pháp thì cho hai Phật tử đến đây tu theo pháp của thầy là pháp tụng kinh Đại Bi Ngũ Chú và kinh Di Đà và niệm Phật ngồi thiền trong 2 tiếng. Thì sư phụ nhắc nhở giùm cho đạo tràng chúng con á, và sắp tấn cho đạo tràng chúng con tinh tấn tu hành để có đạo lực như sư phụ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm niệm công đức của thiện chí đã cho huynh đệ biết cái sự khó khăn trong việc tu học của thiện chí. Thực sự trung đạo nghe cũng rất là cảm khái cái con đường tu của thiện chí rất là gian nan. Thực sự sư phụ không có gian nan như thiện chí đâu. Sư phụ thiện chí đi chung, sư phụ biết rồi đó. Sư phụ làm mấy cái đại lễ và thiện chí phước đức được ngồi chung, được hầu đàn là cả cái phước, khiến cho thiện chí đi chung. Chứ thực sự muốn đi hầu đàn sư phụ là cả một vấn đề. Không phải ngồi hầu đàn sư phụ là dễ, nhưng mà khiến cái phước, cái thiện chí tụng đại bi nhiều rồi đó, thì tự nhiên phước báo nó sẽ nảy nở, những cái cơ cực của quá khứ sẽ biến mất. Đồng thời mình chí tâm, chí cốt, mình trì tụng đại bi đó, thì mình sẽ được chư thiên long phần long thần hộ pháp gia hộ cho mình. Muốn phát triển cái đạo tràng để cho huynh đệ về tu á, là cái người chủ trì hoặc là chủ sử á, là phải ngồi xuống tu tụng rất là nhiều để tạo âm đức phước đức cao dày, thì huynh đệ sẽ về tu tập trung. Đồng thời như thầy Thiện Chí có nói đó, người tu đã không đẹp trai rồi mà đã lùn nữa, mà lùn có thước rưỡi à, mà khiên riết còn thước hai là nó xấu cỡ nào, làm sao mà huynh đệ dám tới tu chung, phải không? Ông tu riết ông lùng sủng à. Bởi vậy thì nó khổ. Mà lại bệnh nữa chứ, đủ loại bệnh thì ông rất là gian nan. Chính vì cái chỗ mà chân thật của ông, cho nên trung đạo mới chấp nhận lên đây. Mỗi lần ông hỏi trung đạo lên liền, để cho huynh đệ này không cảm thấy bị bỏ rơi. Bây giờ hiểu không? Cỡ nào cũng chạy lên đó, bỏ chỗ khác chạy lên, để cho thầy Thiện Chí còn có một người bạn
Rõ ràng huynh đệ biết rồi, trung đạo lại gần thầy Thiện Chí không phải mục đích gì khác ngoài để cho thầy Thiện Chí có cơ hội tiến hóa với mình, tu học chung với mình để chia sẻ phước báo. Trung đạo nói thẳng với huynh đệ, phước báo rất là nhiều, nhiều vô cùng tận. Ở bên Mỹ cũng vậy, đi tới đâu đều được cung phụng, đều được giúp đỡ, đều được trang trải đầy đủ, không thiếu một thứ gì. Nhưng mà trung đạo từ chối rất là nhiều thứ, không có thích. Thậm chí cái gì làm được cho ta cứ làm, không chờ ta làm cho mình. Nói thẳng luôn, Thiện Chí mới đi dự cái buổi ca nhạc của thầy hôm qua đó, thầy có hứa là thầy cúng dường Thiện Chí 20 triệu để khi bắt đầu khởi công xây cái thất, cái gì đó. Trung đạo cúng dường 20 triệu nếu mà khi mà thầy đi Mỹ về rồi mà mình có làm một chương trình nào nữa đó, thì trung đạo sẽ cúng thêm cho thầy Thiện Chí để có đủ cái phương tiện để mà xây cái đạo tràng lớn hơn chút xíu để cho huynh đệ về tu tập. Huynh đệ như thầy Thiện Chí có nói á, thiếu phương tiện, nghèo nàn, không đẹp trai á, thì người ta sẽ bỏ rơi hoặc là khinh bỉ, là ít học. Đó là một cái điều mặc cảm lớn nhất của vị tu mà không có huynh đệ bên cạnh. Nên trung đạo sẽ đi bên cạnh thầy Thiện Chí đến khi nào ông đi được mình vững vàng và có huynh đệ đạo hữu rồi, là tự động trung đạo sẽ rút lui để cho ông tự lo tự xử. Thì trung đạo sẽ bên cạnh thầy Thiện Chí đến khi nào đã có đầy đủ phương tiện hết là trung đạo tự động biến mất, huynh đệ mình sẽ tự lo. Thầy cũng mong rằng huynh đệ có mặt trong ngày hôm nay á, đừng có bỏ thầy Thiện Chí, bởi Thiện Chí rất là cần bạn hữu, cần người bạn, người tu hành chung với mình. Huynh đệ mà kéo 5-7 lên cái chùa mà nó có sẵn phước đức rồi, chưa chắc cái chùa nó tu nhiều. Chẳng qua chúng ta vì thị hiếu, thấy đông quá chạy theo thôi, còn lên chưa chắc nó tu được đó, hiểu không? Thì là chúng ta mục đích chính là mình tu để tiến hóa. Nên trong nào khuyên huynh đệ nên về đây tu chung để chúng ta tiến hóa với nhau. Thầy Thiện Chí có tấm lòng thôi, huynh đệ nên cho tấm lòng. Thầy mới đạo, trung đạo mới nói chúng ta cho nhau tấm lòng bằng sự bình đẳng, không phân biệt kỳ thị. Thật ra chúng ta đều có phước với nhau, nên giúp đỡ cái nơi nghèo nàn phát triển, nên như vậy để tạo cho huynh đệ có phương tiện tu học. Đừng vì cái chỗ nhỏ nhắn nghèo nàn chạy chỗ khác, chưa chắc mình đã tiến hóa. Đạo hành mình không có, nếu mình có cái tâm đó là đạo hành tự động mất à. Bởi vì mình bỏ nghèo lấy giàu, bỏ nhỏ lấy to, cái tâm phân biệt và kỳ thị của mình lớn quá thì đạo hạnh mình cũng chẳng có, rõ không? Nếu mà anh Thiện Chí này là đâu có gì cho sư phụ, phải không? Nếu mà nói về vật chất đi, dù tại sao phải đi theo ổng, theo cái tấm lòng chân thật của ổng, ổng rất là chất phác, ổng có gì ổng nói cái đó. Ổng hay cái chỗ là 200 triệu, ổng biến quá làm sao nó teo lại còn mấy chục triệu mới là hay. Ổng có phép mà, ổng làm cho tiền nó khô lại, nó ít đi. Ông rất là chất phát, vì cái chỗ đó mà trung đạo bên cạnh để mà có thể tương trợ huynh đệ của mình. Mới gặp lần đầu tiên ông nói mấy câu là trung đạo đã biết đây là cái vị mà rất là khổ cực trong đạo pháp. Trung đạo thực sự đơn thân độc mã ở Mỹ nhiều năm nhưng mà không ai dám ăn hiếp. Nói thẳng, nhìn cái mặt thấy gớm rồi sao dám ăn hiếp, mà miệng nói là tay làm đó. Thì thứ nhất, sống ở Mỹ không để cho người Mỹ kỳ thị dân tộc Việt Nam. Nhỏ con chứ đụng vô là có chuyện lớn đó, đụng vô là bự con cỡ nào cũng phải nằm giấy đạch dữ lắm luôn á. Thì địa điểm mình có cái tinh thần dân tộc lớn, thành ra nó không dám ăn hiếp mình. Còn mấy thầy khác mà tù 5 tù 7 gặp trung đạo là không dám mở mồm nói tầm bậy rồi, mà biết cái tánh trung đạo là miệng nói là chân đá đó, không có sợ là cái người mà ỷ đông hiếp yếu đâu, không có. Còn thầy Thiện Chí thì bệnh tật rồi, không đủ trí tuệ để đối phó với những người xung quanh, họ sừng sỏ quá cho nên họ làm cho ông này không ngóc đầu được. Trung đạo không bao giờ tha thứ được những người nào mà dám có cái tư tưởng đến gần trung đạo, để giết chết người đó phải chịu trách nhiệm về cái tội đó. Trung đạo không có gọi là huynh hoang tự đắc, nhưng mà những vị đó có tư tưởng đến trung đạo là ngay từ khi ngồi xuống gặp trung đạo là tư tưởng nó biến mất rồi, không bao giờ tồn tại, muốn mở miệng nó bậy cũng không dám luôn nữa. Bởi vì cặp mắt của trung đạo là các ngài đã cho để làm việc chứ không phải để mà vớ vẩn. Khi trung đạo chú tâm nhìn rồi á, nó phải cúi đầu thôi chứ không dám ngẩng đầu lên á, nó thẳng vậy luôn á. Rõ không? Còn thầy Thiện Chí là ông quá ư là khổ, nghèo nàn mà không có học, thành ra người ta bu lại, người ta hiếp ổng thôi. Còn người ta nhìn mặt trung đạo đi, huynh đệ dám ăn hiếp không? Mà nó còn thấy gớm mà đừng nói. Cái mặt này đẻ ra, sanh ra để mà hù ma mà. Mà sống mà chết hù hết. Thật sự trong bụng nhát đấy bà có nội. Mình học đạo, mình theo chư Phật, không có ai hà hiếp mình được. Nếu mà mình tu đúng, chư thiên chư Phật bên cạnh mình rất là đông. Một đứa nói bậy thôi, thằng đó về nhà chịu trách nhiệm đó. Một đứa nói hổn thôi là đang là một tháng có 200-300 triệu vô đó, chứ nó bậy 2-3 lần thôi đó,
Một năm sau là từ căn nhà 9 tỷ á, đi vô nhà trọ ở luôn, mất luôn căn nhà, mất luôn một tháng 200 mấy chục triệu. Bây giờ tan gia bại sản, cái tội hỗn láo với thầy đó. Ghê chưa? Hả, mình tu đúng rồi á, bên cạnh mình rất nhiều là Long Thiên hộ pháp. Trung đạo đi tới đâu các ngài đi tới đó để giúp trung đạo hành pháp, hoằng pháp. Cho nên nếu mà thầy Thiện Chí cố tâm mà tu giống như vậy đó, thì chắc chắn các ngài sẽ gia hộ cho thầy Thiện Chí. Một ngày nào đó cái này sẽ mở lớn hơn, quân đệ tới đông hơn, tu với ông. Ông phải biết như vậy, cho nên ông phải ngồi xuống năng nổ nhiều hơn. Và coi cái ngày hôm qua của mình phải bỏ đi, không được nhắc lại. Ông rất là buồn khổ nên ông nhắc những cái cũ hoài, thành ra ông không tiến quá. Bây giờ ông quên, quên rằng khi mình nghĩ tới cái quá khứ quá nhiều thì mình sẽ lãng phí hiện tại, làm chậm trễ tương lai. Có rõ không? Khi chúng ta ôm ấp cái quá khứ quá nhiều thì mình sẽ làm lãng phí ở hiện tại và chậm trễ cái tương lai. Cho nên người tu ăn cơm buông đũa là ngày hôm qua biến mất, hiện tại tất cả là trước con mắt hết. Mình sẽ giải quyết sự việc. Trung đạo mở mắt ra là ngày hôm nay mới tin, ngày 28 Tết dọn cây cái là chuẩn bị ăn Tết. Tối hôm chính đệ tử nó bưng đồ ăn tới cho mình ấy. Ủa, bưng tới chi đây vậy con? Đấy mai sư phụ ăn Tết chứ lấy gì ăn đó. Ủa, mai Tết rồi hả? Mà mình mới dọn cây ngày hôm qua nay quên cha nó rồi. Nó bưng đồ ăn tới mới biết là ngày mai ăn Tết. Trung đạo cũng nhắn nhủ huynh đệ cố gắng tu với nhau là tu bằng tâm linh thôi. Đến đây bỏ tấm lòng ra là đủ, nhớ không? Cái tấm lòng thôi. Thầy Thiện Chí đâu có đòi hỏi với huynh đệ đâu, đúng không? Chúng ta tới đây để phụ một tay, cùng tu với nhau, để cho cái thanh điển, cái thanh khí, cái năng lượng của chư Phật tề tụ gì đâu rất là nhiều, mạnh mẽ thì chư Thiên Bồ Tát sẽ gia hộ cho huynh đệ tiến hóa. Mà nơi nào càng đông càng ồn á thì càng tệ, không bao giờ có thanh điển thanh khí, chỉ có tiền bạc vật chất và danh lợi hảo huyền thôi. Phải rõ như vậy. Đây là thời mạt pháp, cho nên thầy Thiện Chí cũng không có trách gì được. Đây là thời tận cùng của Phật pháp, cho nên ma quỷ rất là đông. Quỷ vương mượn hình tướng con cái của Như Lai để phá hủy chánh pháp của ngài, cho nên tất cả bây giờ đều là giả. Giả tạm ăn mặc vô để giả tạm không có tu, cho nên hình tướng làm cho bá tánh chúng sanh mê muội mù quáng, lao đầu vào để cùng tạo tác nghiệp quả, nó gọi là cộng nghiệp. Hiểu biết như vậy cho nên trung đạo không hề mở miệng than quán quán trách, không bao giờ nói một câu nào, coi là chuyện bình thường, cứ lo phận sự mình là tu rồi hoằng hóa lợi sanh, có vậy thôi. Nên trung đạo mong rằng huynh đệ giúp cho thầy Thiện Chí có cơ hội phát triển tâm lực, đạo lực, hạnh lực và trí lực mà mạnh mẽ hơn, để đủ duyên, đủ phước, đủ đạo hạnh đạo đức để dìu dắt huynh đệ Phật tử bá tánh ở vùng này. Thôi, bởi vì là quan gia trái chủ có sanh bệnh tật, mà nhờ quan gia trái chủ mình bệnh quá, mình mới nhớ tới mẹ mình niệm Nam Mô Quán Âm Bồ Tát. Mình đau khổ đi không nổi, mình ngồi xuống là mình lết bằng mo bò bằng mũ, mới kêu mẹ năn nỉ mẹ cứu giúp mình, phải không? Ai cũng vậy, còn đi sững sững ở đâu ai cầu mẹ làm chi, phải không? Có bệnh mới đi kiếm mẹ chứ, còn mà đi sững sững có tiền rồi nhớ tới ai? Không nhớ tới ai đó, biết xài thôi, biết phá hoại phước bích vậy thôi, chứ không biết tới ai hết trơn á, rõ không? Là chúng ta phải biết tụng kinh ngồi xuống, ý thì là mình đi chú đi giải trừ bệnh tật nghiệp chướng của chính bản thân mình, mà chỉ có mình mới giải trừ được thôi, còn nếu không á đừng có hòng. Bản thân thầy chứng minh nè, sáng ra lại 108 lạy, chiều 108 lạy để hưởng công đức cho mẹ, có tội ngỗ nghịch bất hiếu với mẹ, ngày nào cũng làm có 3 tuần, mà trước đó thầy lại thăm mẹ thầy là 90 tuổi, mặt bà nhăn hết rồi, cổ bà nhăn luôn rồi. 3 tuần sau thì hồi hướng công đức quay lại, huynh đệ có tưởng tượng chuyện gì xảy ra không? Mặt bà láng o, bóng đeo bóng, mắt sáng quát, cổ không còn một nếp nhăn. Mà thầy lại có 3 tuần thôi, mà người con chí tâm lãnh lễ sám hối, tội ngỗ nghịch bất hiếu cha mẹ đó, mà mẹ hưởng hết luôn. Nhớ bà là môn nữ trong địa tạng không? Thì có cúng dường công đức ngồi cầu nguyện thôi đó, mà bà đã sanh lên cõi thiên, trong khi đó mà thiền bà là môn nữ còn không biết mẹ đã được siêu sanh đó. Huynh đệ thấy người con mà quỳ xuống lạy hồi hướng công đức cho mẹ mình sám hối nghiệp chướng á, mẹ mình hưởng hết. Mà thầy còn biết rằng là mẹ thầy năm nay 91 rồi nè, bà rất là khỏe, bà đứng lên bà còn múa tay múa chân được, còn mạnh dạn còn giỡn được, chứng tỏ là cái phước đức nhiều là do người con tu tập. Thầy còn biết rằng mẹ thầy ngủ giấc dậy sáng mai ngủm, thầy biết vậy luôn nữa. Thầy có nói với bà rồi, bà cứ ngủ ngon lành, bà chết đi là thầy đốt xác thầy dùng xuống biển hết chuyện, khỏi cúng. Bà đi rồi mà cúng chi, thầy theo luật thầy làm á nè, mà thầy không khóc luôn, thì mẹ đi vui vẻ mắc chứng gì mà phải khóc, luật mà, phải không? Thì đó, cứ yên tâm đi, rồi ngủm cái là khỏi kèn trống cái ồn lối xóm.
xong rồi đốt dục chúng con biện hết khỏi cúng. Bạn thấy vui thì nằm xuống ngủm mà đâu có đau khổ đâu. Ngủ giấc sáng mai vậy rồi ngủm rồi, thấy chưa? Mà người con tu là mẹ cha hưởng hết luôn. Thì tại sao mình không tu chứ? Thầy không muốn huynh đệ tu phải giống thầy, thầy Thiện Chí. Thì cái lý tưởng phụng sự nó lớn lắm, tu để phụng sự. Còn tụi con không có đủ định lực, nghị lực, tâm huyết hay tình thương, con không đủ lớn để phụng sự ba tánh chúng sanh. Thì con chỉ tu làm sao có đủ phước báo, âm đức, dương đức cho tròn đủ, thì mình sẽ tiến hóa, bệnh tật tiêu trừ, nghiệp chướng tiêu trừ. Thì ra sư phụ, chúng đạo muốn chia sẻ với huynh đệ có mặt trong ngày hôm nay, tu tụng cho giỏi vô để giải trừ bệnh tật và nghiệp chướng của chính bản thân mình, thì trí tuệ mình mới phát triển được. Chúng đạo qua có ca cái bài á, nghiệp càng nặng trí thường u tối, trí lu mờ nghiệp nối nhau sanh, làm sao thoát khỏi lợi danh tiền tài lợi lộc bại thành khổ thân. Bài dễ thương quá ha. Hay nhất là khi chúng ta biết giúp đỡ người bên cạnh thì chư Phật sẽ ban phước báo, có vậy thôi. Lục quả báo rõ ràng lắm, không có mơ hồ. Thầy thấy chưa, quả báo rừng tức thì. Nếu chúng ta làm bằng cái tâm an lành, hạnh phúc, vui vẻ, rộng lượng, không tính toán, thì sự trở về là không tính toán. Nếu mình cho ra sự tính toán hạn hẹp thì trở về là sự hạn hẹp tính toán của vũ trụ. Suy nghĩ đi rồi tự làm. À, làm vui vẻ có gì đâu. Trời ơi, con của ngài mà cứ thảy ra đi, chuyện gì còn lại vô trở lại bình thường, mà không cần phải tính, không cần phải cầu. Mọi cái có. Thầy có viết cái bài nhạc hạt giống của Như Lai, thầy viết: con cố giữ tâm hồn cho tinh khiết, thấm nhuần sự minh triết thiên liêng. Như Lai quyền lực vô biên, tâm từ ban rải không riêng một người. Tâm từ ban rải không riêng một người, là các ngài cho chúng ta không tính toán, không phân biệt một ai cả. Rõ ràng như vậy. Làm việc thiện thì tâm này có cao sanh chứng giám, lòng đại từ tỏ đám mây hương, cầu xin chư Phật mười phương độ người, trần thế biết thương con người. Làm phước không cần phải cầu báo, làm phước cứ làm đi, chuyện còn lại chư Phật và lực nhân quả sẽ lo. Nhân huynh đệ muốn tiến hóa trong việc luyện đạo, học đạo, tụng kinh trì chú, nghĩ thiện làm lành bằng cả tâm tư trí tuệ đi, cứ làm đi, chuyện còn lại chư Phật và lực nhân quả sẽ lo. Rõ không? Thì giải trừ bệnh tật và nghiệp chướng của mình, từng cá nhân chúng ta phải ngồi xuống để tự tụng trong lòng vừa kinh, nhìn những ông già bà già bên cạnh, cầu xin đừng có già bệnh như vậy. Bởi vì các vị đó chính là ông thầy của mình. Thấy họ đi lụm khụm, đừng đi lụm khụm. Thấy họ vừa đi vừa rên, đừng bao giờ đi và rên. Cho nên mình phải giữ ngay từ lúc này, phải giữ cho thân khỏe, tâm an, trí tuệ sáng suốt, bồ đề tâm vững mạnh. Thân khỏe thì tâm mới an, thân bệnh thì tâm bất ổn. Rõ không? Bây giờ tụi con ngồi xuống tụng, đau đầu, nhức đầu, nhức tay, nhức chân nè, tụng được không? Đâu có được đâu. Lo âu, phải không? Khỏe mới tu được. Để phải giữ thân khỏe, tâm mới an, thân bệnh, tâm bất ổn. Rõ chưa? Tại ra mình muốn giải trừ bệnh tật và nghiệp chướng, nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú, cho mình một cơ hội ngồi xuống để cầu nguyện cho bá tánh chúng sanh, cho dân tộc đất nước, luôn luôn ban rải lòng từ bi trong người bằng cái tâm bình đẳng, vô hữu cao hạ, không cao không thấp. Rõ chưa? Rõ không? Hiểu ý thầy không? Tại vì là Phật cho nó mình đến đây như vậy, huynh đệ mình là anh em của mình, là con cái của Như Lai hết, tất cả là anh em hết, không ai. Bây giờ mình nhìn cái mặt mẹt nó khác nhau, mà cái ông trong này nè, cái mặt giống nhau y hệt. Ông này là không hình, không tướng, không tên, không tuổi, không cao, không thấp, không mập, không ốm, không dày, không mỏng, không khôn, không ngu. Ông đó mới là quan trọng. Còn cái ông này là bình thường. Cái mặt mẹt cũng vậy thôi. Chúng ta có cái giống nhau cái chỗ là có hai cái lỗ tai, hai con mắt, cái lỗ mũi, cái miệng. Cái mũi nằm giữa mặt. Đúng không? Chúng ta giống nhau là vậy. Nhưng mà cái ông bên trong này thật sự rất là giống, giống y hệt như nhau, là cái tánh thiên liêng mà thế gian gọi là Phật tánh. Tánh thiên liêng là ngự trị trong từng bản thể một, không khác biệt, không cao không thấp, không mập không ốm, không giàu không nghèo, không sang không hèn. Thấy không? Cái tánh này chúng ta cần phải biểu lộ cho ba tánh chúng sanh. Nếu biểu lộ được tánh này rồi thì thiên chúng ta thương mọi người giống nhau lắm, ai cũng dễ thương cả. Thì nhìn Phật tánh chứ không phải nhìn cái mặt. Bây giờ mình nhìn Phật tánh huynh đệ, Phật tánh ngự trị trong từng hình thể,
trong từng sự vật. Một khi đứa bé chào đời thì Phật tánh ngự trị trong nó rồi. Cho chúng ta tập nhìn Phật tánh giống như thường bất khinh Bồ Tát vậy đó. Nhìn ai cũng thấy thành Phật hết. Con mắt trung đạo cũng vậy, huynh đệ đều thấy Phật. Bởi vì Phật ngự trị trong huynh đệ mà trung đạo nhìn thấy được, huynh đệ không thấy chuyện đó của huynh đệ. Nhưng mà bây giờ mình tập nhìn để thấy, để chấp nhận sự thật là Phật tánh ngự trị trong từng bản thể. Và chúng ta đối xử với nhau bằng tánh thiêng liêng đó, đối xử bằng Phật tánh, dùng Phật tánh của mình để đối xử Phật tánh của huynh đệ thì không có chuyện gì xảy ra. Nếu dùng cái hình thể này mà đối xử với hình thể thì có sự phân biệt đẹp xấu, sang giàu. Rõ không? Rõ chưa? Hay gì là Phật muốn tiến quá, muốn tiến quá trong việc tu học để giải trừ nghiệp chướng và bệnh tật của chính bản thân mình, chúng ta phải cho bản thân mình một cơ hội ngồi xuống để tụng kinh niệm Phật. Nếu làm việc thiện lành được thì đừng bao giờ từ chối như Thiện Ngọc này. Cứ làm được là cứ làm, chuyện còn lại chư Phật và lực nhân quả sẽ xử. Nếu hiểu lực rồi thì còn gì ngần ngại, phải không? Đúng không? Thầy viết cái bài nhạc thầy làm á, đã bao lâu rồi sống trong luân hồi, còn bao lâu nữa mới biết tu thân, pháp thân vẫn chờ chúng ta quay về về trong pháp giới để thôi luân hồi. Thấy chưa? Mình biết luật rồi sống thoải mái. Bây giờ huynh đệ có thể ngồi thiền, có thể tụng kinh, có thể niệm Phật, nhưng mà cố gắng làm sao để phát triển cái tâm từ bi mới là quan trọng. Tâm từ bi nhìn mọi người yêu thương giống như mẹ Quán Thâm Bồ Tát. Từ nhãn thị chúng sanh, nhìn huynh đệ bá tánh bằng con mắt từ bi bác ái, phước tụ hải vô lượng. Đó, phước tụ hải vô lượng là phước vô tận. Và nếu mình nhìn cặp mắt mà gườm mà rình rập là thôi xong rồi, tu ngàn năm cũng thế thôi, hiểu không? Tu 20 năm mà tâm từ bi vẫn còn nhỏ từng giọt thì sao sống được với Phật? Phật chính là đại từ bi. Nếu mình có cái tâm đại từ bi thì mình ai chư Phật đã biết rồi. Mà ngộ lắm, khi có tâm từ bi rồi, cái lòng mà kiên nhẫn của mình chịu đựng kinh khủng lắm. Chúng nào chịu đựng rất nhiều mấy đứa này nè, chịu đựng nó ghê lắm, khỉ rồi nè. Một chút xíu nó nhăn nhăn mình cũng phải lo rồi, nó gây lộn mình cũng lo rồi, nó ganh tị mình cũng... Nói chung là mỗi thứ mỗi lo cho nó mà. Chư Phật cũng vậy à. Mấy ông lo nó lọt vô dòng vô minh rồi, nó khó xử. Mà nó vô minh rồi nó cãi hoài, nó đâu có chịu ngừng đâu. À, cái đầu nó vô minh, cái miệng nó lải nhải, miệng lải nhải tay chân làm tầm bậy tầm bạ, lọt xuống địa ngục. Mà cho nó không hiểu nó sẽ lọt xuống địa ngục. Giờ huynh đệ hiểu rồi, làm cách nào để giải trừ bệnh tật và hoán chuyển nghiệp lực rồi phải không? Ngồi xuống tụng kinh trì chú, nghĩ thiện làm lành, tu cho thân khỏe tâm an, bệnh tật tiêu trừ, nghiệp chướng tiêu trừ, quan gia trái chủ tiêu trừ. Khi chúng ta gặp những chuyện xui, người này người kia nói xấu mình hay gì là liều là quan gia trái chủ cả, cho nên mình niệm vãng sanh cho nhiều vô để người đó không còn ghét mình nữa. Trung đạo hướng dẫn vấn đề cách làm. Ví dụ mình đi vô cái chỗ làm đó, người đó ghét mình quá, mình cứ gặp mặt họ mình chuyện bình thường, nhưng mà niệm vãng sanh cho nhiều giúp đi dạy sự ân oán trong tiền kiếp của mình với họ, tuy nhiên họ không ghét mình nữa. Cứ làm thử trong vòng tháng sau sẽ biết được cái kết quả tốt như vậy. 100 người thầy gặp trung đạo chỉ có 1-2 đứa không ưa, là lý do là thì nó không bằng mình, nó không ưa thôi. Đúng là nó không xấu bằng mình cho nên nó tức. Thực sự không có gì ghét mình được, thì mình rất là dễ chịu, gặp ai cũng vui đó. Mình không có tị hiềm, không có ganh tị. Cần gì với ganh tị, đời mình có đủ rồi, ganh tị gì, thấy không? Tay chân mắt mũi đầy đủ là đầy đủ quá rồi, cũng muốn gì nữa. Bộ sinh đẻ ra một hoàn hảo dễ sao? Sự hoàn hảo sẵn có. Vì hoàn hảo sẵn có cho nên không bệnh tật. Chúng ta sống tầm bậy tầm bạ quá cho nên sanh bệnh tật là khiếm khuyết. Vì khiếm khuyết trong tâm linh cho nên thân thể bệnh tật. Muốn tâm linh tròn đủ khỏe mạnh thì sẽ không bệnh tật. Muốn thân thể không bệnh tật thì phải trau dồi đời sống tâm linh, đạo đức, đạo hạnh của mình, thì chắc chắn bệnh tật sẽ không có tồn tại trong đời sống của mình. Lúc đó mình mới có nhiều cơ hội.